Không ơi, cho em mượn xe đúng không? Sao em? Hello hello các bạn nha. Kia đang lấy rồi. Rồi xin chào tất cả các bạn đang xem stream thì hôm nay mình có một cái buổi tổ chức đua xe với nhau. Và buổi này là do mình lấy tiền của mình trong túi ra mình trao giải luôn ha. Thì ở đây mình có một con XA, đây là con xe đợt trước mình trộm á. Một con này với lại ba con xe trong cái khúc này. Đây sẽ là phần thưởng ha. Thì người thắng cuộc sẽ được chọn một trong ba chiếc xe cổ này hoặc là cái con XA này. Đó, thì mỗi con đều có một cái biển số riêng của mình nha các bạn. Và cộng với 3 triệu tiền mặt ha. Thì hiện tại là rất là đông anh em tập họ ở đây luôn. Phải nói là đông cực kỳ luôn. Thì đầu tiên mình sẽ dạo qua một vòng cho các bạn xem trước từng con xe ha. Con này thì giống con Bugatti nè. Con này là đồ pha ke của con Nissan GT-R các bạn. F90 thì phải, Ferrari F90. Con này mình nhớ nó có mẫu bên ngoài nó là cái gì mình quên mất tiêu rồi. Reventon, con này là con 82 Superfast. Đây các bạn nhìn cái đuôi nó ha, cực kỳ giống luôn, giống như con kia thôi. Con này trong cái phim Fast 7 nè, Fast 7, Fast 6 thì cái con mà nhảy từ trên trên máy bay xuống á. Rồi bên này thì có Sultan thường thì con này nó giống con nào mình quên mất tiêu rồi. Lamborghini Urus này các bạn, con này giống con Huracan ha. Đây là dàn xe của mình, các bạn biết rồi, xe full carton các kiểu nè. Bây giờ mình dạo này một vòng cực kỳ đông anh em luôn. Và phải nói là khu này nó lát luôn á các bạn, đông lắm luôn nha. Con này thì nó giống con McLaren gì nè. Nói chung là có rất nhiều xe cổ, mình cho các bạn xem từng con thôi chứ mình nói nó giống từng con là chắc mình chết luôn mất. Nhiều lắm luôn nha các bạn. Đó, giờ mình đi dạo một vòng cho các bạn xem trước từng xe của anh em trong này. Ôi, cái con xe này gắt vậy. Con xe mô tô này gắt vậy. Ôi, có mấy xe gắt thực sự luôn. Ôi, ở đây là bên băng đảng báo hồng nha các bạn. Trong này có một cái băng đảng Pink Panther các bạn. Toàn là xe hồng không luôn, chất thực sự luôn. Rồi, ở dưới này vẫn còn vài chiếc nữa nè. Ôi, có xe này ai lại đem vô vậy. Cái tem này là cái tem gì? Cái tem nhìn nó ghê quá à. Panto đỏ. Nhìn con xe này giống như con xe của Blue á các bạn. Dưới này là một con xe muscle, con này đua giống như dạng đua trong track vậy các bạn. Rồi bên này lại có một dạng phải nói là đông thực sự luôn á. Thì đua một với nhau nha các bạn, và bản đồ mình sẽ tự chọn bản đồ luôn. Thì cứ người nào thắng sẽ vô vòng trong, bắt đầu vòng trong sẽ đấu với nhau tiếp ha. Rồi bây giờ đông quá mình không biết làm sao. Ở đây mình có setup hai cái con xe. Ủa cái con Fanny của mình đâu rồi? Fanny mình đâu rồi? Ủa thế nào sử dụng cái con Fanny mình quên khóa xe cái. Ở đây mình có hai con rồi các bạn. Mấy này nó phá thiệt chứ. Phá quá trời luôn ta. Đông quá rồi các bạn ơi. Con này đông quá rồi. Có một thanh niên lấy con Fanny của mình rồi. Mình quên khóa xe chứ. Quỷ kia nó lấy nó chôm luôn rồi. Ok có rồi, có xe rồi. Để mình khóa xe lại cái đã. Rồi thì hai con xe này sẽ là đích đến nha các bạn. Nó đông tới nỗi mà lát má không kịp luôn nữa rồi á. Toàn rồi. Ủa tôi khóa xe rồi mà ta. Rồi. Rồi thì cái gọi là tham gia vào đây thì không có tốn phí gì hết nha các bạn, chỉ cần đem xe tới show xe và đua xe với nhau thôi. Rồi bây giờ đầu tiên là mình sẽ nhắn ai đua xe thì lên trước xe ngồi. Ai tham gia vào đua xe ngồi trước xe của mình. Ủa mình không có chat được cái kiểu này hả? Mình không có on duty cho nên mình không có chat được cái loa to, mình chỉ chat bằng cái này thôi. Rồi chào tất cả các bạn nha, hôm nay mình không có đọc kịp. Không có đọc kịp hết chat đâu, tụi mình còn phải lo trong này nữa. Bây giờ bắt đầu ghi tên. Ủa nó các bạn thấy nó đông mà nó lát máu không được luôn. Để mình chui vô cái HP mình ra lại xem. Đông dã man luôn. Thằng nào khóa cửa vậy? Thằng nào khóa chơi khóa cửa cái chỗ này của mình vậy? Ủa làm sao đi vô cái chỗ này? Khóa cửa mất tiêu rồi. Ủa làm sao để không có vô được. Khóa cửa mất tiêu rồi. Khóa cửa mất tiêu rồi. Rồi từ giờ dạo dần này trước à.
Đó, bắt đầu đua xe, ngồi trước xe. Bây giờ phải ghi tên từng người vô. Rồi đầu tiên là bạn Quốc Anh đi đúng không? Mình phải ghi tên vô nữa. Ghi tên vô thì mình mới trời, quá trời tên luôn á trời. Rồi bạn Quốc Anh xong. Tiếp theo là dạng dưới này Khang. Có mấy bạn người lạ này mình không biết sao ta. Lát à, nó vào đi cọt rồi nói chuyện trực tiếp cho dễ cho mày ấy quá. Không, đi cọt ổn lắm, đi cọt ổn lắm, không có vô được. Ông Tế mời cho tôi quay vài triệu với ông tài xế các bạn. Để mình xin tên của mấy bạn đua xe cái đã. Mình đang 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 nhập tên vô để đua xe nha các bạn. Bạn quen quen lắm á. Bạn là bạn tôi đúng rồi. Giờ chỗ đi. Dạng này xong rồi, bên này không ai ngồi chiếc xe đúng không? Bên này dạng xe của mình. Rồi bắt đầu xuống tới đây nè. Quá trời luôn. Rồi chào tất cả các bạn ha. Cảm ơn bạn nào vừa donate mình cũng vừa không có đọc được nữa. Nguyễn Vinh. Anh Duy ơi, có mini Ogi tham gia không anh Duy? Hả hả? Có mini Ogi tham gia không? Là sao? Ông đi Ogi đợt trước quay chung với anh. À, ai đua thì cứ vô thôi, đem xe vô thì đua thôi. Ủa rồi xe này của ai vậy? Của bạn bạn nào vậy? Có xe này có đua không? Có đua thì gì? Đua chứ ai đua. Xe này của ai? Xe này của ai? Đông quá các bạn ơi. Này tổ chức một cái event lớn cực kỳ luôn. Xe đen này mày, có mấy giờ đua, đua vẽ đâu? Xe này của ai? Xe này của ai? Xe này của em anh ơi. Có đua không mày chat lên cho biết nha. Không có. À trong này mình không có cho chơi xe mod nha các bạn, mình chỉ chơi xe in game thôi ha. Nó đang ghi tên nè các bạn ơi, quá trời luôn. Có mấy ông mà ngồi hai người thì mình không biết làm sao á, tại vì cái này là phải tổ chức là ngay khúc địa điểm này mọi người tới tham gia bắt đầu mới đua xe được. À, cho hỏi là xe này của ai? Của bạn nào? Xe của tôi. Ông ơi. 121 á hả? Đúng rồi, đúng rồi. Xin cái tên, Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Quá trời luôn. Sao đi không? Di chuyển. Xe này có đua không? Xe này có đua không? Xe này chiếc đồ. Xe này con chồng nó có đua không? Đua không bạn? Không đua bạn ơi. Chán vậy. Không đua đâu. Tôi khè thôi. Đua đại đi. Đua mất xe. Đua đại đi. Lo gì? Nhát quá. Đua mất xe. Tôi sợ tôi đúng không? Mọi người chạm lại tôi rồi, hiểu không? Ghi tên bạn vô nha, ghi tên bạn vô. Tôi muốn xem bạn tấu hài lắm. À ok luôn, vậy thôi ghi đi. Vậy ghi tên tôi vô luôn, tôi đua nha luôn nha bạn. Rồi chào tất cả các bạn nha. Xe đạp đua cái gì tầm này nữa. Ủa mấy xe này không ai đua đúng không? Xe này chủ của ai đây? Ai đua thì lên ngồi trước đầu xe để mình biết, mình ghi tên vô nha. Ghi tên để còn cho đua nữa đó. Xe này của bạn đúng không bạn Thế Nhân ơi? Đúng không, đúng không, đúng không? Xe hồng, xe hồng. Đông quá anh đua luôn hả? Không phải á, không phải, ok vậy thôi. À đây, đây. Nhiều. Đông vậy đua hết không? Sao bạn thấy tôi ngồi chiếc xe là bạn hiểu rồi đúng không anh Duy? À, bạn xem màu đen này có đua xuống xe để mình cho xem tên cái nha bạn ơi. Cho mình xem cái tên cái bạn xe đen nè. Mình không đua bạn ơi, mình ngồi à, xem. Okay. Mình ngồi, ủa anh Duy khi nào bắt đầu vậy anh? Khi nào đua vậy? Một xíu đua rồi sẽ biết, một xíu đua sẽ biết. Ủa xe này có đua không? Xe này có đua không? Xe màu hồng này có đua không? Duy ơi, có đăng ký tôi slot. Rồi, bây giờ mọi người. Mọi người ra Discord check tên ai còn thiếu. Đọc tên để ghi vào. Duy ơi, tôi đăng ký chiếc xe màu tím Duy ơi. Ghi tên tôi chưa? Duy ơi. Không, bây giờ bây giờ mọi người nắm cái đầu giật Duy lôi ra giữa đường đập đó một cái. Láo thiệt chứ. Ok chưa? Láo thiệt chứ. Láo. Láo. Bạn ơi láo ở nhà, bạn ơi láo ở nhà chừng tôi nha. Lo giữa đường mỗi người quên gì. Rồi đó. À, hiện tại là mình có xin được admin cái quyền admin để mình gọi là
điều hành cái cuộc đua xe này các bạn, tại vì đông quá loạn á thì mình sẽ dùng vài cái lệnh admin để mình quản lý bớt thôi, với lại mình chặn đường đó, tại vì có mấy cái đoạn đường mình đua là mình sẽ tự làm đường trong này luôn, có nghĩa là những bạn này vẫn chưa biết đường đua được ha. Công an đâu, đang tắt phù hiệu rồi thì đâu còn là công an nữa đâu. Khúc này nó đông quá, đông dã man luôn. Rồi bây giờ đang nhập tên thêm nè các bạn ơi. Ok, chuẩn bị chốt nha các bạn. Nhiều đó, chuẩn bị chốt á. Đông lắm nha các bạn. Bây giờ mình cho các bạn xem từ góc nhìn gọi là ở trên trời nè. Đây, một dàn xe luôn, phải nói là cực kỳ nhiều xe luôn á. Để mình còn thiếu tên ai nữa không ta? Đông dã man luôn. Trời ơi đông vậy. Wow. Sợ hãi. Rồi có tên rồi. Ok có tên rồi. Rồi chuẩn bị chốt nha các bạn. Chốt nha các bạn. À từ từ để còn một ông sếp nữa. Ông sếp này có đua không ta? Bi à, Bi mình đâu biết đâu. Bây giờ mình đang đua xe là các bạn. Còn mấy cái vụ đó từ từ các bạn xem cốt truyện các bạn sẽ biết ha. Rồi hiện tại là phải nói là đông cực kỳ luôn nha các bạn. Quá trời xe luôn rồi và quá trời tên luôn rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một cái màn hình nho nhỏ của cái vòng quay mà mình đang gọi là sao ta. Quá trời tên. Mình muốn giải thích làm sao nữa để mình chọn cái quay. Không, cái này không phải. Cái này mình đặt nhầm rồi, các bạn đợi một xíu. Đây. Cái này mới đúng nè. Các bạn có thấy cái dòng này không ta? Cái dòng nó là nó nhiều cực kỳ luôn á. Để được cái dòng cho các bạn nha. Không, anh không có đua tại vì anh là người tổ chức rồi anh không có đua được. À dù mặc dù rất là muốn đua nhưng mà anh không có đua được tại vì người tổ chức á các bạn. Không có đua được ha. Rồi ghi tên ông xếp hạng cuối cùng nữa là xong. Ok, quay dáng đầu tiên đua một một trước nha. Quay cái đầu tiên xem tên ai với ai nè. Có phát lại nha. Rồi, đầu tiên là Quốc Thắng. Rồi tiếp theo Quốc Thắng dài đây. 28, tổng cộng là 29 người. Ôi, đông như không phải. Huỳnh Quang. Rồi okay, mình copy cái tên cho đã. Rồi, có người đầu tiên này nè các bạn. Tiếp theo, quay tiếp. Để mình liệt kê hết một dàn cái đã. Đông giả mang luôn. Nguyễn Anh Minh. Rồi, có tên. Có chiếu lại nha các bạn. Bây giờ chốt rồi đó, bây giờ không còn ghi tên nữa rồi đó. Đông quá rồi, chốt. À, mọi người ra theo dõi ở ngoài live và Discord để biết được nha. Mình đang quay cho các bạn, đang quay trực tiếp luôn. Xong rồi ai thắng sẽ vô vòng trong nha các bạn. Cứ vô cho tới khi nào mà còn lại hai người cuối cùng. Giải thưởng tuy là không nhiều nhưng mà đua vui vẻ với nhau là được. Christmas có nè, đây nè. Christmas nè. Anh ghi Christmas, anh không ghi Christmas. Ai bị xéo nó láo quá anh chị. Rồi, đây là nhà Bi nhưng mà bây giờ nó là nhà của anh rồi. Từ cái hồi mà Bi đi thì nó là nhà của anh rồi. Từ đợt trước cái hồi mà đi quân đội anh có hỏi với các bạn là có đồng ý cái chỗ này không á thì có rất nhiều bạn ok. Đó, đông.
đâu mà còn không còn chỗ nào để có thể. Ôi giờ vẫn còn mấy anh thanh niên đi giao hàng đây luôn hả? Rồi bây giờ mình đã có đường đua trong đầu rồi nha các bạn. Một xíu nữa mình sẽ cho các bạn xem cái đường đua. Ê, có xếp hào rồi nè. À đua với Thái Nhật, đua với Hà Lizard. Được được được. Nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá. Anh không có đua được. À, gián cuối cùng đi, gián cuối cùng anh sẽ đua với người thắng cuộc. Nhưng mà khả năng anh thua nhiều lắm cho nên là đua chơi thôi. Chứ tại vì á, các bạn biết là mình là người tạo ra cái event này. Mình là cái người mà nghĩ ra đường đua cho nên mình sẽ biết được cái đường đua trước rồi. Thành ra là mình nó không công bằng với mọi người nữa. Mà đua này nó cũng mình sẽ có theo dõi trực tiếp luôn. Kiểu như theo dõi sát những người đó luôn. Rồi các bạn đợi một xíu đi, để mình xuống dưới đất cái đã. Xuống dưới đất cái đã. Long ơi. Sao vậy? Theo dõi, kêu mọi người chat stop lên, kêu mọi người ai tham gia event theo dõi qua Discord để biết được là ai đua với ai á. Rồi. Mình đang làm tên một xíu các bạn, đông quá không có người phụ. Đưa xe có ăn tiền. À cái này tùy vào những người đang đứng ở đó có muốn cược hay không nha. Còn anh là anh chỉ gọi là tham gia với nhau thôi, ai thích thì chơi, không thích thì thôi. Thịnh hiêu. Rồi tiếp. Một cái list một đống người đua xe với nhau luôn. Đâu anh đâu phải là thị trưởng đâu, anh vẫn là dân đen mà. Dân đen nhưng mà đây là chỗ của anh, khu của anh thôi. Khu anh sống. Không còn sống trong cống nữa nha. Hôm bữa quá trời người kêu sống trong cống luôn. Tôi buồn ơi là buồn. Quay hết cái clip này cái đã thì mình mới khỏe được các bạn. Anh đua mới vui hả? Ồ, anh đua thì có gì vui. Tại vì anh biết cái đường hết trơn rồi. Biết đường hết trơn rồi anh đâu có thể nào đua được nữa. Chỉ có đua gián cuối cùng á. À, hiện tại là anh có nhờ admin cho anh cái quyền admin nha các bạn. Xin cái quyền admin để anh có thể quản lý. Tại vì đông quá không thể nào mà quản được hết. Không, nó kiểu nó đâu có cho tự xếp đâu. Có không ta? Không biết nữa. Phải ghi từng cái mỏi tay quá nhưng mà cũng sắp xong rồi. Hình như cái này nó chỉ có chọn à. À quên chọn cái à ha quên chọn cái quên ha. Từ từ mình bị lú rồi các bạn ơi. Tôi quên, tôi mất thời gian cho cái này để làm cái gì trời. À quên mất. Mình có cái random xong mình chọn tên xong nó chia ra 22, mình hơi bị lú các bạn đợi xíu. Mình hơi bị lú. quên mất tiêu đây nè. À, đây trời ơi chắc tôi chết quá. Đó là mình nhớ là nó có cái phần random nhưng mà random kiểu mà nó có cái list sẵn á, cứ nhập tên vô xong rồi nó tự đưa ra 2222 thôi. Tôi quên các bạn thông cảm, lâu lắm rồi không có vô mấy cái này. Làm nãy giờ mình ghi ở chỗ mình mệt thiệt luôn á trời. Để copy thử xem. Tôi thật sự ngốc. Ồ tính ra đủ 30 người đua luôn nè các bạn. Tính ra đủ 30 người đua luôn nè. Đủ 30 người đua luôn nè. Có phát lại. À, để xem mình có chỉnh được.
Không, chỉ có kiểu kia thôi à. Không, lâu mà mình không có tham gia mấy cái này mình quên mất tiêu rồi. Thôi để mình làm lại cho nó nhanh chứ quay làm chi. Đây. Thì tổng cộng sẽ có được là 30 người tham gia. Cứ theo thứ tự là từ 1 2 xong rồi 3 4 theo cặp á. Quên mất. Tôi quên mất là tôi có cái kiểu này. Mình quên cái kiểu chia đôi kia rồi các bạn ơi. Nào thôi chuẩn bị nha các bạn. Kệ đi chứ. Không có chuẩn bị kịp. Đâu có lát đâu các bạn, đâu có lát đâu đúng không? Rồi Quang Thái với Alex Nhím à, đầu tiên sẽ có hai bạn. Đâu rồi? Mình coi cái danh sách nè. Quang Thái. Rồi bây giờ mình sẽ tốc đường nha. Không đua một thôi các bạn, không đua kiểu đi kia lâu lắm. Đua 4 chiếc một lượt đi cho nó nhanh cũng được á. Rồi bây giờ đầu tiên là mình sẽ setup đường cái đã. Chặn đường lại tại vì đường hiện tại nãy giờ các bạn nó vẫn chưa biết ha. Rồi, các bạn có thể chỉnh chất lượng video lên đó các bạn. Rồi, đường đầu tiên thì là vì nếu mà chuẩn bị đường trước á, là các bạn đó sẽ biết được cái gọi là cái đường mình đua như thế nào, xong rồi chạy trước hay là tham khảo đường trước. Bây giờ mình mới cho tiết lộ. Không, nói chung là cái đường nó cũng dễ thôi mà. Có phát lại nha các bạn ơi. Không có lát nè, đâu có lát đâu ta. Rồi mình ra bên góc bên này, chặn hai bên. Bây giờ các bạn muốn là theo kiểu là đua 1-1. Thôi đua 1-1 nó đi, từ đầu cuối đua 1-1 mà. Đây đường từ kia. À đâu có đường này, đường chạy lên đúng không ta? Đúng rồi, đúng rồi. Có một hồi sẽ có một cái gọi là cái thiết bị để đi theo mấy bạn đó, xem mấy bạn đó đua xe nha. Hơi giật hả? Thấy bình thường mà đúng không ta? Anh thấy nó hơi hơi bình thường một xíu. Đua 1-1 thôi, đua 1-1 tại vì hồi đầu đã yêu cầu là đua 1-1 rồi. Nếu mà đua kiểu kia thay đổi thì mọi người sẽ rất là khó chịu. Sau khi đua tới đây thì các bạn sẽ bắt đầu quẹo. Đó, coi như là cái đường đua của mình đầu tiên là sẽ đi đánh một cái vòng ha, đi qua bên chỗ câu cá và đi quay về. Nó sẽ tăng chặn người ta lên xe tăng, người ta chơi phá chết luôn á. Ở đây cái đường xuống đây đúng không, thì mọi người sẽ bị chặn ngang đây. Ok, và từ đây thì sẽ đi ra tới đây là về là tới đích rồi. Ok, đây nha các bạn. Rồi chuẩn bị nha, đua 1-1 trước là Quang Thái với lại Alex Nhím. Ở bên này, bên này. Rồi hai bạn đúng không? À, quay đầu lại hai bạn ơi, quay đầu lại, đích đến là ngay đây, đích từ đây. Quay đầu lại. Đua hướng này nè mọi người, đua hướng này nè. Đua hướng này. Ôi, tính là hai con xe này nó cũng cân nhau chứ ta. Đi ra. Rồi hai bạn xếp cho đều xe đi, đua xuống dưới thấy xe tải là đường chặn nha. Không biết mấy ông này có biết đường đua không nữa. Rồi xếp đều xe đi. Anh mày tên mày. Bắn là xuất phát. Rồi đặt xe. À, cái đó mọi người đặt thì tự đặt với nhau thôi chứ không đặt anh nha, anh không có nhận kèo. Đặt thì tự đi kiếm ai đó rủ nhau đặt. Ai muốn cược thì tự cược với nhau. Anh muốn cược tự cược với nhau nha.
Ok, chuẩn bị nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi theo xem. Đó các bạn thấy không, mình theo xem được kiểu này là ok rồi. Sao nó còn dính cái cây súng? Nó còn dính cây súng. Ôi ôi ôi, từ. Mình không có cái kiểu theo dõi được, cho nên là đây, cái khúc cua đầu tiên đây. Ui ui, được được được. Thanh niên kia nó nhanh đó, thanh niên kia nó tông con xe luôn. Lật con xe luôn. Ủa gì vậy, sao chạy về rồi? Ồ, ông kia bị ngáp hả? Đua tiếp mà, đua quay về luôn mà. À, mình quên chặn đường đó rồi. Mà có vẻ là bạn này, có nhiều đường mình quên hơi chặn. Tại mình không có để ý mấy cái ngã tư đó. Nhưng mà có vẻ thanh niên này thắng, tại vì bạn kia tông vô con xe luôn, xong rồi cái quay đầu về luôn. Tưởng là như hết đường quay về hay sao á. Đua này là đua nguyên một vòng. Chết rồi. Chết rồi. Bạn này chạy khá là ok nè. Trên này sẽ có một cái mình quên chặn ở đây. Oh shit. À đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đường này đi thẳng lên luôn. Có một mình à. Đường nào không chặn thì cứ đi thẳng, cứ cắm đầu đi thẳng thôi. Đi thẳng xuống tới đây thì có đường chặn. Đúng rồi, xuống ra tới đây có mới có đường chặn. Mình quên có nhiều đoạn mình chưa chặn quá. Thông cảm nha các bạn, lần đầu tổ chức. Đừng thương mình nên à. Ông kia tự nhiên ông đi quay đầu về rồi. Đây cái đường đua nó xuống đây nè. Đó, cứ xuống cái đường này nè. Cái đường này mới là cái đoạn cạnh tranh với nhau nè. Ăn hay không thì xuống đoạn này nữa nè. Rồi xuống đây có đường chặn. Mình có nhiều đoạn mình quên hơi chặn, chưa chặn lắm. Nhưng mà bạn này thắng rồi. Ừ bây giờ anh đi chặn bớt cái đã. Có nhiều đoạn quên chưa chặn. Cái đoạn đường từ trên từ đường bự này xuống đúng không? Chặn đoạn này một cái. Rồi, tại vì cái đoạn này mình không để ý thiệt, nhưng có nhiều đoạn nó cũng chặn nên nè. Không, nói chung là hai bạn đầu thí. Nhưng mà bạn kia ok là về được rồi. Nhưng mà bạn kia chạy đúng chuẩn đường luôn, chứ mình sợ mà nó đi sai đường, nhưng mà nó đi cũng hay á. Chứ có cái ông màu hồng là tự nhiên ông đang đi tới kia, ông tưởng nó không quay về, sao cái ông quay một phát ông quay về luôn. Đường đua thì cứ chạy thẳng thôi, cứ thấy đường nào mà tới khúc cua mà có mấy con xe thì quẹo, còn không thì cứ cắm cái đầu đi thẳng. Đang chặn lại vài cái nữa nè. Về rồi ông kia, về rồi ông kia, tại vì ông kia chạy có mình đó mà. Rồi chặn đây cái nữa. À, bạn nào thắc mắc là tại sao mình có mấy cái quyền lấy xe, hiện tại mình đang được admin cho quyền set nha các bạn. Đây nó mình chặn rồi đúng không ta? Đúng rồi mình chặn rồi. Cái đoạn này mình chặn rồi nè. Cái đoạn này mình chưa chặn. Có cái đoạn cua đó mình quên chặn. Rồi, bạn kia thắng rồi đó. Ok, hiện tại server đang có 164 người online. Ây đông vậy. Để coi hướng này của mình á, là chặn ngay cái hướng sau lưng này nè. Đường dưới kia lên là chặn ngay đây nè. Đi theo cái cua. Đúng rồi, đưa theo cái cua vô đây để quẹo. Bạn kia tính ra không cần chặn nhiều mà vẫn đi được là ok rồi, good rồi đó. À, không có đua mô tô nha các bạn, tại vì mô tô dễ té chết lắm, không có đua mô tô. Gì chứ là tuyệt đối không đua mô tô. Này tổ chức kiểu dạng tổ chức là sao ta? Tổ chức đường phố các bạn, đúng ra là những người chơi sẽ đậu xe lại luôn, nhưng mà cái đó thì phức tạp lắm, tại vì mỗi người phải đậu ở đó rồi đứng yên, nó không có theo dõi được. Cho nên là người ta sẽ đứng ở nhà, mình đi lấy mấy xe này mình chặn là được. Rồi xuống đây thì tới kia là được. Giờ không được quạo. Giờ không được là chịu thôi. Không được là chịu thôi. Rồi sợ mấy ông kia phá xe thôi chứ. Tự nhiên mình còn cầm cái súng chỉ ta. Rồi con xe đen ngay góc đường đâu rồi ta. Đây ok rồi. Rồi vậy là coi như lúc nãy là bạn Quốc thắng. À,
Rồi Quang Thái vô vòng trong ha, để mình ghi tên lại cái đã. Quang Thái, bạn Quang Thái vô vòng trong. Ok, tới người tiếp theo là Nguyễn Vinh với lại Vạn Phúc. À. À, đâu rồi bạn Quốc Thái đâu rồi ta? Đây. Tôi đây, áo trắng. Đây. Ủa, Quang Thái hả? À Quang. À tôi nhầm, sorry. ok, vô vòng trong rồi, bây giờ tới Vạn Phúc với lại Nguyễn Vinh. Rồi cất xe vô đi mọi người, cất xe vô đi, tới người sau vô. Rồi. À, Quang Thái rồi, ok. Tới kè thứ hai nè. Kè thứ hai là Nguyễn Vinh với lại Vạn Phúc. Đi qua đây đó rồi, không lấy xe được. Hả? Xe nào? Ủa cái này xe của bắp mà. Xe đậu xe ngay đây gọi mà. LG nãy hả? Ủa là sao? Từ. Cái con xe này là sao? Xe đậu xe ở đây rồi tôi mới vừa chạy ra. Bên đây tôi hỏi tới bên đây. Tôi mới vừa chạy ra, thằng nào đem chiếc xe này đậu vô đây rồi. Bên đây tôi hỏi tới ông rồi, tôi hỏi tới là ông đậu xe rồi nhưng mà thằng nào nó ra lấy xe ông rồi hả? Không, tôi xẹt đậu xe đây nhưng mà tôi vừa mới chạy ra, tôi đi công chuyện cái thằng nào nó để xe ở đây. À thì ủa mà nó vẫn còn xe mà. Nhưng mà giờ nó giúp đúng rồi không lấy xe ra được. Sao tôi vẫn thấy nè. À kìa. Khó kẹo này, khó xe này, thanh niên đua mà bị kẹt xe các bạn ơi. Mở khách. Ok rồi. Ok rồi nè. Rồi còn một bạn nữa, đâu rồi? Văn Phúc đúng rồi. Đưa hướng này nha mọi người, Mọi người đậu ngang hai con xe này nè. Rồi quay đầu lại đi Vinh, Ủa rồi cái ông kia, cái ông đua xe đâu rồi? Ủa ông kia đâu rồi? Đâu ta? Đâu rồi mấy thanh niên đua xe rồi, đi đâu mất tiêu hết trơn rồi. Có xếp hào đua nữa nha các bạn, Ủa rồi cái thanh niên đua xe kia đâu rồi? Có đua không vậy? Ủa? Quay đầu lại, đưa đường bên này nè, đưa hướng này nè, đưa hướng ngược lại á, quay đầu lại. Ủa? Đi điểm chung ở đâu không? Hả? Cứ đưa xong rồi thấy xe chặn đường là quay đầu thôi, còn nếu mà ông nào thắc mắc thì cứ ra xem stream á, sẽ có cái đường đua cho mọi người xem. À, ủa rồi, ông kia có đua không vậy? Ông kia đâu rồi? Văn Phúc đâu rồi? Phúc đâu rồi? Không đua là lại nha. Không có mặt là loại nha các bạn. Không thấy rồi. Trời ơi đông quá, đông phải nói là đông mù con mắt luôn á. Không thấy rồi. Rồi nếu mà không thấy là sẽ bỏ. Ok, lại Văn Phúc. Vậy là người tiếp theo sẽ là Hồ Chim hả? Ơi, mưa rồi. Đúng rồi. Để trời mưa cho công bằng, để trời gọi là khô ráo cho công bằng hết nha. Rồi do là các bạn Văn Phúc kia tạm thời không thấy cho nên là loại. Và sẽ lấy bạn tiếp theo. Không kêu ổng loại luôn mất tiêu rồi. Rồi qua đậu đi, đậu đi. Đua đúng không? Quay đầu lại. Đường đua sẽ là chạy tới khi nào mà thấy mấy xe tải nó chặn đường thì mình cứ quẹo theo đường nha. Vòng ở bên khu câu cá đi về á. Vòng ở bên chỗ đổ xăng rồi đi về nha. Ok, vô chuẩn bị đi, vô chứ chuẩn bị.
đi ra 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 hả sao bên con cá mà có móc câu đỏ hả? À, dòng nguyên một dòng bự luôn á, cứ chạy xuống dưới thấy xe tải chặn đường là quẹo bên kia thôi. Những cái đoạn xe tải chặn đường là những cái đoạn mà không có đi á, có nguyên cái đường bự luôn. Rồi ok, bạn bạn đi này đi ra nha, đứng đó bắn cháy đáng chịu á. Rồi ok, này chuẩn bị bắn phát súng nè, súng bắn là chạy nha. Mình đã thấy cái súng đó rồi. Ê, con xe kia đề ba được đấy chứ. Đây kèo này là kèo dữ. Các bạn thấy có cái súng không? Kệ nó đi, đừng có để ý tới hai cái súng đó nha. Nè, góc cua đầu tiên nè, để xem con nào quẹo trước. Này là phải tự thấy xong rồi tự. Ui ui ui. Rồi rồi, xong 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 xong, dính cái cột là xong rồi. Ông kia dính cái cột là xong rồi. Đi nguyên cái đường bự rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thanh niên xe đen bên tim của con chọc dứt nguyên cây cột rồi các bạn. Thấy cô không kịp. Ơ, xe này ai dục ở đây vậy? Xe này có mình ai dục ở đây vậy? Quỷ nó đi tông chứ không ai hết trơn. Rồi, thanh niên này là một mình một đường nữa rồi. Ôi, ôi, bị lát, bị lát. Ê, có mấy thằng này nó đi. Có người chơi nha các bạn tự phải né nha. Cái đó là tụi mình không có cấm. Tại vì cái đường này là cái đường đua, nhưng mà đua là ngoài đường. Nếu mà các bạn nào mà chạy mà bị dính, gọi là bị xe ngoài đường nó chạy thì sẽ bị dính. Mình chỉ theo dõi cái người đứng đầu thôi. Còn nếu mà cái người kia đã bị tuột sau quá, mình không theo dõi nữa. Để mình xem các bạn đứng đầu này xem là có bị những cái hành vi như là cố tình bị những người chơi khác chặn đường, kiểu như trong team cố tình chặn đường nhau thì sẽ bị loại trực tiếp luôn. Còn cái ông Vinh kia tốt với kia rồi. Đó, ngon lành nè. Chưa, cái đạn cua đầu ăn trọng lắm. Cua đầu ăn trọng lắm, cua đầu bị tự nhiên đi lên núi vậy. Bị tắt máy luôn. Wow, thật là bất ngờ các bạn ơi. Chạy vô cái cua này xong rồi bị mất lái lên trên núi mà bị tắt động cơ luôn. Cái này mà nếu mà Vinh lên kịp là Vinh ăn nè. Ờ thôi, xe này để máy tiếp rồi. Rồi xong rồi. Ôi, cái đoạn này tính ra nó cũng phải mất mấy giây á. Tiếc quá, tiếc quá. Rồi, một mình một đường về luôn chứ đâu nữa. Một mình một đường luôn rồi. Ôi, cái đạn đó mà thanh niên kia mà lên mà ăn phát thì ngon rồi. Có một cái đạn gọi là hấp dẫn gây cấn rồi. Rồi, bạn này về đất rồi. Vòng đây cái đường này trên núi nè, chạy em dễ bị bay xuống dưới núi lắm nè. Ông nào mà mắm vốn mà xe nhanh nhanh nó phóng bọt lọc dưới luôn. Anh đua đi hả? Thôi, hồi để anh đua với cái người đuổi nhau vậy ta. Hồi anh quay random thì để anh quay random, anh đua với anh cũng muốn đua lắm. Nhưng mà bắt buộc là anh phải setup như vậy để anh quản được xem là ai thắng. Bởi vì anh là người tổ chức ra cái này, không chỉnh chơi sáng đâu nha các bạn. Cái này server này đồng bộ thì nhân thật ngoài đời ấy, cho nên là nó tối dần dần tối thui luôn chứ không có chỉnh thời gian sáng được. Rồi nè. Vậy đây là thấy xe kia về rồi nè. Xe kia về rồi. Còn ông kia đi mất tiêu rồi, ăn cây cột đi rồi, đùa căng thẳng đó chứ. Rồi bạn này về. À, ok, ăn để mình lưu tên lại. Rồi xong, tiếp theo là sẽ tới Quang Minh với lại Manh dễ thương hả? Ông với chiếc xe màu đen đó là rồi 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 vô cất xe đi, vô cất xe đi, vô cất xe đi, vô cất xe đi, vô cất xe đi. Vậy lắm. Không rồi. Rồi. Để xíu nữa mình đi sửa lại cái chỗ của cái con xe ở bên kia các bạn. Bên này có một cái con xe cam nó nãy nó bị mấy ông nội kia xúc một phát nó bay đâu mất tiêu rồi. Để coi đường từ ngoài biển vô đây xuống đây. Đây nè, cái đoạn này nè. À, xe cam đúng vị trí mà. À đây, con xe này khi nào đi xuất một phát hết biết đường về luôn. Họ anh đua hả? Để họ anh đua xếp hào. À đúng rồi, một hồi đua xếp hào, đúng rồi, đua với xếp hào. Xếp hào có tên trong này nhưng mà để xếp ăn hay thua kệ xếp, mà một hồi mình đua xếp hào. Đúng rồi.
Ủa? Ok chưa. À rồi giờ bắn pháo sáng là chạy nha, bắn pháo sáng là chạy nha. Hai xe xếp đều nha, Ra tránh ra, mọi người không ai đua chứ cứ vô đi. Từ đó mình tắt cái súng đi cái đã. Rồi vậy đi cho nó dễ, vậy đỡ phải xé cái súng. Đây. Ôi tính ra cái con xe này nó bị thọt hẳn là con xe kia nó nhanh hơn nhiều luôn á, nhìn nó nhanh mà nó nhanh cái kiểu mà ăn đứt luôn á. Rồi khúc cua đầu tiên. Cua đầu tiên là cua quan trọng. Chạy đi đâu vô đây vậy? Chết rồi. Đuổi xe như vậy là dở rồi. Xe đu... Ôi ông kia xíu nữa dính. Ôi dính hàng cây rồi. Ôi hàng cây xanh thấm luôn rồi. Tính ra hai con vẫn hơi dính sát sao xíu đó chứ. À có như bài thắc mắc là sao mình có dịch chuyển, mình có cái kiểu knock list kiểu này thì hiện tại là mình xin chủ server set cho mình cái quyền admin để mình quản lý cái này ha. Tại vì mình là người tổ chức các bạn mà mình không có thể nào theo dõi được chính xác là cái cuộc đua như thế nào. Tại nếu mà mình ngồi lên trên xe của một bạn nào đó thì bạn đó mà đua mà bị fail thì mình không biết được cái người kia chạy làm sao. Cho nên là chỉ có một cách là mình như vậy thôi. Bay trực thăng nó cũng rất là khó khăn và bay cái độ bay kia nó lại chậm lắm. Ôi con xe hồng nó cách một khoảng luôn ta. Cái này là còn do chất xe nữa nha, nhưng mà cái đường này yên tâm là có nhiều đạn nó cũng khốn nạn lắm chứ. Ủa con xe bao đâu mình xét đây đường quỷ nào lấy nó chạy mất tiêu rồi. Không biết là mấy ông kia có biết đường đi hay không chứ mình xét cái con xe đây mà. Ôi à. Đi ngang chỗ câu cá nè. Đó, cái đại nó dễ bay lắm các bạn nè. Cái đại này nè, dễ bay lên núi lắm á. Nhưng mà có vẻ như là mình tìm ra được người. Ê, khoan. Ôi, lật xe rồi. Oh no. Trời ơi, hồi nãy tính ra hai con nó sát sao lắm á. Cái đạn vừa xuống cái cua đó, hai con nó gần nhau luôn mà con Hồng bị lật xe rồi. Oh no. Rồi, bạn này ăn rồi. Xe Hồng giờ mất tích luôn, xe Hồng lật phát giờ còn tuốt ở đây luôn là chết rồi, dở rồi. Ôi, ông mới xà xuống dưới bên cỏ luôn kìa. Đâu phải dễ đâu. Không có lội được em ơi. Lội bùm chứ lội ngược dòng cái gì. Xíu nữa con Hồng mà nó không lật là con Hồng nó ăn rồi. Con Hồng giờ nó còn cách một khoảng xa lắm. Xe lắc xe lơ à. Rồi tới đây là về đích rồi. Thế là hết. Rồi, xe về. Rồi, Quang Minh ăn. Wow, xe đỏ thắng đấy em ạ. Quay xe đỏ. Không, lọc ra được rồi. Quang Minh. Rồi, tiếp theo là sẽ tới Nguyễn Anh Minh với Jackie Lia. Mọi người tự bắt kèo với nhau nha, mọi người tự bắt kèo láo cá cược với nhau. Bạn chọc bạn láo á bạn nha, bạn coi chừng tôi nha. Đàn em bạn đua chán quá bạn ơi. Vinh tăng tông như cái cột buồn á bạn ơi. Đúng rồi, tức luôn á. Tôi cũng tin được. Tôi cũng không tin được. Ôi, Jackie Lee ra đâu rồi? Jackie Lee đâu rồi? Đang vô lấy xe. Kìa. À mọi người xem ngoài Discord đó, xem ai sắp tới lượt mình, mọi người xếp xe sẵn đỡ phải nhắc, đỡ phải tốn thời gian được đó. Mọi người xem Discord đó. Thì hai bạn này đua xong mình sẽ tới hai người tiếp theo. Dì lên ngồi hoài, bạn xuống đi bạn, xuống đi, không có ngồi xe người ta, xuống. Đợt cho anh em xem được đua. Cho ngồi không? Bạn xếp Kili cho ngồi không? Không cho đá nó xuống, không cho đá cắm nắm cái cổ lôi xuống. Bạn láo thiệt. Rồi nha, pháo sáng nha, đi vô, thấy không này, nó bị lát, ghê quá. Chuẩn bị nè, xe kia nó bị lát, bạn ơi, ghê quá.
Bắn đại đi. Mình hai con xe nó bị lát. Hai con xe nó bị lát. Nó tông hơi ghê quá. Ủa mình bay như vậy. Bay rồi mình bị lát luôn rồi các bạn ơi, mình không có fly được luôn rồi. À. Đây. À! Oh no. Lát rồi, đi lấy rồi. Đi lấy rồi. Rồi đừng nói mình về bệnh viện luôn nha. Ê đừng nói mình về bệnh viện, mình không có thiết được bạn nào thắng hết trơn á. Ê đen thui rồi. À đây. Hến hồn. Từ bật gót luôn cái đã. Lát rồi. Đi lấy rồi các bạn ơi. Đúng rồi, hiện tại tổ chức cho nên không có thể nào đọc hết được các bạn comment của các bạn được. Lát quá. Bị các bạn thấy bị delay không? Bây giờ mình không biết được là ông nào đua tới đâu rồi luôn rồi. Chat của họ nó mới ra. Bị bóp mạng rồi. Đâu rồi bây giờ ham nội kia chạy tới đâu mình cũng không biết nữa. Con xe cao nữa. Ê đây đúng không? Đây đúng không? Ở đây nè, đây. Wow, khâm phục hai bạn này lát mà vẫn đua được. Mình tưởng đâu là lát quá thì mình hỉ mình chưa đua lại đó chứ. Lát tới cái độ mà mình thấy người ta đua mà gọi là nước xe nó lạc lại luôn. Rồi. Chết rồi, bị thằng nhỏ qua mặt rồi. Xe nhanh nè, đằng này nè, ăn cái hàng rào nè. Ôi, xe nhanh rồi bị thằng nhỏ qua mặt rồi. Chết. Trời. Cố lên. Còn gì đó là sát sao luôn các bạn. Cố lên, đúng rồi. Cái đường thẳng á, con xe gây chậm lại đâu, có 4 chỗ chạy thôi con này. Nhưng mà về đường cong thì mình chưa biết. Đường nó tối rồi nha các bạn. Đó, đua xe đường phố đây. Hôm nào mà nó đi lên cây xăng không ta. Nè, cái cua này hầu như cua này ai qua cũng ngược hết trơn. Không ai mà ra phóng ra biển như mình tưởng tượng. Mà cua này thì khác nha. Thôi, được. Hai con phóng ghê quá. Nó hơi lát các bạn, lúc nãy nó bị giảm. Ôi, sát sáo luôn kìa. Rồi, vượt rồi. Rồi, xuống. Bụi hai con. Sao rồi, con nào ăn. Một con bị tắt máy. Con kia đâu rồi? Con kia. Đây, hai con. Rồi, giải đi trước rồi người ta ăn. Con kia tắt máy. Cắm vô cái bụi luôn rồi, đây nè. Giờ đây con cắm vô cái bụi nó là chết. Ôi, tính ra cái cặp này đua cũng gọi là khá là hấp dẫn đó chứ. Đua hợp pháp, hợp pháp chứ. Có công an cho mà. Ấy lộn. Có mình đâm tắt được luôn rồi. Bây giờ bị hơi đơ rồi. Kệ xe về đây kìa. Ok, bạn này ăn nha. Zakilia. Thằng kia chết rồi. Thằng kia trong cây chết hả? Ủa, trong cây luôn hả? Hèn gì không thấy chạy nữa. Thằng kia đâu? Bây giờ làm sao tôi mất cái chế độ này đây? Bây giờ làm sao tôi mất cái chế độ này đây? Đùa gây cấn đó chứ hả? Nhưng mà bây giờ... Game bị cả bài. Tông kia chết. Nghe người, nghe tiếng nhưng mà không nghe hình, không thấy hình. Tao bô à, tôi thấy cái gì này nó sai sao các bạn? Mấy bạn nghe mình nói không? Alo mấy bạn nghe mình nói không? À không em. Nhưng mà hiện tại là mình đang treo trên trời. mình không thấy được, mình không có xuống Trần Giang được. Mình không có xuống Trần Giang được. Ôi, nó bị lát các bạn. Bạn không xuống Trần Giang được. Người tiếp theo sẽ là Quốc Thắng với là Thái Nhật. Chat không được luôn kìa. Bây giờ ai chat đi, Quốc Thắng với Thái Nhật. Trời, đợi xíu, để kêu admin cầm súng pháo bắn chứ bây giờ tôi không hạ giới được. Tôi bị kẹt rồi mọi người ơi. Đây. Xuống được rồi mọi người, Rồi chuẩn bị nha. Trời, mình lại đi bay tiếp. Oh no, xuống được tôi lại không lên được. Tôi xuống được nhưng mà tôi lại không lên được. Cho em lên đi mà.
anh thiên thiên sướng, anh nào cẩu em lên em bay một cái, cho em bay một cái, cho em bay một cái, cho em bay một cái. Tức á, tôi tức á mọi người, tôi tức á. Tức á, tôi còn đứng ở đây nữa. Trời ơi, người ta đua làm sao tôi còn không biết cái dáng này nữa. Lái xe chạy theo đâu được, lái xe chạy theo mình bị trời, cản được. Trời, không luôn. Xong luôn, đứng dưới này luôn, ai đây, được rồi. Đi tới đâu rồi? Tới đâu rồi không biết nữa. Ra đứa vòng xem, hình như chưa tới đây đâu. Hang nữa nó còn kẹt ở đâu á. Đúng rồi, còn kẹt ở đâu á. Trời, khổ. Ủa đâu rồi? À đây 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 đây. Ủa đu chậm dữ người ta. Đây, ui hai con nè, hai con nè. Được, 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 được. Có người cẩu đi rồi. Mình chết một hồi nó mới nhảy. Kìa một hồi mình đang nhìn mà nó rớt xuống mình cười. Mình đang chết ABC từ hồi 2 phút trước. Bây giờ nó đang nhảy là ABC kìa. Đây, con X80 đang dẫn đầu. Con này là con gì mình không biết nữa nhưng mà nó đang dẫn sau. Ê, đừng có lọc xuống hồ nước nha cha. Con xe mà đi tắm là chết á. Cố lên, cố lên. Trời, giờ này mới thấy chết mọi người là tông cây đi rồi. Thua rồi, tôi hết biết nói gì rồi. Ôi, con xe kia phanh ăn ngon thế. Ôi rồi, xong rồi, xong rồi. Xong rồi. Chiếc này cũng hơi mém xong nè, chiếc này nó mới va vào cái tường nè. Ôi, con xe kia lọt xuống cái gọi là cái dốc cầu nhỏ hả? Có cái cống nữa. Quỷ nào ngồi trên xe này vậy? Không, chứ đường đua đâu phải dễ. Yên tâm là tới lần 2, lần 3 đường đua siêu khó luôn. Rồi, coi tấm 10 ăn rồi, con xe kia bây giờ nó còn tốt chứ này. Dính lại hay không mà bây giờ do cái chất xe này, đoạn này đường thẳng nè. Mà ai mắm dấu dứt thì dính như lúc nãy thôi. Mai ra nhớ bạn, mai tầm 10, 11 giờ mình up video cho các bạn xem nha. Tại vì hôm nay mình là không có kịp. Mai sẽ có 2 video cho các bạn luôn. Bây giờ nó mới nhảy cái chat của mình là Quốc Thắng với Thái Nhật. Ôi tôi lại hồn. Ủa? Bị lát hả? Mình tưởng đâu là thanh niên nó tông cây rồi chứ. Nhưng mà thanh niên này ăn rồi, ít tấm hơn ăn rồi. Giờ này còn mới được thấy cái chat là bắt kèo 200k vô Thái Nhật. Ai ăn đây? Thái Nhật ăn rồi. Mình không muốn hạ cánh xuống các bạn ơi. Thái Nhật. Rồi, kèo tiếp theo sẽ là Nguyễn Phúc Quý với lại Quốc Anh. Chắc là được không vậy? À, không, vậy. À, alo, Phúc Quý với lại Thái Anh ra đi. Nguyễn Phúc Quý với lại Thái Anh. Giờ mình lại rớt xuống cái tôi khổ quá mà. Tôi khổ. Phúc Quý với lại đúng rồi. Rồi hai bạn ra ngoài luôn, hai bạn ra ngoài luôn. Phúc Quý với lại Quốc Anh ra ngoài nha. Tôi nó thích cho tôi rớt thì nó cho, mà nó thích cho tôi lên thì nó cho. Giờ tôi cũng không biết là khi nào là tôi lên, khi nào là tôi xuống nữa. Đang bay rớt cái cánh tiêu. Bây giờ là không thấy ai chat nữa rồi. Mình đang bị lát do mạng, giờ này bị bóp quá các bạn ơi. Nhưng mà mấy ông này vẫn thấy được cái súng của mình là hay á. Thấy cái súng của mình là hay á. Tú ơi. Rồi. Một xíu ông cầm súng ông bắn cho giữa hang đó đi. Tại vì tôi lúc bay lúc rớt nó bị delay quá. Ok. Từ, ok. Rồi, ra bắn đi Tú. Bắn. Chiu đi. Em chưa biết. À, tôi. Nào. Tôi đang bay mà sao tự nhiên tôi rớt. À đây là được rồi. Bí tôi tức trời ơi. À, đang bài đó bằng hình luôn rồi.
thích thì nó cho mình bay, không thích thì nó cho mình rớt. Bây giờ mình không biết là mình ơi, mình vẫn còn xem được nữa nè. Đây 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 đây. Con xe kia đâu rồi? Con xanh đang ăn hay là ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa? Ủa, thằng đang đúng lại bỏ rồi hả? Bỏ cuộc chơi rồi hả? À, để xem con xe thanh niên kia chạy tới đâu rồi ta. À đây đây, à thanh niên kia đua không lại bỏ cuộc chơi rồi. Cày. Nhưng mà xem được rồi các bạn. Mí tôi đập bay luôn á trời. Cái đậu xanh. Nào. Trời ơi. Nhưng mà nó không phải là nó spam luôn mà nó bị 1 phút sau, 2 phút sau nó mới nhận được là mình. Tức quạo quá trời. Bây giờ vẫn còn thấy được người ta chat ở khúc kia. Còn đứng đây làm gì nữa. Wow đi chứ. Wow thiệt. Đang bay rớt cái cánh thằng quỷ nào nó lật hai cánh của mình rồi. Rồi bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao? Cảm ơn bạn Khôi nha. Ôi, tôi đứng đây tôi ngó luôn. Tôi không đi được mà tôi cũng không làm gì được luôn. A B không phải là kèo 20 người hay là 30 người hay là 50 người mà là cái mạng mình bây giờ nó đang bị lag, bị Viettel bị bớt băng thông lên server game á các bạn. Thành ra là bây giờ mình đi bộ, cái mình giới thiệu với các bạn hiện tại là đây là có một cái nhà đang bán ở đây. À không, nhà này không bán. Nhà này nhà đẹp nè, nhà này ông nào mua đẹp nè. Ở hồ bơi. Có cái là cái cửa này phải đi đeo vô nha mấy ông. Đó, hồ bơi ngay trước mặt luôn. Ủa. Từ cái cửa chính của nhà nằm đâu ta? Bây giờ để mình đi review nhà cho các bạn xem chứ mình không bay nhảy gì được hết trơn á. À đây là cái cổng chính của nhà ha. À, cổng này thì cũng được. Các bạn có thể đi, một là đi theo cái đường có lát gạch, hai là các bạn lao thẳng bay cỏ lên đậu xe trên cỏ luôn. Cổng nhà ngay đây, gara ngay đây. Ê, khu nhà này đẹp quá ha. Làm căn ngay đây không? Căn kia nhìn nó cổ quá à. Căn này nhìn đẹp nè, căn này ở nhà cửa nhà ngay đây ha. Xong rồi bên này sẽ là cái gara. Nó bay được. Ấy từ từ nha, ông kia đừng có bắn nha. bây giờ là ông mà bắn một phát nữa là mình bó tay luôn, mình không biết là ây da, tôi bây giờ tôi đơ rồi, tôi không còn gì nữa hết rồi, giống như là tôi bị cô lập ở đây luôn vậy á. Không có còn thấy ai chat mà không có còn làm được cái gì luôn. Kiểu giống như là bị cô đơn ngay đây luôn vậy á. Bị bóp rồi, bị bóp mạng rồi, giờ này bị bóp mạng rồi. Cái đơn luôn rồi. Nhưng mà vẫn thấy mọi người, mà vẫn thấy mọi người. Bình thường là có bóp rồi mà hôm nay thứ ba chủ nhật thì các bạn hiểu rồi đó, bóp gấp đôi á. Bây giờ mình đi không được rồi, mình đứng nó luôn rồi, đợi một hồi nó nhã nhã bớt thì mình mới mượt được, mà vẫn thấy được người ta đua xe. Ôi ơi buồn quá mà. Nè, vẫn thấy được trong game nó hoạt động nè. Vẫn thấy được trong game nó hoạt động nè. Nhưng mà bây giờ mình không có còn xài được cái gì hết trơn á. Dùng trực thăng bây giờ. Dùng trực thăng mà đang bay lên mà nó bị rớt xuống dưới, nó bị đi bộ xuống dưới là chết luôn á. Có người tới rớt nữa đúng không? Em ơi. Hả hả? Em trễ giờ. Ủa sao thấy bị lát tới nỗi mà thấy người ta miễn phí. Ờ đừng có bật từ taxi nha. Có người rớt luôn nè. Nhục chưa? Miễn phí. Nhục chưa? Thế là mình phải out game vô lại, mình bị sợ bây giờ mình mà out game vô lại cái là mình hỏi vô được luôn á.
Có người trở về luôn, có người trở về. Có taxi mà ri ra trở về luôn. Quê thiệt chứ. Mà mình thấy xe người ta chạy nó cũng bị nữa. À, sẽ stream với khi nào mà tìm được người thắng cuộc. Nhưng mà mấy cái đoạn này bị lát. Bây giờ là bị lát một cái. Nếu mà anh mà ao một cái luôn là không còn thấy ai nữa luôn á. Ao một cái là không bao giờ vô lại được nữa luôn. Là event này phải tạm hoãn nhưng mà mất hứng lắm. Buồn quá mẹ trời ơi. Ủa sao nghe nói là hết tháng này là hết đứt cáp mà. Bây giờ thấy người ta hét ve yeah. Khi nào tôi mới mượt lại đây. Cái nào mà thấy bị thương nó chở đi luôn là đỉnh rồi. Dân tình đậu đây đông quá. Dân tình mình vẫn hoạt động được với mọi người. Mình không có chat được, mình không có dùng lệnh được. Buồn quá. Đen luôn, đen luôn. Buồn quá, buồn quá. Ủa nãy ai thắng nhờ, nãy ai thắng nhờ? Chưa biết, không biết luôn hả? Ủa mọi người đứng đây mọi người canh mà không biết luôn hả? Ủa ủa nãy ai thắng? Nãy ai thắng? Nãy tôi thắng. Hồi nãy là kèo giữa bạn Phúc Quý với là Quốc Anh. Hồi nãy là kèo Phúc Quý với là Quốc Anh là ai thắng? Phúc Quý bị phạm luật rồi. Ủa phạm luật gì á? Nó dạ kêu nó dòng xe về. À ha, Phúc, ai mà dòng xe về là bỏ. Tại vì cái đạn nó cái xe màu xanh xanh á, nó chạy xuống dưới cái đạn cây xăng xuống xong quay đầu về luôn. Tôi thấy được mỗi đạn đó. Vậy là Phúc Quý đúng không? Vậy là loại rồi, vậy là Quốc Thắng, ok. Bây giờ tới ông Sếp Hào. Phúc Quy thắng của anh thôi. Ừ, vậy là bây giờ tới ông Sếp Hào. Ông Hào gì? Ông Hào đối với khủng long. Mọi người chat giùm đi, mọi người chat giùm đi chứ bị lát không thấy chat được đâu. Ông Hào với lại khủng long. Sếp Hào với lại khủng long. Rồi vậy là bạn Quốc Anh thắng, Phúc Quý thua. Quốc Anh. Rồi ok. Bây giờ tới ông Hào Lesser với lại khủng long. Hào đang bị đầu chọc Duy ơi, Hào đang bị đầu chọc. buồn dạ. Vậy khủng long có không? Giờ này mình ao ra là mình giúp đầu chọc luôn á. Khủng long đi tù rồi. À khủng long đi tù rồi. kêu Tú ơn xá ra cho đùa. Nè cái con xe này nè, cái con xe hồi nãy là con xe màu xanh xanh này nè. Đâu Quý thắng hả, phải không? Quốc Anh thua hả? À ok. Mà anh không có theo dõi được, không có biết được. Rồi ok, chỉnh lên nha các bạn. kêu Tú thả khủng long lên đi, kêu Tú thả khủng long ra. Khủng long ra rồi. Ông Hà vô chưa? Hào vô rồi. Ok, vậy thôi giờ xếp hai người kia đuôi trước đi, hai người phía sau đuôi trước đi rồi hồi ông Hào vô rồi ra đây sau. Vậy là Tabu với lại. À Tabu với Thịnh kìa, hai bạn ra luôn đi, đúng rồi. Cặp sau là Tabu với Thịnh kìa. Bạn làm cái này. Anh em bỏ ra. Anh em cứ này chết. Chọc với Thịnh rồi lấy xe đi hai bạn, lẹ đi hai bạn. Nhanh gọn lấy xe đi, chở xe đi. Kèo này là kèo hai anh em với nhau nha các bạn. Ông xe xanh, ok, rồi, anh đã chỉnh tên rồi. Phúc Quý anh định chỉnh tên rồi. Ai con xe của thịt heo mà đuôi với con xe của... Để coi... gì start đây nữa vậy. Lát mà không thấy được tên luôn. Thịt heo đuôi với chồng. Anh em tình nghĩa anh em còn. Nó chuyện kỳ hết cái gì. Random nó ra mà. À, đề nghị bạn này tắt cái start đi nha. Chọc tắt start đi. Đua tông chết là thôi, không có điều bật start đâu nha. Tắt rồi bạn, tắt rồi. Vẫn còn rồi. Bộ giờ tôi bị lát hả? Đúng rồi đó bạn. À, từ. Nhưng mà tôi không có. Cho tôi ngồi lên xe được không? Mở mở cửa đi Thịnh ơi. Mở cửa cho ngồi lên xe coi ké chứ. Rồi. Cái gì? Bật lên đi hờn ngay ơi. Mở lại, lên đây, mở. Dạ. Ôi.
Ôi. Sơ bạc ạ. Chạy đàng hoàng nha. Sao không lên được ta, bị lát hay là sao không lên được ta? Mới vẫn thấy khóa cửa nè. Chơi bài là bị lầm. Không, tại vì các bạn biết sao mình bắt kèo chắc chắn là xe này nó thắng. Con xe của Tabu nó cũng bóp lắm. Sao không lên được? Mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa. Mở rồi mà, mở rồi mà. Sao không lên được ta? Ai nắm cái đầu nhét vô cái xe cái ơi. Không vô được. Thôi mọi người đu đi, tôi đứng đây tôi đợi. Tôi bắn đi xuống. Đứng yên, đứng yên, đứng. Đứng yên làm gì á? Rồi rồi. Đúng rồi, hay là do ông Vinh còn đây từ từ, ra chế độ bay rồi, bây giờ nó mới ra chế độ bay. Bắn đi Tú. Mình nên bay không các bạn? Mình nên bay không các bạn? Mình sợ mình đang bay mình rớt quá. Mình rớt có người ra trước. Bay đi, coi được chuyện nào hay chuyện đó. Ôi, xe cũng chọc, ôi, chọc mất lái rồi. Còn gì là chọc nữa, chết ra đem cái này về, họ nó bính lộn nhau chết. Bên này nó còn nhậu ngoài nữa. Gặp nhau bính lộn ngoài luôn. Ok. À đó, tôi biết mà. Nó lại cho mình bay nữa nè. Bây giờ mình không biết là Thiệt luôn. Mới coi được cái kẹo. Ô mình rớt ngay đây luôn. À đây. Hình như có vẻ là nó đỡ bị lát hơn rồi các bạn. Nó có vẻ là đỡ bị lát hơn rồi. Rớt đầu rớt chết luôn. Cái đầu bây giờ nó cứng quỷ. Bể đầu chết luôn. Thôi đi bộ về cũng được. Mình hên cái là cái chỗ mình nhảy xuống đây nó bị lát, nó khực lại, nó bay về lại đây rồi. Cày lắm á. Không, bây giờ mình mà thoát ra là mình không bao giờ mình vô lại được nữa luôn. Anh cũng lại em. Anh lại mạng, anh lại nhà mạng. Mình chạy bộ về đây. Anh mà đưa nữa là sao anh thấy người ta. Anh chạy hồi cái anh thấy giật phát nó bay như flash ra luôn á. FPS nó không lát mà nó lát cái. Bây giờ thấy ai cũng stop xong rồi bị thương các kiểu hết trơn. Thôi, chạy mất đây đi. Em đứng đây có gì rớt xuống em còn sống được. Mình không bật chế độ God kịp nữa. Nó vẫn còn bị lát từ cái nhà mạng á các bạn. Ra là cái câu lệnh của mình chát một hồi. Sao lâu rồi, là lâu 5 phút 10 phút sau nó mới ra. Đây thấy xe rồi nè. Ủa. Từ như mình thấy thanh niên Thịnh. Không, quỷ này quỷ mô tô. Ủa. Sao mình thấy chọc nó chạy trước ta. Sao thấy chọc chạy trước ta? Ủa rồi vậy là chắc thanh niên kia chạy lúc đâu luôn rồi á. Rớt xuống bây giờ mình không chết, nó bất tử luôn. Bất tử luôn. Không, nó chỉ có một lần fly à. Mệt quá, tôi muốn theo dõi mà không lên xe được, mà cũng không có bay để theo dõi được hết cái quá trình. Buồn quá. Đây. Có vẻ nó đỡ hơn rồi xíu rồi các bạn. Mình không biết ai thắng hết trơn á. Ủa ai thắng vậy? Quỷ tình heo đâu rồi? Ủa ai thắng vậy mọi người? Ơi, tình heo đâu thắng rồi. Ai thắng? Cái này kẻ tao bồi. Tao buồn thắng hả? Ôi thay coi. Ủa cái gì kỳ vậy? Tôi thấy nó bị ngược sao bạn ơi? Ghê không bạn? Sao bạn lại thắng được rồi? Rồi chay mà. Rồi để bạn đâu? Người ta gọi là kỹ năng đó. Ghê. Mặt bạn gian như quỷ. Cái mặt bạn nó gian như quỷ kỳ. Ôi ghê vậy ta. Cái này người ta gọi là kỹ năng vậy ta. Đó. Bây giờ ghê. Đúng rồi ghê. Ghê chọc thắng luôn. Bây giờ bây giờ xếp hào có chưa? Xếp hào với lại khủng long có chưa? Bô chi ơi. Giờ cái giày chật ghê vậy, chọc mà thắng. Tôi nghi bạn cầm đồ ra bạn nghi bạn uy hiếp thằng Thịnh quá à. Chú căng chơi đi. Chú căng chơi lại. Nghi lắm thanh niên này gại. Kêu kiểu mày đua thắng có kích mày nghi lắm nè. Dơ đi. Giờ thì bây giờ đó bắt đầu mạng mình nó nhả ra nè các bạn, hình như nhà mạng nó nhả ra nè.
chưa 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 giờ luôn đó, người ta đứng tại cái lọ. Tôi chạy đúng luật rồi cha. Cái gì không có chạy này nhảy kìa. Rồi bây giờ kêu kêu Sếp Hào với lại Khủng Long ra, Sếp Hào với Khủng Long có không? Có kèm có cái gì? Không, bây giờ bắt đầu chat mình nó nhảy từ từ nè các bạn. À, Sếp Hào vẫn cuối cuối. Tối tối mình đợi lát cái đã. Hả hả, sao á? Còn kèo nó không? Kèo Italy. À, từ từ, Sếp Hào kìa, Sếp Hào đuổi với Khủng Long rồi, Khủng Long đâu rồi? À thì ra đây là Sếp Hào hả? Nhìn không ra luôn. Khủng Long đâu, Khủng Long đâu, Khủng Long có đuôi vậy? Ơi, kêu Khủng Long bỏ đi đi ơi. Bỏ luôn hả? Vậy thì Sếp Hào sẽ đua với Khang, Sếp Hào đuôi với Khang, Sếp Hào đuôi với Khang. Trời đuôi con đó thôi, nghỉ dẹp đi. Ủa thì sắp theo thứ tự thôi, ai đưa tới người đó thôi, tại Khủng Long nó mo này thôi. Sếp Hào đuôi, em đuôi thêm cho vui. Láo vậy. Sếp Hào, cảm ơn Sếp Hào. Sếp Hào vậy thôi, cho Sếp Hào đuổi Sếp Long. Ừ được á, hai ông sếp đuổi nhau được á. Long ra đi, Long ra sếp, đi. Sếp Hào đuổi Sếp Long được á, hai ông sếp đuổi nhau. Được 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 được, lấy xe đi Long ơi, lấy xe đi Long ơi. Ủa gì, thằng Khang, ờ thằng Khang với thằng Kim nó đúng, hai thằng nó đúng kẹo nhau luôn kìa các bạn. Mình cho các bạn xem cái hình một xíu ha. Thì là cái kèo này là có Kim với có thằng Khang luôn. Hấp dẫn đó chứ. Đâu rồi, đây không biết các bạn có thấy được cái hình không ta, ờ nó bị đen nhiều quá vậy nè, các bạn thấy không, các bạn thấy danh sách không, đây thanh niên Khang với thanh niên Khiêm hai thằng đứng kế nhau. Ta bưu trần như thịt heo đứng kế nhau, cái này là do người ta sắp thôi chứ mình không biết gì đâu nha. Đó bây giờ nó đến đứng đâu mà chào hỏi mình luôn vậy nè, lúc mà người ta không chạy thì tôi đứng yên đã lắm, mà tới lúc mà người ta chạy cái tôi lọt, tôi rớt xe đây bị rớt bất từ từ là tại vì do là lát quá các bạn. Mình tắt xe mình bớt luôn, mình tắt xe mình bớt luôn đó. Vui á nhưng mà nhiều cái pha lát quá, không không có gọi là không với tới được. Rồi ông sếp sếp Long đâu rồi? Ông Hào đây rồi, ông Long đâu? Ủa ông Long đâu rồi? Có kẹo ấy đây. Ông Long đâu rồi? Xem ông Long đâu rồi? Đúng rồi, xếp cạnh nhau là do duyên phận. duyên phận của Khang với Kim, hai thằng đua với nhau. Đúng rồi, Blue đi bận việc OC rồi cho nên thôi. Ủa đâu ông Hào vô rồi mà, ông Hào vô rồi mà. Ông Hào kìa, ông Hào kìa. Ủa. Mình đang còn thấy chat cũ, mình đang còn thấy chat cũ, mình tưởng đâu ông Long ông cố tình ông bỏ chứ. Rồi, chuẩn bị, bắn đi Tú ơi. Ê, kèo này hấp dẫn. Kèo này hấp dẫn, Hào xếp đua với nhau. Mình muốn đua xếp Hào, hẹn bạn tối nó đi mình đua xếp Hào sao mình đua đường cũ này luôn. Chứ giờ mình không đua được, giờ mình bị lát lắm. Tới nỗi mà chat bây giờ nó mới còn nhảy chat của người ta nữa thì thôi, thôi, thua. Ôi, ông xếp Hào xe ông ngon người ta. Tính ra về cái chất xe là xe ông Hào ngon lắm, tại vì xe ông Hào đập lắm, nhưng mà con cái là hay dễ bị dính bánh thôi. Ôi ôi ôi, ôi ghê vậy. Ông Long không chạy kìa, ông bay luôn, ông bay xuyên qua cái này luôn, đỉnh đỉnh. Ồ, ông Hảo chạy xuống dưới này rồi làm cái drift phát không thấy được người ta drift luôn á các bạn. Bây giờ mới thấy được Khủng Long bị thả ra tù, được thả ra tù. Ờ, xe ông Long nếu mà về chất xe là không lại luôn á, nhưng mà thôi. Cái này là đua này là do sự giàu có nữa, mọi người tự đem xe tới mà. Ông phóng bởi kia luôn mà, nhưng mà nè. Trời, đâu phải xe nhanh là ngon đâu các bạn thấy không? Đâu phải xe nhanh. Trời, ông này vượt một cái một luôn, vượt luôn. Nhanh lên, vượt lẹ đi ông kia. Cái gì mà giờ này còn nó bị thấy mấy cái bảng chào nữa. Rồi, lên núi ở luôn, ông Hào lên núi ở luôn. Đây. Ôi trời ơi. Rộng Long đâu rồi? Ông xếp Long đâu rồi? Ông Creep Map Patterson đâu rồi? Rồi mình đợi game luôn rồi các bạn. Rồi thấy bà luôn. Thấy mặt trời, thấy mặt trăng, thấy thấy hết luôn. Thấy hết luôn rồi. Bây giờ mình thấy tới đâu luôn rồi các bạn. Mình thấy tới màn hình đen luôn rồi. Mình thấy tới màn hình đen luôn rồi.
Trời ơi, hai ông sếp kèo gây cấn như vậy mà ổng cho tôi coi, tôi tức thiệt sự luôn á. Thấy ông bà luôn. Ôi. Chứ bây giờ mà cay như vậy, cay, cay dã man luôn. Cay quá trời ơi. Không biết ông nào thắng luôn á. Nhưng mà hai ông nó công nhận đua gắt thiệt không? Các bạn thấy không? Đâu phải là xe ngon mà mình ăn đâu. Kỹ năng hết. Mà lát mà không thấy cái bài gì hết. Ôi trời ơi. Cho em vô game đi mà. Em năn nỉ mấy anh luôn. Ôi sao vợ đó lè luôn. Hôm nay mình bị bóp cực kỳ luôn á các bạn. Mỗi lần là nó chỉ là nó vàng vàng thôi. Nó không có đỏ luôn á. Hôm nay là nó đỏ lè luôn á. Cay. Cay quá cay. Chưa bây giờ tôi cay tới như vậy. Các bạn đợi mình một xíu nha, để mình vô lại thử. Nếu không được thì thì mình vẫn vô lại thử tiếp. Đợi một xíu nha. Nó đang mở game nè. Cay quá các bạn ơi. Tôi đang dứt một phát, tôi đang bay, tôi đang coi. Đợi xíu nha các bạn. Lên trời luôn rồi. Sau khi mà cái stream này phát lại thì mình sẽ up lại cho các bạn xem. Mình cắt lại bớt những cái đoạn mà mình bị mất thời gian á các bạn. Bây giờ mình bị lag mà mình bị sợ tới cái nỗi mà mình thấy gọi là sao ta? Đợi một xíu nha các bạn ơi. Đợi một xíu. Mình đang cố gắng vô game. Giờ các bạn thì đó. Giờ này mạng bóp mà. Tầm này giờ đang còn bị bóp mạng đứt cáp các kiểu thì mình phải chịu thôi. Mạng Viettel mà. Buồn quá. Không thấy được cái thằng game luôn á các bạn, không mở được luôn á. Ok, đang load rồi nè. Ok, mở game được rồi nè. Cái xếp hào ăn hả? Không, nhưng mà có người nhắn là xếp hào ăn rồi. Nhưng mà nghe đồn là ông kia ăn rồi. Nhưng mà cái đại kia ông Hảo ông bay lên trên kia luôn á. Ơi sao đó ice cream. Anh đây. Nhùm lệnh đặt pin. Cái đó là nó khác nha các bạn. Bây giờ để mình thử dùng cái VPN mình vô thử. Giờ mình vẫn còn đây để biết khi nào mới vô đây. Buồn quá mà. Thôi nào cho em vô đi nào mấy anh ơi. Không thấy được cái bỏ tám xác. Đang nghe dân tình cập nhật là bỏ quá trời bỏ nhưng mà đâu biết được là ở đâu. Nó đang vô game rồi các bạn, không biết khi nào nó mới vô game được luôn á. Ơi buồn quá, lẽ mình phải off stream ở đây sao? Nhưng mà off stream đây là mình không có nói được hai cái stream lại với nhau nữa. Mình muốn cho các bạn xem nó suôn sẻ từ đầu tới cuối.
có dùng cái VPN này rồi nhưng mà nó vẫn không có hỗ trợ được. Bị bóp mạng rồi, bây giờ không vô được các bạn ơi. Các bạn thông cảm, đi đâu đó đợi xíu. Biết khi nào mới vô được. Đợi xíu để mình dùng thử cái này. Để mình đổi có bạn nào có muốn hỏi gì mình thì các bạn cứ hỏi. Người ta nào bắn nét là cũng hên xui nữa, tại vì mạng, do mạng, tất cả là do mạng. Buồn quá, bây giờ mình không biết làm gì luôn á. Cay quá trời cay luôn. Tabu này có đua mà, Tabu đua với Thịnh Heo đó, nhưng mà Tabu quăng á. Cái kẹo đua xe ngon như vậy mà. Bây giờ nó mới mở được game lên rồi các bạn. Đó, thấy hình game rồi nè. Nhưng mà vô được hay không thì mình không có chắc nha các bạn. Hôm nay Viettel bóp siêu bóp luôn á, bóp cực kỳ bóp mạng luôn. Bình thường là mình bị lag mà mình vẫn còn chơi được trong game, kiểu mình chỉ không vô được trong game thôi. Còn hôm nay là không làm được cái gì luôn. Dã man thiệt. Cho em vô đi mấy anh ơi, em lại mấy anh, lại ba đời nhà mấy anh luôn, cho em vô một cái. Cho em vô một cái được không? Cho em vô, em mà mượt em đua xe liền luôn, em đua một dáng liền, em đua để em bắt đầu tới lần thứ hai luôn. Này xếp hào thắng không? Để ghi tên xếp hào vô cái đã. Mấy anh cho em vô cái mấy anh ơi, em lại mấy anh luôn. Em năn nỉ mấy anh luôn, em lại từ dưới em về lại lên luôn. Cho em vô đi mà. Đừng cho em nhìn thằng chọc nha mấy anh. Em sợ thằng chọc lắm. Rồi xong rồi. Dính chọc luôn rồi. Chọc ơi là chọc. Đó, bình thường là các bạn vô game được không? Các bạn sẽ bị dính ở thằng chọc này. Và cho tới khi nào mạng các bạn nó ổn định, nó nhảy sang cái bản load game, bản đăng nhập, thì mình mới hết bị. Bây giờ mình lấy nhang, mình đi đốt nhang, mình đốt luôn á trời. Vô đi. Ôi nó mà đừng có con Nation Lost mà. Cho em vô đi mà. Vô được tới cái bước game rồi thì bây giờ nó lại bị dính ở cái phần này, nó không thể nào vô được. No. Nào. Anh Chọc ơi. Em không muốn nhìn cái màn hình này đâu anh Chọc ơi. Đầu chọc em nhìn, đầu của ông sếp với lại đầu của ông quỷ chọc nhìn hoài à. Đừng cho nhìn này nó được không? Tầm khoảng 3 lần không được rồi mình out ra mình vô lại. Đợi đã các bạn. Đợi nó mọc tóc ra anh vô game được. Vô đi mà. Chưa bao giờ mà mình. Bấm một cái nè. Bấm thêm cái nè. Mình cảm thấy thiệt là buồn bã, thiệt là mệt mỏi. Giờ nó dính thằng chọc này nè, mình cho các bạn xem thằng chọc này luôn. Lại nhiều vô.
ơi, nhìn nó đơ luôn rồi sao? À đâu, vẫn còn nè. Bây giờ phải làm sao đây? Tôi quạo quá đi, trời ơi. Vấn đề là băng thông trong nước nó mượt lắm, và băng thông ở bên ngoài nó lát quá trời lát luôn rồi. Bây giờ mình không thấy ao ra vô lại đi, nó không thấy được cái kia luôn rồi. Để mình đổi server của cái VPN thì mình đổi vào cái server nó mượt mượt hơn xíu nó xem. FPT game VIP, đây game VIP. Mình đang xài cái VPN để xem coi nó có vô được không. Ôi server giờ này 150 người, không mấy ông ao bớt cho tôi vô cái đi mấy ông. Cho tôi vô cái 10 giờ tầm 10 giờ 11 giờ thì nó mới ổn được một xíu. Mua 11 giờ là mượt luôn, mượt mà xíu mượt mà luôn. Thôi mà em năn nỉ anh mà, anh vô đi em vô, em xách con xe em đu mấy chục vòng luôn, giữ lời hứa luôn. Vô phát sắc con xe chạy mấy chục vòng vòng. Muốn coi người ta đua tiếp à. Giờ các bạn thông cảm, các bạn đợi chứ mình cũng đợi như các bạn vậy á. Mình thực sự là buồn, buồn á là buồn, thất vọng á là thất vọng. Như vậy sao nó không load game luôn rồi. Có chiếu lại nha các bạn ơi. À, bây giờ bạn nào có muốn hỏi mình gì thì các bạn cứ hỏi đi, rồi mình trả lời cho các bạn, mình giải đáp cho các bạn. Bên này nó không load game nổi luôn ta. Có cái kết cho anh em là Day Racing đoàn tụ. Cái đó xa lắm luôn á, xa vời, nó xa vời vời luôn á. À, nhưng mà có thể có nha các bạn. Từ từ các bạn chết từ từ thôi, các bạn chết từ từ thôi, các bạn chết từ từ thôi, chết nhiều quá mình không thấy được. Chết từ từ thôi các bạn ơi. Chết từ từ thôi, mình chết ít ít thôi. Đúng không? Anh đang phát phát cái VPN luôn nè, chứ anh đâu có để góc đâu. Nhưng mà anh thấy nó vẫn lag sao á. Bây giờ mong mà việc theo nhã cái cho anh vô cái là được. Quay clip của kênh ND Vlog. À sắp tới có quay nha. Sắp tới quay clip bên kênh ND Vlog. Xếp Hào up rồi. Không, ông Hào ông on tới khuya đó chứ. Anh sao bạn Viettel? Viettel đang bị đứt cáp. Đứt cáp là đáp. Ôi buồn quá, bây giờ làm sao để tôi vô game được đây. Làm ơn cho em vô đi mà mấy anh ơi. Chơi game đừng có quạo, anh đâu có quạo đâu. Anh rất là bình tĩnh, anh đâu có quạo. Chỉ lúc nãy anh bị rớt, anh đang bay anh bị rớt xuống thôi. Anh phải đập cái bàn một cái thôi. Anh nào quạo bây giờ. Ôi các bạn trách nhiều quá, từ từ. Ôi anh Kim với Khang đua rồi ấy, đua rồi hả? Anh chưa coi được nữa, chưa coi kèo hai thằng quýnh lộn nữa. GTA 5 mua hay tải? À, các bạn cần phải có sở hữu GTA 5 bản quyền trước nha. Chứ còn gọi là sao ta? Server thì không có tốn phí gì để vào hết, và bên cái phần game thì các bạn chỉ cần đúng mỗi một cái cảm ơn bạn đáng xem. Game thì chỉ cần có game bản quyền thôi là nó sẽ vô mà. À, nó mở game rồi nè. Wow, mở game lên rồi. Nó bây giờ nó mở lên rồi đó. Mà nó vô hay không thì mình không biết nha. Làm ơn cho em vô đi, đừng cho em thấy thằng chọc nữa, làm ơn. Em lại từ dưới lại lên luôn, làm ơn. Đang lát nè các bạn. Thông cảm thôi các bạn, bây giờ thông cảm thôi chứ. Cái này là do mạng bóp chứ không phải là do server. Tại vì bây giờ server nào cũng vậy chân á. Hầu như tất cả các server game đều đặt ở bên nước ngoài hết. Và đứt cáp thì cái đường truyền mạng của mình trong nước nó mượt lắm, nhưng mà đi ra nước ngoài nó lag. Bây giờ mình không có vô để test luôn. Không có game nào vô. Mấy game đó toàn là, các bạn có nghĩ đi, server nó toàn nước ngoài không, làm gì có server Việt Nam đâu.
đâu có VPS nào đặt ở Việt Nam đâu, đâu có server nào đặt VPS Việt Nam đâu, cho nên là lag lắm. Đứt cáp thì chịu thôi, mình chịu cả tháng nay rồi chứ. Chịu nhiều lắm rồi, bị hoài. Cái hồi mà mình bữa tối tối mình vô mình quay game mình còn không vô được, nó nói gì. Thường nó nhảy tới bước này, xong nó nhảy thêm một cái nữa là mình chưa vô game. Còn nó mất vậy là xong. Dính thằng chồng. May là buổi sáng thì là ít người vô quá. Buổi sáng là kiểu là không ai vô hết trơn á. Giờ dính thằng chọc rồi nè. Rồi chào tất cả các bạn, bây giờ các bạn chat từ từ đi. Vô rồi. Ôi trời ơi, vô rồi. Tôi mừng quá bà con ơi, vô rồi. Tuyệt vời. Mình đang đứng ở đâu vậy? Tuyệt vời. Rớt xuống cái là 2, 3. Đó, bây giờ các bạn thấy không? Nó mượt chưa? Nó không có gọi là cái gì mà nó lag, nó delay luôn. Hồi nãy nó bị lag, nó bị quất cái gì á. Quạo quá. Rồi. Ok, xem tiếp nha các bạn. Đùa chưa? Đùa lại hả ơi? Đùa lại nè. Bây giờ anh mượt lắm, Này này, chuẩn bị nào. Ủa? Không đùa thôi, đáng chịu. Thằng kia nó bị gì á? Ủa, sao Khang nó chạy vậy luôn rồi? Ủa, cái gì vậy? Đấy một cái bạn này nó bị khùng. Kêu nó bị chán hai ngày chứ kèo quan trọng mà. Đếm 1, 2, 3 cái thằng nông nội kia nó chạy đằng này. Ôi, bạn đưa tôi luôn cái mạng của bạn ơi, xuống xe đi. Đâu? Để tôi sửa bắn bạn luôn. Nó chạy quá nửa đường rồi. Chạy cái gì kỳ vậy bạn? Về cho thằng Kiều nó không thấy đường kìa. Vậy Tú ra bắn đi, Tú ơi. Tưởng ăn tiền rồi. Thằng kia nó đề ba không thấy nó luôn á. Nè bây giờ Tú bắn công bằng nè. Bạn chơi đồ à. Xe Khang có hư không? Hư kêu Tú sửa lại. Làm vậy chết rồi Khiêm ơi. Khiêm chết rồi. Xe Khang có hư không? Hư Tú sửa lại. Không rồi chơi luôn nè. Chạy đi cho dễ nhìn. Hơi lát xíu các bạn. Bây giờ mình bị lát xíu rồi nè. Thấy con xe Khang nó qua vòng vòng luôn rồi nè. Trời ơi đừng có chạo được con. Đó, hàng bay chạy đi. Mệt quá. Ôi Sen Khang ăn đều ba. Ui Sen Khang đều ba kìa. Dăm ba con Italy. Anh nghi đó, Nguyễn Khiêm nó bị lý do. Rõ ràng đứa anh bắn là Khang nó thấy anh mà. Mà thanh niên Khiêm kêu không thấy anh. Kệ cho đưa lại luôn. Rồi Khang ăn cái cô đầu tiên. Ôi xíu nữa là Khiêm nó vô cái cột rồi. Ui Khang chạy ghê ta. Khang cứng tay ta. Đỉnh nó ta. Một chiếc. Thanh niên kim chạy vậy chết rồi. Nên mốt á, để mình kêu chủ server làm cái câu lệnh theo dõi các bạn, mình theo dõi sát sao cái đua xe luôn, nó hợp lý hơn nhiều. Thanh niên Khang chạy gắt á, còn Kim nó chạy giờ nó tuốt đây. Ôi dăm ba con Italy đợi đua với 812 rồi. Xe Khang rồi đây. Khang kèo này ăn rồi các bạn, Khang đua quá ghê. Thôi bây giờ mình mượt, ôi ơi nó mượt. Hay quá, em yêu chú Việt theo. nó bị lát hết rồi. Mình tưởng đồng Khang nó lao xuống dưới nhưng mình cắn lửa mình chết luôn. Nè con cô này nó mình chặn con xe mà mấy quỷ kia nó lấy nó gom nó giục đầu bà nó kệ đi. Đợt này ai cũng biết đi thẳng rồi. Ăn đi thẳng thôi kệ. Khiêm nó gà cái gì mà nó không đua. Không, ta đua ta biết thắng các kiểu. Bây giờ này ông nội Khiêm. Khiêm giờ mới tới đây. Nè. Được. Mà Khang nó chạy xuống đây rồi. Khiêm giờ vẫn còn đây.
Ây da, ây da. Ờ, nghe tiếng kim nó tông vô luôn á các bạn. Khang ăn rồi, kèo này Khang ăn. Ê, có xe ngược chiều kìa. Có xe ngược chiều kìa. Khang chạy ghê quá à. Khang chạy hơi bị đỉnh luôn. Kim nó xa, xa cả thước luôn. Đua vô được kia, đua mới chụp vòng mà. Để anh gã đô mà ông xếp Hà đâu ta. Anh đua, anh chỉ đua với ông xếp Hà thôi. Xếp Hà, xếp Long rồi. Nè, Khang nó mới lướt ngang đời mình đúng không? Mới thấy thằng Khang nó lướt ngang đời mình luôn á. Này chả lẻ quá. Khang về, Khang về, Khang về. Đâu rồi, Khang về. Nào lấy sệt. À, có. Sếp Hào ơi. Đua xe không sếp. Em không có tuổi. Khang ăn rồi. Khang ăn rồi, còn Kim giờ này nó vẫn còn bơi bơi ở đâu á. Kim chưa về nữa, thằng Khang nó về tới đây rồi thằng Kim nó bơi ở đâu luôn rồi. Ê, đứa thằng Kim nó té nước nó chết luôn nha. Ôi trời, thằng Kim nó mới về đây. Thằng Khang nó về từ đời nào rồi. Dứt. À ok, ông Hào, xếp Hào ông gạo mình là dứt. Dứt, sếp ơi. Rồi. Có hả? Ủa, có hả? Từ. Ủa, nó lên trời. Ê, được nè. Ê, mình theo dõi được một cái gì ghê vậy? Mẹ vừa mới ra cái bị thằng kia tông của bạn. Ờ, sờ bét ớt, bây giờ mình làm sao sờ bét? Tôi hết rồi. Nãy còn bắn tôi nữa kìa. Ơi ơi, chơi chơi. Bạn. Từ nha. Bạn không có được nói dơ gì nha bạn. Kèo gì với bạn không có được nói dơ vậy nha. Nha. Từ tôi bắn bạn thiệt đó đây? Nha. Tôi bắn bạn thiệt đó nha. Bạn sao? Bạn sao? Dạ. Ôi thua rồi, chịu ơi. Chơi dơ vậy? Ai chơi lại? Mình đang trên đầu thằng Kim nè các bạn. Trời ơi, ai bắn tao? Chóng mặt. Chóng mặt quá. À, ông Hào đây rồi. Xe mình là lấy con Italy, mà mình có mỗi con Italy. Italy mình đậu đâu đây? À đây. À đây. Rồi ok. Kèo giữa mình với lại sếp Hào nha các bạn. Mình không biết mình đua được không nữa. Đẩy lỡ xe bét thằng Kim nó giật ghê quá. GS ai mà cho đua, trong này chơi xe này thôi. Nay cái buổi này của anh là chỉ có chơi mấy xe này thôi. Hi à. Rồi. Có lên anh Duy ơi. Có lên anh Duy ơi. Nghe đồ ông xếp hạng chơi ván 500k đúng không ta? Cái con Divert á, nó đề ba chậm nhưng mà nó đâm hậu ghê lắm nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Thấy cái đèn của nó chưa? Thấy chưa? Thấy cái xe ghê chưa? Divert đâm hậu hơi bị ghê luôn. Úi. Sếp ơi, để cho em chạy cái sếp ơi. Để em ăn 500k cái sếp. Rồi sếp nhân nó mất tiêu rồi. Mình mới nghe tiếng ông nhân nó mất tiêu rồi. Sếp ơi, sếp à, sếp ơi. Ông sếp ông nhiều tiền quá, ông cho kẹo 500k luôn kìa. Rung quá các bạn ơi. Mình nãy giờ mình theo dõi người ta tận trên trời, không bao giờ tới mình đua mình thấy công nhận cái đường đua này nó hồi hộp thiệt đó chứ. Không phải giỡn đâu. Đó mà thêm miệng mình chờ chặn xe giữa đường nữa. Đua này không có drift nha các bạn, drift là mình đi luôn á, đi bụi luôn á. Úi. À, ông xếp sau lưng kìa, Oh no. Ông này ông chạy xe ông mạnh quá các bạn ơi.
Nè bây giờ ra đường thẳng mới là căng nè, đường thẳng là xe của ông sếp nè. Con Divert nó vừa đầm giá mà à, nó vừa đầm cái con xe mà nó lại vừa đâm hậu ghê nữa. Sắp về tới rồi. Sếp ơi. 500k sếp ơi. Game này dễ mà, Game này hơi bị dễ luôn. Sếp còn cách mình một đạn luôn. Ôi. Ây da. Sếp ơi, 500k sếp ơi. À nó hơi giật á, chắc là do mạng á các bạn. Thông cảm nhưng mà. Sếp ơi, 500k chứ hả sếp? Đây nhận tiền tươi, Đây sếp ơi, em có mặt sếp ơi, tiền sếp ơi. Tiền sếp. Mình cất cái ngón tay sếp mình đưa tiền cái sếp ơi. Lẹ sếp. Sếp này mặc đồ giống Hitman vậy sếp. Đi là chuyển khoản thôi sếp, tiền mặt sếp ơi, chơi tiền mặt sếp ơi. Đưa xe ai chơi chuyển khoản sếp. Sếp ơi, chơi tiền chuyển mặt sếp ơi. Chuyển khoản là tính thêm tiền phí 250, nó là tổng là 750 nha sếp. Không, thêm khấy khấy giờ con Divert 250 nè. Ok. Thằng Kim thấy chưa? Xe này nó nhanh hơn ăn được nữa mà giam ba mày đuôi cục. Có lần anh Di ơi. Anh cảm ơn anh Di. Ô bất cười. Hai con. Thôi 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 thôi. Bạn gà bạn ơi, bạn đừng có biện minh bạn ơi. Bạn Kim Khang đây tôi đuôi với Khang nè. Thấy hồi nãy bị tông vô. Quê cái đua phải biết đường nè. Chạy quá đường. Sao sếp đường đó em chưa đua luôn á sếp ơi. Ê xích sao đua với em không? Chết ra. Được 250, còn 250 ông sếp ông nào mình. Thôi cũng được. Khóa xe chưa? Rồi ok. Nhầm sếp ông kia cũng hết tiền rồi. Ông chỉ có 250 trong người thôi. Rồi bây giờ kèo tiếp theo sẽ là tới hồi nãy là Khiêm Khang đúng không? Bây giờ tới Tatka với lại Nhật Hoa. Ok. Giờ em không đua được không anh? Tách cai với là Nhật Hoa, à, rồi, ông kia đâu. Tụ. Ủa cái ông tách cai đâu ta? Ơ, ở đây, ông này, còn ở nè. Trời ơi, ông sếp còn non quá mà. Sao anh đua anh? Gì không, để cho người ta đua ấy. Họ đua sao cho anh Khiêm nè, anh Khiêm cụ bóc. Khiêm nó lúc nào nó cũng biện lý do hết trơn á. Ủa rồi, tách ca đâu rồi ta? Tách ca có đây không? Hồi nãy đi diện hả? À, xe em có đây không? Kêu Tú. Tú ơi, hồi xin tách ca kéo ra đây Tú ơi. Đi viện rồi. Có đây mà bệnh viện được không? Có đem bệnh viện kéo ra đây được không? Giờ này là biến đổi người rồi các bạn, cho đua đồng nhau luôn. Ok, kéo ra viện. Con này là con Vision nè nha các bạn. Ôi, cái biển số nè, SS77777, mình có con ND9999. Con này là nó là một cái phiên bản phỏng theo con McLaren B1 GT nha các bạn. Nó rất là giống luôn, cả phần đuôi và cả phần đầu luôn. Mà thiếu cái là cánh gió thôi, con này có gió tự động. Hình như có thì phải nhớ. Cái đèn đua luôn. Nó cái đèn không khác gì con B1 luôn. Tất cả lấy xe đi. Vào lấy xe đi. Đây, lấy xe. Rồi hai bạn này ra chỗ khác. Nhanh lên. Xe, em đua xe. Đi ra chỗ khác. Admin kích bây giờ á, phá là kích á. Tìm Trần Bi các bạn xem video của mình theo dõi các bạn sẽ biết được Trần Bi nằm đâu nha. Còn bây giờ là mình đang chơi trong cái này rồi. Để mình spec thử. Nó nhìn nó ghê quá các bạn ơi. Nhìn à đây được rồi nè. Mình nó cứ bị rung cái kiểu cái khung hình làm sao á. Theo dõi bằng kiểu đua xe nè. Nó không có được ngon cho lắm ha. Rồi để tách ca ra. Thôi Tú bắn nhau.
Ok. Mình đứng đi mình coi xe cho nó hấp dẫn, mình đỡ phải bay. À không biết cái này nãy mình đỡ rồi. Đỡ bay nhảy đỡ chết. Uống whisky đi. Nè. Rủ đi mọi người ơi. Chưa có anh ơi. Xe bị là để bệnh viện thôi, trước cửa bệnh viện. Chơi đồ vô này các bạn. Mừng quá. Chơi đồ thấy đường luôn. À, Tú là admin trong server nha các bạn. Ra. Đợi ông kia, đợi ông Tatka lấy xe cái đã. Để mình xem danh sách coi là bây giờ còn đi ra. Tầm khoảng 10 người nữa. À. Có các bạn Huỳnh Quang là thay thế bởi các bạn Nguyễn Thịnh mà không biết là bạn kia con được chưa. Ai kèo rồi ok kìa. Bị chọc lúc nào đâu có ngồi lên xe người ta ké hết trơn á. Dứt đúng rồi. Ờ bây giờ mình khỏe các bạn. Trời ơi mình chỉ ngồi đó mình coi thôi. Ui khỏe chết luôn. Hai con xe này. Ui hai con này kèo căng thiệt luôn á. Kèo căng thiệt luôn á các bạn. Đua xe là không có tránh khỏi những cái trên đường nha, kiểu như mình phải né những cái người chạy ngược chiều đó như đó đó. Mình phải tự mình né nha chứ không phải là người ta né mình mà là mình cấm người ta vô đường đua, tại vì đây là đua đường phố. Ê. Đây là đua đường phố chứ không phải là đua gọi là đua trong trường đua nha các bạn, cho nên là cái vấn đề mà các bạn kêu là đang chạy bị người ta tông hay là bị thằng này thằng kia nó tông như thằng kia lúc nãy là ngu hay là thua là chịu, chứ không có kiểu mà biện minh là do à thằng này nó tông em hay thằng kia nó tông em, không có đua đường phố mà chịu ơi. Bây giờ mình nói không nội là chẳng xe ác gì. Con kia lạc đường rồi. Con xe đó nó hay bị rớt ngay đó quá ta. Kiểu giống như là đua là tất cả là do các bạn, kiểu như bây giờ mình gần tới đích đi mà bị thằng nó tông thì mình thua là mình chịu á. Tuy là mình cay đó nhưng mà mình vẫn chịu thôi. Mình phải tự biết được là mình ở đó có xe sao mình né hoặc là sau đó. Nó chóng mặt lắm đâu, nè nó dễ nhìn hơn nè, các bạn thấy không? Dễ nhìn hơn mà. Ông kia bây giờ ông Túc ở dưới kia rồi, có cái này dễ nhìn hơn nè các bạn. Đâu có chóng mặt đó đúng không? Ôi con này ăn, con này đồng quá ta. Đồng đúng đồng luôn các bạn. Anh đua rồi. Bạn nào mà chưa xem cái pha đua lúc nãy thì xem tua lại cái livestream xem nha. Này nó hơi bị giật con xe cho nên bị giật không nhìn. Nhưng mà góc nhìn nó đơ, nó chuẩn chứ bộ. Đúng rồi. Dễ nhìn hơn, nó không có phải bị anh kéo. À bị giật là do stream á, đúng rồi. Anh nhìn cái web nó hơi lát xíu nè. Nhớ chỉnh cái bé ở bé là 60 mà ta sao nó nhìn nó bị kiểu giống như là bị 30 vậy. Mà sao nhìn nó lát như ta, mình nhìn bên OBS nó lát thiệt. Kiểu nó hơi bị delay, nó hơi bị khựng một xíu, kiểu như bị tụt FPS á. Chứ còn góc nhìn game nó mượt, lâu lâu xe nó bị giật xíu thôi. Không phải spec up mà spec ok được hả? Có lệnh chuyển nha. Ông ủa? Ai 126 lộn. Hôm nay giờ ông đang đâu vậy? Ông đang ở phương nào rồi? À đây, nãy ông đi lộn đường. Cái đi lộn đường nhưng mà ông này thua rồi. Hồi nãy là ai đuổi với ai ta? À, để coi. À Nhật Hoa thắng, ok Nhật Hoa thắng. Ok xíu mình cho coi cái kia đi, kiểu này nó cũng hơi kỳ kỳ thiệt. Rồi Nhật Hoa. Ok. Để mình ra mình chỉnh lại con xe khúc này cái đó. Khúc này cứ bị mỗi lần tay lên là nó la vậy nha các bạn. Đâu rồi, hai con xe tải đâu rồi? Ủa.
Ô như mình lộn góc. À đúng rồi, lộn góc. Nè cái con xe tải này nó cứ bị giật ra giữa đường. Hay là xe tải này ai đem ra ta? Rõ ràng cái đường nó đang đẹp vậy mà. Cái thằng quỷ nó chạy tự nhiên kia nó chạy xuống đây sao? Đúng rồi, mình nghi là có thằng quỷ nó chạy từ khúc này đem xuống nè. Tại vì cái hai con xe kia mình chặn đúng rồi mà cái con xe này tự nhiên cái nó đem nó đâu ra trên này. Không phải đoạn này chặn nó đạn cây xăng này thì phải. Có một thằng nó đem con xe này lên. À, có thể các bạn chưa biết là hiện tại là mình đang xin chủ server cho mình cái quyền admin để mình quản lý cái vụ này nha các bạn. Sau khi xong thì sẽ gỡ cái này ra ha. Cây nha. Nó ra ngay chỗ mấy ông mới vô. Cái chỗ mấy ông mới vô là nằm ngay trên góc á. Đợi các bạn đợi xíu để mình sửa vị trí cái con xe này lại cái đã. Rồi ok. Nè rõ ràng con xe này mình để ngay góc này nè. Mà thằng quỷ nào con hồn nó chạy thẳng xuống dưới kia nó đậu ngay đó luôn. Đúng rồi, tại vì có cái quyền admin thì mình mới tổ chức được cái kiểu này nha các bạn. Không có thể nào theo dõi được người ta mà mình không có thể set cái đường được. Này chỉ là mới cái vòng đua 1 thôi, vòng 1 đó, đợt đầu thôi đó mà còn chưa xong nữa. Và vòng 2, vòng 3 nữa. Rồi ok. À, kèo tiếp theo sẽ là bạn Hoàng Thái với lại Kiều Phong hả? Tên khó. Cái tên này mình không có biết là làm sao luôn, đọc Kiều Phong, Kiều Phon, Hoàng Thái. Hoàng Thái đâu rồi? Trời ơi, đợi đến lượt hết đêm quá. Hay rồi. Ờ ông Hoàng Thái đâu rồi? Còn đó nè, đâu mất tiêu rồi ta. À đây, ok, lên radio kìa bạn ơi, À, kèo này mình đang hơi bị thắc mắc nè các bạn. Xe điện với lại xe thường. Rồi. Xe điện á, đề ba ghê lắm nhưng mà tới đoạn đường kia nó lại bị mất cái trớn gọi là đâm hậu á. Xe điện đang đề ba chắc luôn. Xe điện nó đề ba giả màng. Ơ, cái thằng 157 đâu ra vậy? Quỷ nó chạy theo nó kìa. Đâu ra có thêm thằng quỷ nó chạy theo nữa chứ. Để coi con này được tính có là phá không ta. Nó chạy theo, nó đua theo nó. Ai cho đua vậy trời. Không, các bạn thấy xe điện không? Nó khoảng cách nó ghê lắm. Tại vì nó vừa vô cua nó thắng xong nó đạp một phát là nó đi luôn à. Cái độ đề ba xe điện dã man lắm. Trong này mà ông nào có con Neon á, chạy hơi bị đã. Neon với lại con Raiden thì nó, mình không biết nó hơn cái con này không. Nhưng mà con này nhanh lắm nha, con này hai chỗ. Xe điện hơi bị lẹ luôn á. Im re, các bạn đâu nghe tiếng đâu. Đó, xe điện nó vút như một cơn gió vậy á. Tính ra con này nó cũng đâm ghê đó chứ. Không bị quỷ kia phá là hai con nó cũng so kẹo nhau rồi. Mà không sao đâu, để xem. Tại vì còn nhiều hồi đạn cua lắm. Trời mưa nha các bạn. Đây con nào vẫn đang dẫn đầu nè. Ê cái con không phải con này à, con Cyclone. Đúng rồi, Cyclone. Hay sao là người đua, còn này mấy quỷ này nó dí theo. Để hồi mình kêu xử sao. Oh no, xe này tự mất lái luôn. Con xe nó tự mất lái luôn, vậy là con xe điện chạy một mình. Con xe điện chạy một mình các bạn ơi, con xe xanh nó mất lái luôn rồi. Nó trượt cái trời mưa hay nó bị trượt cái gì đó, nó mất lái luôn rồi. Xe điện chạy một mình.
lên mất 190 mấy con kia chạy tầm 220-230 là một hồi ra đường này nó ăn được cái đường này nè. Đường đợt nãy mình cũng sợ với ông Hào à, tại vì xe ổng nó ăn hậu ghê lắm. Rồi con này ăn rồi, xe clone ăn rồi. Kinh đấy, kinh đấy. Xe điện mới đổ xăng. Thì đổ xăng vô cái máy phát điện trên xe xong rồi nó tạo ra điện cho con xe nó chạy đúng không? Mà đi đánh bài không, đi đánh bài không gỡ tiền lại hổng chung tranh đó. Xe điện rồi các bạn ơi. Kèo xe điện ghê, xe điện nói chung là trong này đi xe điện cũng lợi lắm đó nha. Lướt ngang như cơn gió. Rồi, về tới à, cái ông xe điện là tên gì ta, để một xíu mình Hoàng Thái, ok. Rồi, được xe điện hơi bị xịn. Hoàng Thái. Rồi, tiếp theo sẽ là Aradozios. Arado hả? Tên này khó đọc quá vậy. Đâu rồi? Các bạn lúc nãy đâu rồi? Để xíu để mình hỏi bạn này cái nào. À, bạn này hủy rồi tại vì bị cúp điện rồi. Ok. À, có một bạn hủy. Rồi bây giờ tới cái bạn hồi nãy là bạn Huỳnh Quang, không biết có on không ta. À có nè. Vậy là Huỳnh Quang đua với cái bạn này, không biết có on không. Arado. Không có on. Vậy là Huỳnh Quang với lại Mr. Y. Ủa Huỳnh Quang có on mà. Ủa Huỳnh Quang đăng ký có đua không vậy? Huỳnh Quang đăng ký có đua không? Không á. Ok. Rồi ok. Rồi vậy là bỏ Huỳnh Quang, vậy là Mr. Y với lại Nguyễn Misa. Xong hết mấy người này đi, xong rồi mình đuôn dán chốt lại team mình cái đã. Hồi đầu anh em tụi đọc đông lắm nhưng mà đuôn từ từ thì bóp hết rồi, với lại một số bạn bị lag nữa. Rồi, vô kèo. Đuôn này hợp pháp nha các bạn, nói chung đây là cái event OC bên ngoài ha. À, không phải là event kiểu là tự cá nhân liên hệ cái kiểu, tại vì này có admin nhúng tay vào nữa nha. Bây giờ mình hai con này, mình nghĩ là hai con này cái sức xe nó cân nhau á, một con T-Beta với lại Tú ơi, thằng 91 nó theo Tú ơi, kéo nó về đây đi. Có con nội xe của bắp nó đi theo nữa. Ôi con T-Beta chạy ghê vậy. Ôi hai con, ôi các bạn nhìn ở trên cao tốc nó lướt ngang đúng ghê luôn. Ôi chạy nhanh, ôi. Rồi ông kia hút rồi, hố cua rồi. Chạy cho cố vô, cắm cái đầu chạy cho cố vô. Ôi, hai con xe chạy nhanh thực sự luôn á. Không, trong này có nhiều bạn tên, nó có thêm chữ G nữa nha các bạn. Không phải là kiểu như tên vậy thôi, có thêm chữ G nữa, hai người khác nhau. Ôi, con T-Beta nó ghê thiệt. Con này là con Spectre nè. Không lại luôn. Con Spectre này, không, 770 chứ. 770 Spectre vậy, nó có hai con, hai tên vậy. Nè cho các bạn xem nó chạy lướt ngang nè. Ui, nghe tiếng đúng đã luôn. Mấy người ta có thấy mình không ta? Nghe tiếng nó lướt ngang á, e nè, đã lắm. À, có xe tải kìa. Con T-Beta chạy ghê thực sự luôn. Cái chất xe nó nhanh lắm luôn á, các bạn nhìn nó nhanh lắm kìa. Con xe kia nó chạy nãy giờ mà nó dí không lại luôn, nó cách một khoảng luôn. Hai xe này... Có motor đi theo rồi.
Nói chung là chơi cái này gặp người dọc đường là bị chịu nha. Chỉ còn chỉ xử phạt những bạn nào mà bắt đầu cùng đua với nhau á. Ngon lành, ông kia không thấy không? Rồi tút dưới kia luôn rồi. Sao mọi con Tepeta nó về tới đây rồi. Xe đen này của thanh niên ở đây. Con xe đỏ này ăn rồi. Xe đỏ này là Nguyễn Miêu Sa, chuẩn bị nhập tên vô luôn rồi. Xe kia bây giờ các bạn thấy không? Bây giờ còn không thấy ở đây nữa nè. Trong khi nó chạy tút dưới kia rồi mà bây giờ cái con xe bên team này không thấy luôn. Xe này là của bên bạn Mr. Y rồi, văng lọt đâu mất tiêu luôn rồi. Giờ này mới tới đây. Rồi thôi, chạy bộ về luôn. Rồi, vậy là bạn nè, giờ này tới đây rồi. Trong khi bạn kia giờ còn chưa xuống được cái góc cua kia nữa. Ok. Sắp hết. Ủa, kèo vòng 1 rồi các bạn. Một cái là quan... Ủa, quan thái. Ông thì nhốt, ông thì... Hình như bị nhầm á. Quay hai rồi mà. Đúng rồi, vậy là chắc bị nhầm hai cái tên. Ok, vậy là nhầm á. Copy bát nó bị nhầm. Ok, không sao, bỏ ra được. Rồi, Nguyễn Misa ăn. Ok, ok. Rồi, tiếp theo là Thái Thịnh. Thái Thịnh cuối cùng luôn. À, bây giờ Thái Thịnh cuối cùng rồi. À, các bạn Lê Thịnh này là các bạn lúc nãy Huỳnh Quang kêu đuôi giùm đúng không? Thay thế đúng không? Rồi vậy hai bạn ra luôn đi, hai bạn chốt luôn á. Thái Thịnh với Lê Thịnh. Có mà, ủa thấy thấy Hình Quang chánh vào Discord á, kêu là cho Lê Thịnh thay ké. Ok. Rồi nha, xong đợt này nữa là bắt đầu tới đợt 2 nha các bạn. Xong đây là tới đợt 2 nha. Đây là tên những bạn mà vô được đợt 2 nè. Đợt 2 ai đùa đâu bạn ơi. Đây là đợt 2 xíu mình sẽ xếp đường lại. À, không đua đường này nữa các bạn yên tâm. Ý, con xe này nha. Đợt 2 đua có đua. Đua. Con này đua sao chơi. Cứ chạy xuống thấy xe rồi quẹo thôi. Chạy xuống thấy xe rồi quẹo thôi. Xe tải nó chặn đường á, đua theo bờ dầu bên câu cá đó. Con xe này sao đua các bạn. Không đua 4 người. À, hồi đầu mình ra cái đua này là đua vòng luôn. Đua 1-1 rồi. Mấy lượt rồi. Đây bây giờ mình nghiên cứu cái đường mới ha. À, đường đua mới của mình. Cho đua giáp vòng trái đất luôn. Thôi đua giáp vòng xa lắm, đua biết khi nào mới xong. Yên tâm là những vòng sau nó sẽ ngắn lại nhưng mà nó sẽ khó hơn. Một vòng á. Cứ một vòng là ai thắng là vô vòng xong thôi. Vô thế nào mà còn 2-2. Ủa rồi ông kia có đua không vậy? Cho đua là 6 chiếc á. Cho dắt vòng luôn, sức đắt luôn. 6 chiếc bị loạn lắm. Chứ lại chạy bị dính người ta nữa. Mình đua trong khúc này thôi. Vì cái đích nó vẫn quay về đây mà. Cuối cùng vẫn quay về đây. Ok. Thì đây là chỗ anh em show xe nhau mà. Đua kiểu gì. Ôi. Cứ chạy đi rồi thấy đường à. Cứ chạy đi nhát quá à. Chạy đi. Kèo này gắt quá. Đi dọc rồi chị. Kèo này mình không biết nói sao nữa các bạn. Kèo này một con xe như ông xếp hào. Một con xe nó là con xe SUV. Ôi ôi. Ây ôi. Kèo này sao chơi. Trời ơi coi kìa. Nhưng mà các bạn kia không biết đường. Bạn kia bị nhát mà bạn kia hỏi lại mấy lần. Ôi xe tải xuống kìa. Thấy mẹ rồi. Đi ngược chiều là chết. Sao xe tải nó né chưa vậy. Xúc nó luôn. Đó, tự biết đường nói, sợ gì. Ông xe kia nào mới chạy tới. Không hiểu sao gom của nó vô đăng ký chi luôn á trời. Đâu, mất lái. Chứ nào cái kẹo của SUV nó ăn không ta. Kẹo SUV nó lên rồi kìa. Dã man thiệt chứ. Đó không, lấy lại rồi đấy rồi. Dừng lại đâu rồi, dạ đâu rồi. Ôi, mất lái nữa kìa. À, hút hồn, bị lát. Nhưng mà bây giờ hai con nó dí sát quá các bạn ơi. Sát cực kỳ luôn. Rồi. Bỏ xa rồi, đường thẳng là bỏ xa rồi. Cho cái đoạn đường cong á, con xe kia có vẻ như người lái chưa biết bản chất con xe nhiều lắm. Cho nên là hay bị mất lái các bạn để ý. Vô mấy cua hay bị nó văng xe ra ghê lắm. Nè có xe tải đây nè. Đùa sao mà hốt đứt con xe tải đây đi. Rồi con xe
không hiểu làm sao mà đem cái con xe này đi vô để đi đua trong này được luôn á, bái phục luôn. Rồi con này nó chạy tuốt dưới đây rồi. Có phát lại nha các bạn ơi. Rồi xuống cái cua. Đó ngon lành trời ơi. Cần gì đâu mà hỏi đường chi đâu, sợ làm chi. Con xe ké chưa phi kia bây giờ nó tuốt ở đâu luôn. Giờ còn mất lái ở đây nữa, thôi đi ngủ là vừa. Đi ngủ là vừa. Rồi ok, có kèo 2 rồi. Rồi, Lê Thịnh. Ok, tổng cộng được để coi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. À khoan, cái kèo hồi nãy của thằng Khang với thằng ủa đâu rồi Khang ơi, Khang ơi. Khang nãy ăn đúng không Khang? Khang ăn Kim đúng không? Đúng rồi gì ơi, Khang ăn chưa hả? Rồi. Ok, bây giờ đưa danh sách vòng 2 nè. Trong đó có anh da đen chỏng tao buông trần da đen chuyền dơ như quỷ da đen chuyền dơ không vòng 2 đua ngắn lắm yên tâm tao đánh mày dơ đâu rồi. Dơ người ta đua chính quy random nha, không có chơi là điếm thúi hết trơn á. Trời ơi không biết đúng không mà thấy anh em đưa tay rồi rồi danh sách đua ở ngoài Discord, mọi người ra Discord xem tên nha. Người ta gọi là skill kỹ năng hiểu không, chơi dơ quỷ da đen chơi dơ như quỷ á. Chơi mà nó hù đồng đội nó đi chứ. Rồi danh sách thứ hai là có 13 người, có một người bị lẻ ha, Lê Thịnh với Hào Lê Sệt. Bây giờ có ai kêu ông xếp Hào về đây được không? Lê Thịnh với là Hào Lê Sệt. Bị gắt kem rồi. Đúng rồi, giờ vô vòng 2 luôn, bây giờ để anh đi xếp đường lại nha. Hả? Dưới ơi, Hào bị gắt kem rồi. Nữa ha, rồi ok, để xíu, để đi xếp đường trước đã. Rồi bây giờ để mình đi xếp đường ở đây các bạn. Đường đua ở vòng 2 nó sẽ khác vòng 1, nó không có giống vòng 1. Và mình đang suy nghĩ là vòng 2 mình sẽ đua cái thể loại Tabu là... lát hồi đua với em đừng có chơi xấu nha. Ê bậy rồi, anh đâu có chơi xấu. Sao vậy? Ok mình có đường đua rồi. Em thấy ai cũng nói anh chơi xấu em sợ quá. Thôi Tụi nó ghen tị với anh á. Trời, không biết phải đúng không, chứ thấy là... Vòng 2 sẽ nhỏ hơn và vòng 3 thì có thể là sẽ to hơn nha các bạn. Rồi, bây giờ để mình đi set đường cái đã. Đây. Từ dưới kia quẹo lên đây. Đường này hơi bị gắt luôn, đường cua hơi bị nhiều luôn. Không, đua kiểu gì cũng sẽ quay trở về chỗ kia nha các bạn. Tại vì nếu mà không quay về chỗ kia á thì người ta đi lạc luôn rồi, không có biết được là cái khi nào về đích hết trơn, mất công tụi mình phải chạy qua nữa. Cho nên là lúc đầu mình khi mà mình nghĩ ra cái nội dung đua này là mình đã cho tất cả các đường đều quay về chỗ này hết. Và có một cái đường là có một cái đi lại, đó chính là đường biển. Thì đoạn đó là tùy vào chất xe rồi tùy vào cua nữa. Rồi ok. Đua ngược lại nha các bạn. Đua xuống tới đây nè. Sợ mấy ông nội kia đi ngang phá đường mình quá. Rồi khúc cua đó vừa xuống đây là mình sẽ bỏ cái con xe này, mình đem nó ra đây mình chắn. Bật gót cho ta. Bật gót chưa nữa mà sao thấy nó vì xe xếp hàng anh đâu còn nó đâu. Một hồi nếu mà đua anh mượn nó chứ xe đó anh đâu có nó đâu, chỉ có xếp hàng có thôi. Rồi đường vòng đây thì vẫn xuống như đây như cũ ha. Rồi video này á, sau khi mình like xong á thì mình sẽ ẩn nó đi để mình chỉnh lại nha các bạn. Tại vì có nhiều đoạn mình bị chờ lâu á, giống như cái đoạn nãy mình chờ lâu á thì mình sẽ chỉnh lại, mình tạm dừng bớt cái đoạn đó. Thì tầm sáng mai các bạn sẽ xem được video này nha. Các bạn không cần phải hoảng sợ đâu. Mình check từng góc cua luôn nè. Đường này sẽ là đường đua ngược lại. Ok.
cái đoạn này thì không cần đoạn này, kiểu gì mấy ông nó cũng đi thẳng xuống dưới thôi. Xuống đây thì nó ra cái góc cua này rồi. Rồi xuống đây có con xe này rồi. Rồi tự giác quẹo vô kia là về. Ok. Ủa mọi người xếp hàng vô chưa? Xếp hàng vô chưa? Xếp hàng vô chưa? Xếp hàng vô chưa? Giờ nó mượt các bạn thấy không? Kìa, okay, xếp hàng vô rồi kìa. Hello. Ông Hào vô rồi đúng không Long? À, Nguyễn Misa với Hoàng Thái. Nếu vậy thì bây giờ sẽ là Hoàng Thái với lại Nguyễn Misa đua trước đi. Tại vì đợi xếp hàng. Ồ, không đây. Thôi đợi xíu đi, cho Hoàng Thái với lại Nguyễn Misa đua trước. Hello. Hello ông đầu chọc. Cái ốc nào đụ má tay mấy tay chân vậy? Trời nó đua trước đi có biết đường đua đéo đâu. Đâu đâu đi ngược lại nè, cứ thấy xe là quẹo thôi sếp ơi. Trời ngại gì nữa, đi đường này nha, đi đường hướng này nha, hướng này, hướng này, hướng này, hướng này. Rồi, nhắc trước với mọi người là đi lên trên đó một xíu sẽ có cái cua quẹo, có xe tải chặn lại nha. Mình đua cái đường nhỏ mình vòng ngược về đây. Không không phải ngược lại nhưng mà đua lên, đi lên một xíu là sẽ có hai xe tải nó chặn ngang đường, là trên đó có một cái cua quẹo ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo á. Đi đường trên đó nha. Rồi. Bạn này đi ra nha, bạn này không có đua đi ra nha. Ok, giữ đi túi. Để mình xem kẹo này con nào ăn. Đường đua nó khác hơn bình thường luôn nữa. Mở đèn, cái đèn này có lúc mở được có lúc không nha. Con xe điện các bạn thấy được bao không? Giảm 2 thì nghe con xe điện nó giật giải quá à. Xe điện chứ cần biết là chạy điềm tĩnh một xíu là vô những cái cua thắng lại thôi là ăn chắc luôn. Chỉ sợ là cái mấy cái đường, tức là đường vòng 3 mình kiếm mấy cái đường nó dài dài, kiểu vừa có cong vừa có dài. Ui à, đây nè, ông nội xúc cho hai con xe này đi. Ui 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 ui, ông kia làm phát drift đẹp vậy. Lên núi. Rồi con kia lên cho xuống ruộng luôn. Rồi đúng rồi, dưới theo đi. Các bạn thấy con xe điện không? Chạy đúng đầm luôn. Ôi, chết bà quên chặn đây rồi. Chết bà rồi. Biết đi không vậy? Ờ đúng rồi mà. Ông này nãy bị mất chớn thôi. Nhưng mà đoạn này mình cần phải chặn lại cái nó quên mất cái đoạn đó. Ok. Chỉ có tội nghiệp cái team đầu tiên nhất là dễ bị lạc đường hơn một xíu thôi. Rồi để coi xe điện dưới làm nha. Lúc nãy là xe điện nó bị văng chứ không phải là đi lạc đường nữa mà là bị văng lên trên luôn. Nó xuống ruộng nó thấy chưa? Đâu phải dễ. Nè cô gắt nè. Té lửa. Không con này không té lửa. Rồi dòng xuống đây. Đường hơi bị đẹp luôn nha các bạn. Like tới khi nào mà tìm ra được người chiến thắng thì nghỉ. Rồi tới đây tự giác bay đậu. Nè hai con xe nó đang rất là gần sát với nhau nè. Ui bây giờ con Tempest nó dẫn đầu. Tính ra cái người đua Tempest trình cũng hơi bị cao luôn á các bạn. Cái đoạn rip kia nhìn đúng hay luôn. Rồi rồi rồi, mới vừa nói xong. Ôi, xe điện giờ dí không lại rồi. Xe điện ăn đề ba nhưng mà lúc nãy dẫn đầu bây giờ thua rồi. Xuống đây là có trớn rồi. Xong đời xe điện. Mình mà cái thằng lái xe công thiệt luôn, mình tông vô luôn, mình không thèm né đâu. Mình đi đúng luật mà, mấy nãy nó đi đua nó sai luật mà. Rồi, Nguyễn Minh Sa vô vòng trong. Oh no. Oh no, mình thấy cái hiện tượng gì đó. Mình thấy mình mới trách cái này đúng không? Ờ đúng rồi. Rồi mình thấy hơi bị đó, đó đó đó, đợi xíu rồi ok. Rồi ok. Có người vô. Nguyễn Miêu Sa vô.
Rồi, xong ván đầu tiên nha. Bây giờ xếp Hà đâu rồi? Xếp Hà với lại Lê Thịnh. Hồi nãy là đua với ai ta? Để coi Nguyễn Misa đua với cái bạn đi con xe kia lúc đầu lại đây. Mình xem cái tên Hoàng Thái. Hoàng Thái đâu rồi? Để mình hỏi xem Quang Thái, Hoàng Thái, nhiều người tên Thái quá. Ôi, 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 kèo này hơi bị cân luôn nè mọi người. Cược không mọi người, cược nhau chơi. Kèo này hai xe cân quá trời. Cân, cược đi chứ, cược đi, cược nhau đi. Chiến thắng gì không? Chiến thắng gì không? Khang ơi gãi kèo không Khang? Quỷ chọc đâu ta? Quỷ chọc nó văng đâu mất tiêu rồi. Mọi người tự cược với nhau nha, mọi người tự tìm bạn cược với nhau nha, chứ không ai nắm cái chứ nha. Ai cược thì tự tìm bạn cược với nhau. Tự tìm cược, tự tìm bạn. Thiếu cược xếp hào chứ. Tự tìm người cược với nhau nha mấy ông. Tự tìm người cược với nhau. Ai bắt cược thì tự bắt với nhau chứ không có không hay đợi xíu tôi rồi. Chóc. Bạn cược ai? Xếp hào. Bạn cược nhiêu? 100k vô xếp hào. Ok. Nếu mà bên kia thắng là bạn đưa tôi 200k đó nha bạn bạn chọc. Ok. Rồi ok. Rồi còn ai cược nữa không? Ok thắng tôi đưa bạn 100k chứ nhầm. Sao lại ra vậy bạn? Còn tiền tôi nữa bạn. Thì phải gấp đôi lên chứ. Bạn thắng bạn phải gấp đôi là sao? Hai lộn đúng rồi. Bạn thắng ở đúng rồi tôi được. Bạn chết. Là chết. Lên. Bạn bị nháo rồi. Ok dứt đi Tú rồi. Xếp hào mở cửa em lên em xem được đua nhé. Rồi không có lên. Đua một hồi biết không có cho biết. Đá nó xuống thì xếp rồi, đá nó xuống. Đừng có cho lên. Đua hồi biết. Kèo này hơi bị cân luôn. Buồn ngủ các bạn ơi. Ôi. Ây dôi. Kèo này ai ăn đây? Ông xếp hào. Ôi đó có thể ngược chiều luôn. Ông xếp hào chỉ dở bắn xuống. Ê đợt này có hai con xe nó có đèn đẹp quá các bạn ơi. Nè khúc cua đầu tiên để coi ông nào dính vô con xe nè. Xe tải trước. Chạy cho cố vô xong rồi đù ôi tai nạn ôi ông xếp hào 100k. Rồi để bây giờ mình coi các bạn này đua coi 100k. Đoạn này mình vẫn quên chặn nhưng mà người ta tự biết đua thôi, mình không chặn luôn, mình để đoạn đó luôn. Không bỏ luôn, ai đi hút thì thôi tại vì đường đó đâu có đi đâu. Rồi để con xếp hào coi. 100k. Bu đâu gọi ta. Không biết ông này ông đi đúng đường hay là ông đi lộn đường ta. Tại vì cái đường thẳng mà đâu đến đường công đâu. Khi nào có xe tải thì mới chặn. Đó người ta vừa tự biết không cần chặn đâu. Tự xử không có chặn. Tại vì hai bây giờ cái team đầu với lại team 2 á, là mình đang đua như vậy là không có chặn rồi. Thì nếu mà bây giờ mình chặn những team sau người ta bị thiệt thòi. Tại vì không, team đầu tiên bị thiệt thòi cho nên là bỏ luôn không chặn ha. Đoạn đó ai đi lộn chịu. Nó có những cái điểm gà như vậy. Ui ta bu ơi ta bu à. Không chặn nha các bạn. Tại vì hai team đầu đua rồi bây giờ mình chặn thì hai team đầu bị bất công quá. Không chặn nữa cứ để như vậy luôn. Mọi người bây giờ tự biết đường thôi. Cứ đoạn đó là không có xe mà thì cứ đi thẳng thôi. Đường nó cong lên mà đâu phải là đường quẹo đâu. Quên chặn là lỗi của mình. Nhưng mà cái dạng thứ hai quên chặn là lỗi của mình luôn. Rồi giờ mình không chặn nên mình không chặn luôn. Đúng rồi. Đang đi lại quẹo đúng không? Khi nào mà có xe thì mới là quẹo. Khi nào có xe là mới chặn đường. Còn nếu mà không chặn là đi thẳng luôn. Cho nên là không có chặn nha các bạn. Chứ không mà tội nghiệp hai team đầu luôn. Ui chọc ơi chọc à. Không chặn. Không chặn mới là công bằng. Chặn là không công bằng. Ôi. Đồ tiền thằng quý đi trước rồi đã. Quý có hộp này đâu rồi? Đây. Quý chọc đâu rồi? Quý chọc đâu rồi? Nhiều người bắt kèo xếp hào lắm. Nhưng mà xếp hào bị lật hố. Bạn ơi. 100k bạn ơi.
trăm ca bạn ơi. Ai nghe tôi nói gì không? Ai trăm ca, trăm ca, trăm ca, trăm ca, trăm ca, nhanh lên, trăm ca. Bị hư. Tại vì cái loa tôi nó bị hư. Alo. Trăm ca, tôi quýnh bạn tôi chết á. Ai nghe tôi nói gì? Trăm ca bạn ơi. Lo. Tôi cho bạn cược trước. Lo bị hư. Tôi cho bạn cược trước luôn mà. Ai giờ chết luôn kìa. Ôi. Láo thì chứ cán mình chết luôn. Ok, nhận 100k nha bạn. Ok. Yêu tôi cái bạn ơi. Rồi rồi, ok rồi. Quá đỉnh luôn. Hồi nãy bạn nãy là Lê Thịnh đúng không? Tính ra bạn này vô đua gì mà đỉnh chứ nè. Không mà tạm xếp hạng không bị lọt chứ, nếu mà không thì có kẹo cân lắm rồi đó. Rồi bây giờ tới này này, tao Bù Trần với Quang Thái. Ờ. Sếp Hào bị lọt phố rồi, sếp Hào bị chẹt xe, sếp Hào lọt phố rồi. Em thiệt là thất vọng gì sếp Hào. Em thiệt là thất vọng. Sếp Hào bị lọt phố rồi sếp Hào ơi. Cuốn mệt nó delay quá. Em xem em thấy sếp lọt, lọt mẹ xuống cái cầu luôn. Ờ xe người ta, xe kia đi delay á. Ủa tao bu rồi, tao bu ra đố kìa. Quỷ chồng đâu rồi? Sếp Hào này, sếp Hào ơi, sếp ơi, sếp ơi, sếp còn nợ tiền em á. Chắc nãy sếp chưa trả tiền cho nên là sếp bị xui sếp. Mình nợ, nợ nhiêu mình lại đang nhiêu. Ok sếp nha, một hồi sếp hên liền mà, không sao đâu sếp ơi. Mẹ tập. Nè 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 nè. Kèo đây giờ bắt ai đây? Ủa sao giờ đập xe dữ vậy? Đập xe kìa. Tôi bắt nè. Thằng này chơi dơ quá nè. Xe theo điện á ta, êm dữ vậy. Em re các bạn ơi. Kẹo này ăn đi ta. Hai con xe này nó cũng tầm ngang ngang nhau á. Mà đều là xe đổ với nhau nữa. Thôi đẹp lên, thiệt sự lên. Đẹp thiệt sự luôn. Ui. Xe kia đi ra, xe kia đi ra. Xe kia đi ra. Đối các bạn kẹo này ai thắng, Trọc hay là các bạn bên kia? Tại vì hai con xe á, nó tầm ngang ngang nhau, không có con nào hơn về max speed với cả kiểu hai con xe nó cũng có kiểu dáng độ đẹp nữa. Đấy rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ui tai nạn, ui tai nạn, ui tai nạn, chết Chọc rồi. Bị người ta chơi xấu rồi. Chọc này nó chơi xấu người ta. Chọc nó chơi nó hù người trong băng đảng là kiểu mày mà thắng là tao kích mày ra khỏi găng. Ê, nhưng mà thanh niên kia chơi ăn gian nhỉ, chơi đi đường đường núi. Ủa mấy tiên này chạy lên núi gì đâu mà lạc tao lái chơi vậy. Cái gì non dữ vậy. Ôi 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 đúng đúng đúng. Bị lát, bị lát, bị lát. Để coi hai thanh niên này kèo, hai thanh niên này trình kiểu ngang 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 nhau kiểu gì á. Tại vì vô cua các bạn thấy không, toàn bị lệch mất lái xe không ạ. Nhưng mà Trọc mới vô bị chơi xấu. Ai biểu nó chơi xấu ta chị. Rồi để coi kèo này ăn. Ai nghe mấy tiếng nó bắt phạt. Ui bắt phạt nghe hơi bị đã luôn. Mấy tay này toàn mấy xe độ mà. Rồi xuống một chiếc. Đó Trọc nó dí sát nè. Rồi Trọc xuống Lan Cro. Mắm vố. Nhấn cho nhiều ga vô cái cua. Mắm vố chưa? Chết chưa? Chọc đua mắm vố quá. Đại đó chọc nó đang đuổi lên rồi. À, vì theo mình thấy là cái chất xe. Anh Niên chơi đúng điểm luôn. Anh Niên chơi đúng điểm luôn. Bét điểm. Đúng là mấy người này. Điểm thì chứ. Đúng điếm luôn. Rồi con này về rồi. Điếm. Điếm mà cũng lại người ta nữa chứ. À, gì vậy, gì là gì bấm vô. Chọc nó điếm. Quyết chọc nó đưa điếm. Chọc nó tôi từ lúc đầu rồi. Chọc nó chừng chứ là chọc nó chơi ăn gian á. Chọc nó chơi nó hù. Anh Niên điếm đi chứ. Điếm nhưng mà còn dí không lại.
Điếu quá điếu. Chán thanh niên điếm thiệt. Cười mệt hết thanh niên điếm thôi. Trời ơi, quan thái về. Bị chọc điếm. Hoàng Thái đó, một số ít tên được kia vô thôi. Phúc Quý là Lục Khang. Quỷ chọc điếm quá. Chọc đâu rồi? 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 Ồ, quỷ chọc nó điếm quá, nó chạy đi luôn hả? Ồ, con chọc nó chơi điếm quá, nó chạy đi luôn hả? Chọc nó chạy đi luôn rồi. Chơi điếm mà vẫn thua cũng hay phết chứ, chủ găng kịp. Rồi bây giờ cả. Tới Nguyễn Phúc Quý với lại Lục Khang. Em à. Quỷ chọc nó chạy luôn rồi các bạn ơi. Quỷ chọc nó chơi ăn gian. Đâu rồi, từ từ mình xem còn quỷ chọc nó chạy đâu rồi. Ủa gì bạn, chứ chạy luôn rồi bạn. Bạn ơi. Bạn đó ơi. Ôi quá trời. Chơi điếm túi vậy. Sao vậy, sao chơi điếm túi vậy bạn? Điếm gì? Ủa tôi không có điếm. Bạn chạy mình đi đường tắt hả bạn? Nhưng mà sao bạn chạy đi luôn rồi. Ủa, bạn hỏi lại vậy bạn. Thôi ở lại dọc lắm. Ok bye bye bạn. Loạn. Tại sao mất bớt chơi điếm đi vậy bạn? Xe tôi nó cùi quá, xe kia tông tôi. Thôi thôi bạn ơi, bạn đừng biện minh, con xe bạn nó ngon hơn đó bạn ơi. Tôi thấy nó lên rồi, nó ngon rồi mà tại bạn bắn vô, bạn vô cái cua bạn chạy nhanh quá thôi bạn ơi. Vô trình đâu có đâu, nãy bạn thấy nó tông tôi không? Thôi thôi. Nãy bạn thấy nó tông tôi không? Do bạn, do tông tôi quá trời luôn. Thôi không có bạn ơi, bạn chi chết tôi rồi. Ủa, đua rồi hả? Ở đây 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 đây. Ok, dứt đi Tú ơi. Ủa, quỷ ba ba kìa. Rồi, kèo này để xem coi NDD sinh có thắng không nhỉ. Con xe của Nguyễn Phúc Quý nó đề ba chậm thiệt luôn á. Cái kiểu bị lết bánh á. Xe Khang đề ba ngon chứ ta. Ui. Cố lên Khang ơi, đem giải thưởng về cho team Khang ơi. Cầm 3 triệu về team xong rồi chia ra, anh chia rưỡi, em chia rưỡi. Rồi, cua đầu tiên. Vô. Vô luôn. Tôi không mấy thanh niên đi ăn gian vô cua ở nhà xong rồi bị trượt bánh nữa. Sao Khang chạy chậm vậy? Khang nó mới bị. Rồi xong luôn. Tạm biệt gấu Misa nhé. Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh. Ôi, con xe đó dẫn đường cầu sau. Nhưng mà đợi nó chạy vô cái đống cát nó, cái nó bị xe bánh nó quất một vòng một đi luôn. Nhưng mà thằng Khang nãy nó chạy cái đoạn kia bị gì á các bạn? Khang chạy cái đoạn kia bị chậm, bị dính cái gì xong rồi nó chậm lại luôn á. Ôi bây giờ còn không thấy luôn, ngồi đi nghe tiếng dế nó gáy, nó gáy rét 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 luôn kìa. Rồi, Khang nó xuống dưới này rồi. Đó. Lâu nhiều cái pha bị lát mình tưởng là đã tông vô rồi chứ. Không, cái xe Khang nhìn ban đêm đẹp quá, cái đèn. Ồ, y như con 82 Super Fast vậy. Rồi, Khang vô vòng trong. Rồi, có Turbo pha ke nữa kìa. Khang ơi, bạn kia giờ còn tuốt dưới kia luôn. Bị xây bánh xây đó hai dầu là coi như là chấp luôn rồi. Chấp cho thắng luôn rồi chứ còn gì nữa đâu nữa. Chơi cho lại. Giờ không có con xe nào dí lại luôn á. Dí là ăn cua luôn. Turbo pha ke. Turbo pha ke Hoàng ơi. Turbo real là Turbo real là Turbo có cái mặt á. Bữa Turbo nó mới nhắn anh mà. Turbo nó nhắn nó kêu là bị phát, mà bị phát không ai biết luôn. Tới nỗi đàn em của Turbo nó còn không biết nữa. Yeah. Rồi xong. Kèo Khang. Khang được ghi tên vô bảng vàng. Tính là có nhiều người. Lê Thịnh nè, Lê Thịnh hơi bị gắt luôn. Hồ Chem với lại Jackie Lia. Yeah.
Đó, người ta tự ra xe thấy chưa? À, thôi Tú hồi sinh Trần Khang kìa Tú ơi. Ủa, cái ông Jackie đâu ta? Ủa, Jackie lia ao mất tiêu rồi. Ốp mất tiêu rồi. Đúng rồi, xe bánh cầu sao mà. Xe cầu sao mà đem đi đua, bị sấy bánh đề ba, xong rồi vô cô bị sấy nữa là chết. Tình hình là để xem coi Jackie ấm mất tiêu rồi. Vậy là sẽ tới Hồ Chí Minh với Thái Nhật. Ủa đâu nè, đâu nè. Ủa ra đi. Trời ơi, ra đi. Không thấy trên ID luôn, sạch ID nên không thấy luôn á. Đó, tabu thật là cái hình tabu, có cái hình mặt tabu á. Còn tabu phát là tabu hình mặt trời. Mình cũng mới biết sau này. Rồi, ok rồi chưa? Đây, ông nội kia, ông nội đứng ở trong mà mình tưởng ổn không à. À, Jackie, nãy mình sợ là Jackie kia. Tabu real là tabu có cái mặt á. Giục nó chạy luôn. Cái con xe của các bạn Nguyễn Phúc Quý á, là nó là cầu sau và nó là xe chăm track, nó chỉ có đâm hậu ghê thôi. Mà đối với mà cái đề ba với lại vô cua chạm lại đâu mấy con xe đó. Nếu mà các bạn đua sau này á, nên đem những con xe mà nó như là xe điện, cái kiểu xe dẫn động hai cầu hoặc là dẫn động bốn bánh. Thanh niên ôi, thanh niên này chặt cái kèo hơi bị gắt luôn, chặt cái cua gắt thiệt luôn. Thanh niên Jackie đúng không? Đúng rồi. Này đi. Thanh niên nào cũng vô cô này hết trơn ta. Để thanh niên nào cũng tới cái đại này đều văng hết trơn. Cái cô này hơi bị móc, này hơi bị đỉnh. Ôi mất lái, trời ơi, mất lái hàng loạt. Rồi. Đó, vậy mới gây cấn nè. Có lên. Cái form xe của cái ông Jackie á ngon hơn nhiều. Các bạn để ý đi. Họ nó vượt cũng ghê lắm. Nó rút ngắn khoảng cách ghê lắm. Nhưng mà ngắn quá thì cũng bị trượt bánh thôi. Ồ nó trời, cái con nó lả lướt ghê quá. Con nó đúng lả lướt luôn các bạn. Mình để con đó vô cua nó tầng bay, nó bay ngang con xe vô cua không à. Ghê thiệt, giả man thiệt. Con đó con Fake của Bugatti. Con xe nó vô cua nó bay ngang cái xe đúng ghê thiệt. Giờ này 11 giờ các bạn thấy nó mượt không nè. Đúng mượt luôn, chát phát ra liền luôn. Rồi. Ăn vô cây cột luôn, tắt máy xe luôn. À vẫn còn máy xe nhưng mà bể bóng đèn lộn mấy chục vòng. Chết. Nhưng mà thanh niên này có vẻ xe cũng bị lắc lắm. Từ để xem. Ôi. Ôi, ghê đó. Rồi xong rồi, vượt mất cơ hội rồi. Vô cái đại cua kia mà mắm gió như ta bu nãy. Rồi, ôi, bay con xe ghê quá. Ôi, dí kịp kìa các bạn. Có vẻ dí kịp kìa. Ôi. Kèo này căng vậy. Lâu nó bị lát nhìn, đôi xe nó lệch nhìn nó té quá vậy. Nè, con nào thắng. Mình đứng đứt mình đợi luôn nè. Không nhìn dưới kia nữa, nhìn dưới đây luôn nè. Con nào thắng. Con nào? Ôi! Ăn kìa! What? Đỉnh vậy? Ôi! Được. Cái bạn hồ chêm này ăn rồi. Cái tên này đọc sao ta? Chêm hả? Chém đúng không? Tại vì cái chữ mà... Chém, đúng rồi, chém. Rồi, bây giờ tới Thái Nhật với Nhật Hoa. Quá ghê luôn. Cái đạn kia dí không kịp mà lại dí ghê thiệt. Đỉnh thiệt. Đồ bà lát đi cướp rồi, đồ bà lát nhục quá, đồ bà lát đi cướp rồi. Ghê thiệt.
chưa biết nữa. À, ông xe tải hả? Ông xe tải gắt vậy. Ông xe tải gắt vậy. Ông xe tải gắt vậy. Thanh niên nó đua ghê thiệt. Tắm một phát một. Rồi kèo này. Ôi kèo này con debuff với lại con X80. Mình không biết con nào được. X80 nó ăn đề 3, debuff nó ăn hậu. Bây giờ mình phải theo dõi xí sao mới được. Chứ không thôi như lúc nãy tự nhiên bỏ lỡ đạn đó, cái không biết ông nào thắng. Tức. Rồi khúc cua đầu tiên. Ở đây có mấy thanh niên đi. Oh no. Cua dữ quá. Có mấy thanh niên hơi bị tội nghiệp. Đi vô cái đường nhỏ nhỏ. Thông cảm cho bạn tại đua xe này. Đua xe ngoài đường cho nên con này thôi xong con này xong. Đi tùm lum tè le luôn. Con này ít nhất à, đâu trời ơi. Mình mà tưởng cái pha đó mà nó dừng lại nó quay đầu, thực sự là có một pha. Sao con xe này nó lọc dưới này ghê vậy. Ôi ai vô lọc dưới luôn rồi. À, vấn đề là bây giờ còn một cái bạn dư cuối cùng, dư một bạn thì lấy mình đưa với bạn đó. Mà nếu bạn nó thắng thì bạn nó vô, mà bạn nó thua thì không lẽ bạn đó là bị loại nó kỳ đúng không? À. Rồi xong. Chúng ta có kịch hay để xem rồi. Con xe kia chưa xuống. Con xe kia bây giờ nó vẫn chưa xuống. Con xe kia bây giờ nó lên núi. Con gì nó chạy xuống này đâu, con xe đỏ bây giờ nó còn ở dưới đây. Thôi đi ngủ đi. Đối với anh thì bây giờ em thấy sao, lẽ thắng anh thì vô, mà thua anh thì bị loại từ kỳ quá đúng không? Xe đỏ giờ vẫn còn đâu trên đỉnh núi kìa. Xe đỏ giờ vẫn còn ở đây. Thôi ông xe đỏ đi về đi ngủ là vừa. Xong rồi. Bây giờ còn một bạn cuối cùng nè. Bây giờ tự nhiên cái bị loại một bạn cuối cùng mà nó bị kỳ đó. Chắc ông cho ông xếp hào đua lại đi được á. Cho ông xếp hào đua lại, tại vì ông xếp hào nãy bị cái đoạn kia ông kêu là bị lát cái kiểu ông lọc không hố tội nghiệp ông. Cho ông, tại vì nãy giờ đua thì không có bạn nào mà kiểu bị xúc một phát hai con xe lọc, không có bị turbo à. Nhưng mà turbo nó dưới kịp rồi, turbo lọc xuống dưới. Còn xếp hào là ông bị lọc phát là ông mất xa ơi là xa luôn nè. Đây con xe điểm xe xếp hào rồi ta. Mình nghi mấy thanh niên đi mượn xe quá à, Nhật Hoa. Đúng rồi, xe xếp hào chứ đâu. Ông hào còn không ta à, bây giờ còn một mình bạn này. Mà bạn này thì không biết lại đua với ai. Dạ, có vẻ hơi căng. Nhật Hoa ăn rồi. Nhưng mà con xe giống lắm đó. bây giờ còn dư một bạn cuối cùng. Nhưng mà bên team này thì đủ hết rồi. Thì bây giờ cho xếp hào đua lại nha. Mọi người có đồng ý không? Tại lúc nãy xếp hào kêu là bị lúc nãy xếp hào bị kêu là bị hút á. Cho nên là bây giờ xếp hào đua lại với Quang Minh. Ok nha. Ok mọi người, ok hết đúng không? Mọi người tham gia ok hết đúng không? Ok. Rồi ok. Ok vậy cho xếp hào đua lại. Ông xếp hào với lại Nhật Hoa là mượn một con xe. Đúng rồi. Ủa ông hào đi con xe khác luôn hả? À hào đi con xe khác luôn. À bạn Nguyễn Lê Vi đã cho khác các bạn ơi. Ông xếp hào chơi con xe khác. Nhưng mà hồi nãy các bạn thấy không? Ông mượn con xe kia ông đi cái con debuff đó, ông bị lọt đó, hai con cái đạn và hai con debuff đó. Rồi ai ăn vô vòng trong nha. Kèo này con của ông Hào là dẫn động 4 bánh, con của bạn Quang Minh là dẫn động 1 sao, con bạn Quang Minh ăn hậu, con Hào ăn đu. Con Hào ăn cái gì ta. Ôi xe kia ngon vậy. Ôi con xe kia nó cách một khoảng luôn. Ông Hào hồi nãy phải lấy con divert. Tự nhiên lấy con Wagner nó chạy. Đợt bữa mình chạy xe ổng nó cứ bị chậm kiểu gì á. Mà nó khó chạy lắm. Xe nó khó chạy cực kỳ luôn. Nhưng mà cứ để coi. Đó. Cỏ sát rồi. Lên núi ở luôn. Đúng rồi. Một người bốc lái, một người vô cây. Ôi vẫn chạy tiếp được. Hay quá. Thôi bị tắt máy xe hết trơn ha.
Hay quá, hay quá, hay quá. Kèo cực kỳ căng. Ui, kèo này căng thiệt sự chứ. Cái con xe kia tuy là nó chạy nhanh thiệt nhưng mà nó, các bạn thấy nó dễ mất lái không? Đợi với lát nó dễ đi cướp dữ vậy. Thành điên thua đi cướp dữ vậy. Ô, ô, xếp hàng vô cái cua ổng không thèm thắng nhiều luôn, các bạn nhìn cái đèn sau, cái đèn đít của ổng á, cái đuôi xe á. Ai con xe bay ghê quá. Ta bù đùa hả? À, xíu ta bù đùa với mình. Ôi, rồi. Ông chơi ông xuống xe thằng nhỏ xuống dưới luôn. Ông chơi vậy rồi ổng đùa rồi. Ông mà ổng vô cua ổng xúc thằng nhỏ lọt xuống dưới. Ông đi đường này, thằng nhỏ nó đi đường kia. Căng quá nhưng mà ổng không chơi cái pha. Pha này giờ mình cũng biết giải thích làm sao, giờ không biết cho ai thắng nữa bây giờ. Là cái pha bây giờ con xe đỏ nó lọt ở đây nó đi. Ông Hào ổng đi đường bên kia. Ông Hào giờ mới tới cô này, trong khi người ta gần tới cái cô công kia luôn. Chết rồi sếp ơi, sao sếp lại đi cái đường này chứ. Ông muốn tự hủy luôn rồi. Giờ kèo này sao ta, kèo này bây giờ là không, tại vì á, cái bạn này á là đi đường tắt, còn ông Hào là ông đi đường ngoài kia. Chắc là đua lại đây để mình kêu tabu có ngon thì quay lại đua lại nè. Đó, mình nhận kèo luôn. Đua lại. Tại vì ổng ổng lão pha tự ý ghê quá. Tú ơi, fix xe giùm cho hai người đó đi Tú. Kèo tự hủy. Ông sếp lão pha tự hủy ghê quá sếp ơi. Lên xe ngồi á Tú, lên xe ngồi bên ghế kia fix được á. Kèo lại chứ. Ra đây. Thắng cuộc là được một trong ba con xe cổ hoặc là một con xe XA hôm bữa anh trộm và 3 triệu tiền mặt. Tính ra hai con xe này đúng cân luôn á, một con là ăn đề 3, một con là ăn hậu và một con là rất là dễ bị mất lái mà chạy nhanh. Hai con xe nó kiểu nó cứ bị nó kiểu nó phối qua lại với nhau á. Rồi ok nè. Đó, kèo lại nè, lại lượt một lần cuối nha. Người ta bơi tới hả? Đó, người ta bị nào đó. Dứt. Đó, các bạn thấy không, con Vector nó đề ba chán lắm. Vì nó, con Vector nó như xe điện vậy á, thực sự luôn á. Ờ, hình như con Vector nó xe điện đúng không ta? Không, hình như xe điện, nghe tiếng giống xe điện lắm. Nghe cái tiếng nó êm cực kỳ luôn. Mình nhớ mình chạy rồi mà bây giờ mình không nhớ nó là xe động cơ đốt trong hay là xe điện nữa. Mà con kia nó chạy ghê lắm, con Krieger thì phải. Rồi, xong ông sếp tự hủy một lần thứ hai. Sếp ơi. Cái chìa khóa vào tử vật động cơ. Bây giờ đua xe mà sếp ở đây sếp đề máy. Thằng quỷ này nó chạy xuống tới đầu rồi. Xong sếp luôn. Không nhớ là con xe đó đợt này cái live hôm nay bôi nhọ ông sếp mình quá, chắc là ông sách quân đội rồi ông bắn mình chết. Đợt này bị bôi nhọ ông sếp quá, mai ông sách quân anh em quân đội ra tử hình mình luôn, người mình lỗ không luôn, nước nó chảy ra luôn. Sếp tự hủy quá. Ông sếp ông chạy nhanh mà ông vô cua, ông ỉ xe ông là ngon, cái ông phóng qua luôn, nhưng mà phóng qua nó bị dướng cái mỏ, nó dính vô cái cây các bạn. Chứ cái đoạn đó lúc nào ông thắng là ông xong rồi, ông đâu có bị gì đâu. Ông vô cua, tại vì cái con xe ông nó đầm hơn con xe kia nhiều. Con xe của ông là nó như là muốn bánh nó đều lắm, nó không có bị trượt cái đích qua. Cho nên là cái lúc đó ông thấy cái góc đó là ông đi qua luôn. Nhưng mà do là nhanh quá, dính vô cái cây. Chứ cái đoạn đó có mình ổng mà, đoạn đó đâu bị dính người ta đâu. Xong rồi. Cái ừ, xếp được đi. Chết. Mày sẽ kêu anh xóa cái like đó cho tôi, thôi tôi kéo anh em vào bắn anh chết.
nãy sếp cho tiền mình rồi nha các bạn. Mình được 1.4 triệu. Ôi, hồi đầu mình có 700 mấy à. Mình ăn kèo 100k của Tabu với kèo 500 của sếp được 600k. 600 với 700, 1.4 triệu, không, 1.5 triệu. Ở đâu, hình như hồi đầu mình tới 800 lần. Ờ đúng rồi, 7 mà, ừ, 7 mấy mà, ừ. Sếp Hào à, sếp Hào đó giờ chỉ có đi xe vương đội, đi chậm chậm thôi, ông sếp ông sợ chết lắm. Các bạn nhớ mấy lần mà ông lên xe mình, ông kêu chạy 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 đi, ông sợ chết đó, ông kêu lớn tuổi rồi, ông sợ chết lắm. Ông đua xe là hủy rồi, đâu rồi, thương Tabu rồi. Kẻ đua rồi. Tabu đâu? Mình mượn con xe này nè, nè con xe lúc nãy ăn Tabu nè, dứt luôn nè, sợ gì. Rồi Quang Minh vô vòng trong. Quang Minh này mấy chữ G ta? Quang Minh, à Minh kia. Rồi. Có danh sách tiếp theo đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sao nó cứ vẫn bị lẻ một người nhỉ? Nó vẫn bị lẻ một người á các bạn ơi. Rồi có kèo tiếp theo nữa luôn. Ván đầu tiên sẽ là Lục Khang với lại Hồ Chêm. À khoan, để mình đi sửa đường lại. Mình đang suy nghĩ là cái đường đua cho cái màn thứ ba này là mình sẽ đi đoạn này. Bắn qua bên này. Uầy, đoạn này có nhiều đoạn gắt thực sự luôn á các bạn. Bật mí với các bạn là cái đoạn đường thứ ba này hơi bị gắt luôn á nha. À, anh stream cho tới khi nào mà tìm được người thắng cuộc thì thôi. Đây con xe này lúc nãy là mình để đây đúng không? Bây giờ mình sẽ dời nó đi. Và mình sẽ dời nó lên trên này. Ồ, xe hết xăng rồi hả? Đoạn đường đua này khó hơn và xa hơn nha. Ở đây có một xe sẵn nè. Xe lúc nãy. Không không, vòng sau quá. Tại vì bắt buộc phải vòng về lại à. Hiện tại là ha, được á. Kèo này kèo cuối được á. Tại vì 1, 2, 3, 4, 5, 6 không, không. Dư một người các bạn, 7 người lận. Mà nếu mà đua 3, 3 thì lại bị dư một người. Các bạn có biết mình đang muốn làm gì không? Đó chính là mình cho một cái con đường siêu vòng vo và siêu dài luôn. Đi lộn chỗ cây xăng hả? Không đâu, hên xui. Mà đoạn này chắc là mình bây giờ không biết kẹp làm sao, đua làm sao đây ta. Chắc là chia hai team đi ha. 1-4-1-3 hả? 3-1 nhưng mà tới tổng cộng 7 người lận. 7 người thì bây giờ chia 3-3 là 6, còn thằng bỏ đâu? Đoạn này hơi bị gắt nha, đoạn này ông nào mà móm vố là dứt nha. Ông nào mà móm vố là dứt ráng chịu đó, không có biết đâu. Không mà video này toàn theo dõi không, cái gì đâu mà đây nè, chặn rồi nè. À đoạn này chưa chặn, mà đoạn này mấy ông nói biết rồi, không cần đâu. Đúng rồi, mình chỉ là chặn những cái đoạn đường mới. Chặn góc này nữa. Chứ không thôi mấy ông biết, mấy ông đi lộn đường. Con xe mà bạch tạng ghê vậy. Đua 7 chiếc, lấy 4 chiếc đầu hả? Cũng được á, đua 7 chiếc cũng được á. Cũng được á. Rồi, dòng xuống đây có 2 ngã tư. Mục đích mình là cho dòng xuống cả đường thẳng này. Và dòng xuống đây thì bây giờ mình sẽ chặn 2 ngã tư này tiếp. Chặn hơi bị nhiều đường nha anh em. Ơ nhầm. Nói chung là đua cái này là mình, lúc đầu mình đã tính trong đầu mình là kiểu như thế này rồi. Đoạn này thì mấy ông này chắc cũng sẽ tự biết đúng không ta? Tại vì đâu có thể nào mà đang đi cái cua này mà đi quẹo được đúng không? Mà thôi cứ chặn cho chắc. Ao nào. Đợi trời sáng, đợi tới mai luôn em.
223 hả? Cũng được. Không mà tại biết sao không? Nếu mà đông quá cái mấy ông kia bị tông xe với nhau rồi không có đi được. Bị nếu mà tông quá ho 223 được, 223 được, người cuối 223 không sao đâu. Đây là kẹp phát ly thẳng luôn nha. Mấy ông nhớ nha. Rồi xuống đây còn cái nữa. Quá trời đường để chặn. Chặn cái này đúng không? Đúng rồi. Ôi ôi, nhiều đường chặn quá ta. Quỷ tabu đâu rồi? Quỷ tabu đâu ra đây? Xíu bạn đưa tôi nè bạn. Đây đang lóc đường rồi các bạn. Vì đây là gần gần cuối rồi, phải lóc đường rồi cho nó bảo đảm tuyệt đối cái đã. Rồi xuống đây cắt cái này nữa. Quá trời xe tải. Rồi đoạn này là cắt ngang chỗ mình đang đứng đúng không? Ờ ok. Con xe nó cứ đi lên trời ta. Hay lắm. Hay lắm. Không, cứ đua thôi, không có cho xem trước đường. Tại vì xem trước đường đi một hồi loạn, bị tốn thời gian nữa. Rồi cho xe nằm đó luôn đi. Kiểu gì mấy ông cũng đâu bay vô đây được đâu. Cô này thì drip sao drip, miễn drip đừng có lọt cho đó là được. Ôi ôi, đây nữa nè, ai dồi. Ai dồi. Quá trời đường để block, cái đoạn này nó quá nhỏ. Hồi này mấy ông mình nghĩ là bay thẳng xuống như này. Một số đường mình lừa chặn cho nên mình không chặn đâu. Chặn những cái đường nó chín chín thôi. Bạn coi chừng mình đừng láo thiệt. Láo thiệt. Mình sợ bạn chắc. Đâu rồi, à, là sao để nhắn tin riêng mà không cần bật điện thoại lên ta. Quỷ ta muốn nó nhắn mình kìa, bạn coi chừng mình. Sợ bạn chắc à. Rồi ok, đoạn này mình chặn một con xe ở đây để cho anh em biết. Còn lại là anh em tự đi thẳng thôi. Tôi là miếng mở điện thoại đó bạn ơi. Chặn ở đó, chặn cây xăng cho chắc đó hả? Mình định lấy con gì đi ta? À mình lấy con gì nó nhanh nhanh một xíu. À con này đi. Xe hơi bị đẹp. Con này đua hơi bị đẹp. Cho bạn xem nè. Ôi trời ơi. Đường này thì mình nghĩ là mấy ông đó theo cái trớn bay là sẽ biết cái đường này đi thẳng hoài luôn thôi. Thì bây giờ chặn là chặn nhiều lắm, không thể nào chặn được hết được. Bay xuống đây. Rồi, sau khi cái cua đó xuống đây sẽ là cái đường chặn cuối cùng và đi về nha. À, xuống kia mình bỏ mấy xe kia ra là được. Thôi thôi thôi, vòng một cây xăng mấy ông đâm mấy ông nổ chết. Nổ chết luôn á. Gì chứ cái nguy hiểm đó mình không chơi. Giăng vô cái đó nổ chết. Rồi đằng này thì bỏ con xe này ra là được. Cho nó xếp thẳng cái hàng của cái đường. Ok. Nó chết thì bỏ. Nhưng mà cái đạn xăng nó nhỏ lắm. Mà ông nào lát lát nó giăng vô nó nổ. Xong nổ mấy ông kia nó bị lan không được đâu. Được cái kẹo cái gì không được, nó rất là không được. Rồi đoạn này có xe chặn, ok, vẫn là đường cũ xuống dưới này. Cây xăng nó có gì đâu vọng,
Rồi, đi về. Hợp lý. Thế bây giờ mình ra lại xem là có cái đoạn nào mình cần phải fix không. Đợi xíu nha anh em, đợi xíu nha, mình đang setup đường nha, đợi xíu. Ủa? Phải. Nguyễn Tha Bô kìa. Mệt quá. Mình đi thử một vòng, lượn lên một vòng đường ha. Từ đây đi thẳng xuống, xe này nó chậm quá à. Vẫn là cái cua cũ ha. Ồ, xe điện nó dễ mất lái như quỷ á. Khó lái lắm chứ bộ đâu phải dễ. Đoạn này là không chặn nha, không chặn đoạn này, tại vì từ đầu tới giờ là đoạn này không có chặn. Tưởng mấy ông nó đi, mấy ông tự biết thôi, đoạn này không có chặn. Xuống dưới đây, xuống cây xăng. Xuống cây xăng đi thẳng lên trên. Con này nó khu bốc quá, xe chưa đổ nữa. Mau đạp max speed, nhưng mà lên max speed rồi nó không còn lên được nữa luôn. Giọng thứ xe mà quẹo quá cái nít qua, ghét được chứ. Vậy lại 3 tiếng rồi hả? Bài giả mang vậy. Oh! Wow. Quỷ ta buông. Đua 4 mà lấy 7 á, thì nó sẽ có cái hiện tượng là đông quá bị chèn xe nhau. Con này có thể các bạn chưa biết là nó là xe điện, nhưng mà nó có cái tiếng giả của tiếng động cơ nha, các bạn hơi bị đỉnh luôn. Ờ, này cái con xe chặn đây đã mất tiêu rồi. Rồi ok. Đưa 4 lấy 7, ủa nó lộn hả? Lộn. Thông cảm đi người ta, ủa. Đúng rồi mà, à WM. Đúng rồi. Thông cảm cho người ta cái đi, ta lai nãy giờ mấy tiếng đồng hồ mới mệt. Người mà chứ đâu phải là... Vô đây. Hôm nào tổ chức cái buổi đua xe một loại xe luôn ha. Kiểu như là con Lambo là Lambo, xong rồi Fendi là Fendi, rồi là B700. Đường này hơi bị khó luôn á, đường này mình đang rất là mong chờ xem là mấy ngày đua mình cũng hơi bị rớt luôn á. Lát xíu mọi người thông cảm. Người thông cảm đi. Nãy giờ mình stream 3 tiếng rồi. Giờ này 11, ồ 11 giờ luôn rồi hả? Oh my god. Nhanh hơn mấy kia đi ngủ. Rồi vô đây. Vô xuống. Bắn nguyên cái đường vòng này. Đường vòng này ông nào mà hút cô là ăn cây cột. Thấy chưa? Hút cô lăn cây cột, ăn cây cột là lên núi luôn, lên núi là bay xe luôn. Hơi bị gác, đường này hơi bị gác. Đợt xe công á, bật nhưng mà lúc mà tắt máy là tắt luôn. Xuống đây, có xe tải chặn. Trời ơi. Gửi đi đâu vậy? Xe tải chặn, rồi không ra được có xe tải chặn luôn, ok. Đâm thẳng một phát xuống đây có thấy xe. Đằng này xuống đây là cống nguyên cái đường thẳng chạy. Rồi giờ cứ đi theo đường bự thôi. Rồi cũng dễ mà à, đâu có gì đâu. Ok. Bây giờ anh em mình tập hợp lại đây. Anh em mình vô vào trong tập hợp lại đây xíu. Đâu rồi, đâu rồi. Mấy ông trúng số. Mấy ông nãy đâu mất tiêu chân rồi. Đi ngủ hết trơn hả ta? Lục Khang, Nguyễn Khang ngủ chưa ta? Ai còn nè? Alo Khang đâu rồi?
Đi đâu đây bạn Khang? Vô tổng hợp. Hồ chém Quang Thái. Hồ chém đâu rồi? Hồ chém có ở đây không? À đây đây đậu cây. Okay. Nhật Hoa, Nguyễn Misa, Quang Minh, Lê Thịnh. Nguyễn Misa, Nhật Hoa, Quang Minh, Lê Thịnh đồ ok. Ok, đầy đủ đúng không? Bây giờ nha, bây giờ đây mình còn 7 người thì mọi người muốn đua một lần 7 người luôn, lấy 4 người hay là đua 2 2 3? Đua một lần 7 người lấy 4. 2 2 3 đi ông ơi. 2 2 3. Nhiều rồi đấy. Ok, vậy theo thứ tự nha. Theo thứ tự là 2 người đầu, 2 người cuối và 3 người cuối cùng nha. Tùy anh em, bây giờ anh em đây tự góp ý với nhau thôi. Có 7 người á, ý kiến nào được nhiều người vote hơn thì dứt cái đó. Giờ còn 7 người thôi, tại vì nó bị lẻ. Chứ nếu không là 6 người thì ngon rồi. Lẻ thêm ông nữa chứ. 2 2 3 rồi, ok, 2 2 3. Mình tàng hình không ai thấy mình đâu. Khang với lại Hồ Chém ra đi. Hồ Chém, cái tên đọc khó. Tôi tàng hình ba là lấy một, ba lấy một nha, ba người cuối cùng đua lấy một. Ủa nếu mà bảy người từ từ đua ba ba luôn. ba đua 3 4 đi ha, tại vì phải lấy ra kiểu từ từ mọi người khai xuống đây. Do là giờ này trễ rồi cho nên là bây giờ còn 7 người chia ra 2 lần đua thôi nha, 3 và 4. Tại vì nếu mà bây giờ chơi 2 2 3 là nó chia ra tổng có còn tới 3 người lận. Mà hai ván đầu lâu quá. Cho nên là đua 3 3 4 nha. 3 người đầu và 3 người 4. Hoặc là nếu mà muốn thì sẽ quay số lại, quay ngẫu nhiên. Ok 3 4 đi anh. Ok vậy để quay lại ngẫu nhiên nha, 3 3 4 nha. Rồi ok. Ừ, đúng rồi. Ta muốn cho nó nhanh chứ, tại vì giờ này nó khuya rồi, các bạn mình đâu thế nào bắt người ta thức với mình hoài được đâu đúng không? Đây, danh sách cuối cùng, Nguyễn Misa, Quang Thái, Hồ Chém. Rồi, ba bạn ra sân. 3 3 4 cho nó hợp lý. Ờ, mình đuổi ván sau. Xuống tao bô ơi, đuối sao tao bô, đứng lên. Ồ, ok luôn. 3 với 4 mới chứ lộn, 3, 4, 3 và 4 chứ không phải là 3, 3, 4 mà là 3, 4. Đúng rồi. 3 lấy 1, 4 lấy 1, 2 người cuối cùng. Anh, nãy em chạy em mà rung tay luôn á. Tay em bấm cái... Thế, ai bảo không rung. Gì chơi người bị thương. Rồi, 3 người nè. Rồi mọi người nhớ nha, có xe chặn đường hết rồi nha. À, 3 người lấy 1 nha, cố lên. Để công bằng thì sửa xe hết cho mọi người nha. Tú ơi lên sửa xe hết đi, Tú ơi. Lên sửa xe hết cho mọi người đi, công bằng. Rồi. 3, 4. Anh vừa ngủ, anh ơi vừa ngủ một xíu thôi. Nãy giờ quá trời rồi, ây da. Từ từ. Đã quá. Không. Một người thắng thôi, tại vì một người thắng mới được phần thưởng. Dứt. Pew. Bắn đi chờ chi. Con T20 nó đều 3 lẻ đó, nhưng mà con debuff nó lại đâm hậu đó. Đôi ba con nhìn nó hấp dẫn không? Đôi bốn con nó còn hấp dẫn hơn nữa. Hấp dẫn. Báo cáo có một tên đi ngược chiều. Ủa nó không trúng ai luôn kìa. Thôi con màu đỏ nó bị dính vệt nhẹ xíu, vậy mình thấy con màu đỏ nó tuột, con màu đỏ hai con mở đèn, màu đỏ nó mở đèn tuột dưới này quá, màu đỏ nó đua trình thấy cũng cao lắm mà ta. Rồi của đầu tiên vô rồi, có tai nạn, con xe đi vết dẫn đầu hiện tại đã xuống hạng 3 rồi các bạn, con xe Tempest rồi xong. Định nói Tempest từ hạng như hạng chót lên hạng nhất mà bây giờ nó tuột phát về hạng nhì luôn. Hiện tại là T20 đang dẫn đầu nha các bạn. T20 này chạy hơi bị cao á, tại vì cái đoạn đó đua với bạn kia mà mình tưởng đâu là ăn rồi, ai ngờ đâu ông này ăn. Có thanh niên chặn giùm luôn. Hay vậy. Khá khen thanh niên chặn giùm luôn kìa các bạn. Ôi cưng dạ. Chạy lên chứ để chặn đường giùm luôn á hả. Cưng dạ. Mình đã cố tình không chặn, mình còn ráng chặn nó đó thôi. T20 mới là nhấn đầu nha các bạn. Và dưới theo đó là con T-Meta, còn con Divert bây giờ đã tuột là hạng 3 rồi.
có một sự chèn ép ở ngay hạng nhất, đang tranh hạng 1 2 rồi. Tem beta bị lát. Rồi có một con xe đang đưa tiền nè các bạn ơi. Tem beta là hạng nhất rồi. Wow, oh my god. Rồi sao? Mến hết hồn, tôi đứng game, tôi lát game, tôi tức, tôi đập máy luôn thiệt cái trời. Divot hiện tại đã mất dấu rồi các bạn. Đây là kèo giữa Tem beta và T20 thôi. Và T20 có vẻ là thọt vế hơn so với Tem beta rồi. Cố lên xe đỏ. Cố lên nào xe đỏ ơi. Đừng bay đoạn đó nha mấy ông. Ôi xe đỏ mới bị mất lái, cái đít nó mới lệch ra ngoài xíu nhưng mà không sao. Anh ấy đã làm chủ được tốc độ. Sao trời nó mù dữ vậy ta? Mình chơi trời mưa không ta? Thôi không được. Cố lên, cố lên. Ôi con Divot nó mất tích thiệt luôn á. Con T20 bây giờ nó đang kéo khoảng cách càng ngày càng xa so với con T20. Ơ con Divot. À, con T-Beta. Rồi khúc cua này thứ mấy mình không biết nhưng mà wow, cố lên, cố lên. Rồi xuống rồi nè. Ôi T-Beta vẫn giữ vững phong độ các bạn ơi. Còn T-20 nó rồi. Rồi lả lướt cho giữ vô. Càng nguyên một cái đường của cái tường nhà. Ơ khoan khoan khoan. Con quỷ nào vậy, hết hồn. Bà nội cha nó thiệt cái chứ. Tôi tưởng nó con T-Beta mà. Ôi T-Beta nó chạy tới đâu luôn rồi á. Ôi thanh niên T-Beta này hơi bị cứng tay luôn á. Ờ giờ cứ cắm thẳng. Ôi T20 nó dưới kìa. Ê cái gì vậy? Cái con T20 này nó đúng ghê luôn á. Hồi đầu nó dí với con Bugatti Fake, nó dí cũng bị thọt, nhưng mà tới lúc mà về đích này nó lại ăn. Đợt này các bạn nhìn nè, nó kéo khoảng cách cực kỳ ghê luôn. Ông T-Beta tay cứng á, nhưng mà con xe nó không cứng lắm. Ôi sắp đuổi kịp rồi. Rồi T-Beta đã bị con T20 nó xúc một phát quẹo ngang con xe T20 ăn rồi các bạn ơi. Quá ghê, quá ghê, quá ghê. Lật kèo đúng ghê luôn. Ông này lật kèo đúng ghê luôn. Ông này lật kèo 2 lần rồi. Con xe chạy hơi bị ngon. Sau lúc này mình đáng chắc với các bạn là có vẻ con xe ông này ông giờ ông quẹo, ông biết đường, ông quẹo đi đổ xăng luôn rồi. Ủa phải con xe khác. Đây. Cái con xe T20 là sao đợt này mình cá với các bạn luôn, nó bán siêu chạy luôn. Ôi nó chạy đúng lật kèo luôn. Quá ghê. Quá đỉnh cao. Quá đỉnh cao. Quá đỉnh. Quá đỉnh cao. Thôi cho em vô vòng cuối. Rồi, bây giờ là kèo 4. Kèo 4 người. 4 lấy 1. Còn Divot nó thua hoàn toàn, Divot nó chỉ kéo được tâm hậu thôi, Divot đem đi đua là bị. Rồi bạn Quang Thái lùi lại, Quang Thái ơi. Bây giờ sẽ còn Quang Minh, Lục Khang, Lê Thịnh và Nhật Hoa. Thanh niên Lê Thịnh. Ủa hai anh này nó đi xuống chung xe hả? Rồi rồi Tú fix xe luôn, Tú ơi, Tú ơi fix xe luôn, fix xe luôn, fix xe cho mọi người cái. Bạn Tabu đợi đó bạn, xíu tuổi bạn chơi bạn. Ngồi đây đi bạn, xíu tuổi bạn chơi. Đúng lật kèo luôn. Không, một là con xe xịn, hai là con xe cổ. Kèo này căng quá, kèo này căng quá. Đang sửa xe nha các bạn, hai con Divot. Con Krieger với sàn Khang. Mình đoán là một là xe đỏ, cái con Krieger Quang Minh á, hai là Khang, chứ hai con Divot này đua không lại đâu. Divot nó bị ghê lắm, nó khó chạy lắm. T20 chạy hay bị đỉnh. Rồi, triển. Ok, dứt. Lấy 1, 4 lấy 1. Ồ thấy chưa? Ôi con sen khang để ba ghê vậy ta. Cố lên, cố lên, sen khang nó không mở đèn. Ôi con Krieger nó bị tụt hậu rồi. Đặt con vàng hả? Anh thì anh lại nghĩ con khang hoặc là con đỏ năng thôi, chứ con vàng là không có lại. T20
tại vì nó chạy đường hậu ghê nhưng mà cua nó không có ngon. Ô Khang nó tuột hờ các bạn ơi, Khang tuột hạng 3, xe đỏ tuột hạng bét, còn hai con điệu vết đang mất lái rồi, mất lái hết này thì còn sao. Ơ một con điệu vết đã kéo lại phong độ của mình và đang dẫn đầu một đoàn. Khang hạng nhì, con xe đỏ hạng 3 và điệu vết vàng hạng cuối chót. Ơ no, có một ông cũng rất tốt bụng nhưng mà có vẻ như con điệu vết nó mới chui chỏng xong, mình mới thấy con điệu vết này chui vô chỏng xong. Khang đang đuổi theo, đuổi về đường thẳng này không lại nhưng mà đường cong thì Khang chấp. Cố lên Khang, đúng rồi, cố lên Khang, đúng rồi. Đừng lên núi nội, lên núi hồi nó bay xe luôn bây giờ, mất lái á, quỷ này. Cái bánh nhựa nó chạy đường nhựa chứ, à, bánh cao su. Oh, Divot nó bị Khang loại luôn rồi. Wow, một pha gọi là loại quá đỉnh cao của Khang. Hiện tại là giờ còn con xe đỏ và Divot ở hàng chót và hai con xe Divot và là xe Khang đang dẫn đầu, xe vàng của xe Khang. Xe vàng đỉnh cho ta. Mình hơi khinh thường xe vàng rồi. Khang lại hết chiếc rồi. Rồi, cua này cua thứ mấy nhưng mà chuẩn bị tới cái đoạn gây cấn cực kỳ. Ôi, hai con nó lại kỳ cọ cho nhau rồi các bạn. Cố lên. Đường này mình đua cũng dám chắc mình ăn nữa chứ nói, đường này khó lắm á. Nó giỡn đâu. Nhưng mà khó vậy nó mới hồi hộp nó mới kịch tính, là người ta chơi người ta mới thích chứ không phải kiểu mà chạy vòng vòng về nó chán đúng không? Đó, đua kiểu này nó mới đỉnh. Ôi, Khang đang dẫn đầu và Khang mất lái. Ở đâu? Khang bị lát. Mình bị lát. Nhưng mà Divot đang bám sát, đang chuẩn bị giành hạng nhất lại. Divot đã lấy được hạng nhất. Cố lên. Hai con xe này màu mèo hay là hẹo quá, nhìn từ trên xuống nhìn biết con nào chứ con. Oh no, Divot đi fail rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sao. Không lọt vô nguyên cái con lươn này luôn. Nó chạy cái gì nữa không nội. Chết rồi. Khang đâu rồi, Quỷ Khang đâu rồi. Là bị lát. Tưởng nó chui chỏng mình chửi nó chết luôn. Khang lật kèo. Giờ một mình một đường Khang chạy luôn. Không có ai dí theo nữa luôn, mấy em kia tự loại hết trơn luôn. Cái ông đó ông dí nhưng mà ông dí ông vượt bên kia, ông phát ông hơi là sai lầm lớn nhất của ông Divot đó chính là sao ông nội Khang này chui vô lại chạy luôn rồi. Sai lầm lớn nhất của ông Divot đó chính là nó chui vô bên kia. Khang đỉnh cao quá các bạn ơi. Khang ăn rồi, nè các bạn nhìn là đường bây giờ trống trải, không có một con xe nào nó chạy về luôn á. Rồi, kèo cuối cùng giữa Khang với lại Hồ Chiếm. Khang đâu? Khang đây. Ây, con xe đỉnh vậy. Quá đỉnh. Cực kỳ đỉnh luôn. Đúng rồi. Hay lắm Khang ơi. Đỉnh cao Khang ơi. Em nhường mà. Đỉnh cao Khang ơi. Cái đó chạy hơi nhanh. Rung hả Khang? Sao nghe giọng rung vậy? Rung muốn chết luôn, tay lấy muốn rung. Nghe giọng rung quá vậy. Khang có quay lại đoạn nã không Khang? Có à. Rồi, ok các bạn, nếu mà muốn xem lại cái đoạn đua của Khang qua bên kênh của Khang nha, Khang gà nha các bạn. Rồi. Nhường nó chạy trước không à? Ôi, xe đỡ về nhì nè, còn hai con Divot nó văng đâu mất tiêu luôn. Một con Divot. Ai da. Kìa Divot giờ này mới về thấy chưa? Divot chạy về đây sao lại? Rồi, kèo cuối cùng luôn. Rồi. Rồi, ô còn ông kia ông đi về luôn hả ta? Còn ông kia còn con Divot vàng Nhật Hoa đi về luôn hả ta? Lọt vô trong nhà, khỏi chạy luôn. Rồi, Khang lên đi Khang. Để ông Hồ Chiếm lên ra ngoài thở, hít thở các kiểu vô nha, dán cuối y như đường cũ luôn. Hồ Chiếm đâu rồi, ông Hồ Chiếm đâu rồi? Đây, bị lát, mình tưởng đâu mình sợ không ra được chứ.
Sao vậy? Vượt pha đó toan quá vậy, đang gây cấn mà tự nhiên lọt vô trong nhà chết luôn. Chết, vượt vậy chết. Tiếc quá. Nếu mẹ công an, không mẹ công an cũng bắp lắm. Ủa đâu rồi? Đua kẹo ơi, alo. Alo, 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 đua. Ok, gián cuối đó nha, thắng là ăn tiền đó nha. Rồi, gián cuối nè anh em ơi, bây giờ anh em mình cực nhau cho nó vui đi chứ hả? Gián cuối rồi, kèo này căng quá mà. Rồi, Tú phích xe cho hai bạn này, Tú. À, mọi người hít thở một xíu nha. Hít thở cho sâu vô, dán cuối rồi đó. Đường vẫn như đường cũ nha mọi người. Lục Khang 200 mà. Chơi bạn kèo đó tôi cũng ăn Lục Khang 200 luôn bạn ơi. 200 bạn ơi, Lục Khang 200. Tôi Lục Khang 1 triệu nè bạn. Lên xe tôi lên với bạn luôn nè. À, không có lên xe. Nặng xe người ta, quỷ chập này ngồi lên xui lắm. Rồi hít thở đi nha, khi nào ok là sẹt ok lên cho Tú biết nha. Mày khen chất vậy. Rồi dứt thôi, hai bàn đã ok rồi. Cố lên cả hai nha, cố lên. Bình tĩnh. Kèo này bây giờ chỉ còn lại 1-1 thôi. I love you chua cà mó. Quỷ tà bù. Con Khang nó ăn công nhận nó trội về mọi mặt luôn á. Để ba nó ăn mà hậu nó cũng gần ăn được con T20. Các bạn thấy không, con T20 nó dí, nó vẫn giữ một khoảng cách xa, không nó không có thu ngắn khoảng cách là được luôn. Cố lên nha. Xong rồi. Cái ông này ông nào đây? Ơ thằng quỷ 83 nó xúc đúng không ta? Rồi, bạn này đang lên. Mình thả quỷ 83 đây cho mày biết cái tội mà mày đi phá. Đâu rồi? Nè. Rồi, xe đâu rồi? Nè, mày phá mày. Mày đi theo phá mày. Cho mày rớt xuống mày nổ xe cho mày chết. Ơ. À, không, xe này xe mô tô. Mình bị mất dấu rồi. Đây. Khang này. Ông kia bị vô cua, bị hút, quẹo vô cái đầu, đâm vô luôn. Nhưng mà có vẻ vẫn đang dí lại. Cái ông hồ chém này á, ổng chạy cái đoạn cuối ghê lắm. Mình không hiểu tại sao ổng chạy ghê lắm. Tuy là cái đạn đầu các bạn nhìn nha, bị hụt nha. Nhưng mà một hồi ấy, chạy ghê lắm, chạy cực kỳ ghê luôn. Ui. Ôi, thanh niên đó mà tông là thanh niên này là hết cửa thắng luôn. Nè, bây giờ còn cách Khang khoảng một cái con đường. Đúng rồi, cách Khang một con đường. Ủa đâu rồi? Ủa con xe đâu rồi? Ủa đây hả? Đâu, xe Khang mà. Ủa đâu, xe kia đâu rồi? À đây, ủa sao cách dữ vậy? Ông mới lọt ở đâu nữa sao các bạn ơi? Hồi nãy mới thấy cách một con đường mà tự nhiên chạy phát lọt đâu, thanh niên Khang giờ chạy tuốt cái kia rồi. Nè, xe Khang giờ nó tuốt ở đây luôn rồi, nó tuốt cái cua này, trong khi xe ổng bây giờ còn chưa qua được cái đèn này nữa đó. Toàn rồi, Khang nó ôm giải rồi. Nhưng mà một hồi để xem hỏi lại lời của thanh niên kia xem là có bị thanh niên kia phá cái gì không. Nếu mà có phá nhiều. Ơ cái gì vậy? Ôi phải, thằng cô hồn nó chơi láo vậy. Ôi có thể là cái chờ cái màn này phải chơi lại được rồi đó. Những điên như thanh niên kia sẽ giải quyết sao? Lâu nước rồi. Đi đâu vậy ba? Là quỷ tôi chặn cái đường vậy ba. Chết rồi. Thằng cứu hồ rồi chạy con xe xuống đây vậy. Thằng Khang đang nói là đi đường cũ. Thằng Khang nó đi cái đường kia. Ông nội kêu ông quẹo một phát luôn. Ông tỉnh bơ, ông quẹo quá luôn. Tỉnh queo luôn. Tôi đến tôi coi là ông có biết được cái đường là ông quẹo vô hay không ai ngờ. Ông tỉnh bơ, ông quẹo không, ông trao vòng lên. Rồi ông đi đường đó, rồi ông đi với ai. Mệt quá. Chuẩn bị đua lại nè mọi người. Bị kia phá nó còn đi lộn đường nữa.
Thằng nào nó chạy nó sắp lên xe. Giả mang thiệt chứ. Ok đi lộn đường luôn để coi ông kia ID 15 đúng không ta? Càng khang để không mình coi ông đi đâu rồi. Ông kia cũng đi cái đường nào rồi đây. Ủa à... Ủa ông Hào hả? À, hồ chém là E14. Ông về chưa? Ông về chưa? Trời ơi. Ông đi đâu luôn rồi? Ông đi đâu luôn rồi? Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? À còn đang chạy về hả? À đây nè, đây nè, đây nè. Ok, đưa lại nha, đưa lại, đưa lại. Đưa lại, đưa lại, đưa lại. Sửa xe rồi, tốt rồi, sửa xe tốt rồi. Rồi sửa xe rồi nha, sửa xe đi, sửa xe đi. Đưa lại nè, tại vì đợt nãy ông này bị bạn kia đi theo phá với lại đi lông đường. Rồi, đưa lại lần... Khang có chịu đưa lại không? Mà chắc là đưa lại đúng không? Đưa lại em nha. Ờ, đưa lại cho nó công bằng rồi. Ok, không sao, không sao. Không sao, không sao, không sao. Nó bị lát rồi các bạn ơi. Từ, nó bị lát rồi. Từ đi Tú, từ đi Tú, bị lát rồi Tú ơi. Hai xe nó giật giật ghê quá. Giải khuyến khích đó hả? Đâu rồi? Giảm khách nè, đợi xíu gì đua chung nè, đợi xíu đua chung với Tabu nữa nè. Đợi xíu mình làm kèo cuối, mình anh em mình chơi nhau. Cược tiền chơi nhau chơi. Rồi ok nè, ổn rồi nè, rồi dứt đi Tú ơi. Ừ. Rồi kèo lại. Ây da. Không, con xe Khang nó vẫn ăn được cái đề. Nhưng mà quan trọng là đi đầu á, dễ bị tâm lý lắm các bạn. Mình cũng vậy, mình đi đầu mấy đợt mình đua với ông Hàm đi đầu á, cái mình cứ kiểu không biết ổng đang ở đâu rồi, rồi ổng làm sao đó, rồi mình dễ bị hoang mang mà vô cua mình hay bị hố cua lắm. Ô, thanh niên Khang bây giờ mới để ý. Ô, thanh niên, ô no, một pha quay đầu của Khang rồi. Rồi thanh niên nó lên núi. Ok, từ từ từ, đường còn xa. Vẫn có thanh niên chặn, thanh niên thì tốt thiệt chứ, bỏ xe đó chặn luôn, tốt thiệt. Chặn giùm luôn á, mình không chặn mà chặn giùm luôn á. Hay thiệt. À, cái vụ nãy là đua nhau, là chơi xấu nhau là bình thường nha các bạn. Nhưng mà Khang đang... Đúng rồi, cố lên Khang, cố lên Khang, đúng rồi, cố lên Khang. Cố lên Khang. Đó, chơi xấu quá, chơi xấu là ông kêu lên núi luôn rồi. Chơi xấu là bình thường, tại vì xe nó bị nhiều lúc bị lát hoặc là bị tông nhau này kia, cái đó là không có tính nhau, mấy ông kia vẫn tông nhau bình thường. Chỉ có cái là bị người khác tông thì mới là tính thôi. Mới lại ông kia đi lạc đường, bị bạn kia đi theo phá rồi đi lạc đường. Rồi ông Hồ Chém bây giờ lại bị một khoảng xa nữa rồi. Ô, coi chừng các bạn xe này, ok bạn đâu bạn có nhường, ok ok ok. Gây cấn quá các bạn ơi, gây cấn quá, từ từ, dán cuối, gây cấn. Xong nhắn này mình đua, nhắn này mình upstream. Sao đâu, lâu lâu stream khuya khuya xíu cho các bạn xem chơi vậy mà. Các bạn nhớ like stream này với mình, đăng ký kênh của mình và share cái buổi stream này với lại những video mà các bạn thấy thích trên kênh của mình nha, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Khang vẫn đang dẫn đầu và bạn Hồ Chém Tút ở dưới này. Wow, tính ra hai lần chạy luôn á các bạn, hai lần chạy luôn á. Và lần thứ hai này là không bị phá nha, hai người tự chơi xấu với nhau thôi. Nhưng mà kèo kỹ năng Khang đỉnh đấy. Khang đua đỉnh đấy. Hô danh là Khang. Được, được. Để xuống đây xe nó thông thoáng như vậy. Oh, oh no. Oh no. Cái này là sự cố ngoài ý muốn à. Kiểu gì cũng có nè. Ôi, 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 ok, ok. Rồi. Cố lên, cố lên. Ai đi trước, ai đi trước. Khang đi trước. Wow, tuyệt vời. Cái đó là ai cũng bị dính. Tại vì cái này là đua xe đường phố. Và những cái đường phố nó ra là phải chịu nha các bạn. Xe cứu thương, người dân đi qua đi lại, mấy thằng băng qua đường ẩu, có hết. Cố lên, đúng rồi. Ôi tim mình đập theo luôn các bạn ơi. Cái pha này đúng, đúng và nó là gắt thực sự luôn á. Nguyên một xe cứu thương nó lên. Ôi trời, bị lát. Khang mới bị lát. Mình bị lát. Rồi, Hồ Chém nó mất tiêu rồi. Và Khang ẩm giải rồi. Khang ẩm giải rồi.
Khang ấm giải rồi các bạn ơi. Đúng là chung kết luôn nè, con gây cấn chạy đúng đỉnh luôn. Ăn nguyên một con xe cấp cứu, đề máy lên chạy tiếp. Còn thanh niên kia đi, do là đi sau các bạn, cho nên là lúc mà tông vô cái tường là bị chậm thời gian hơn. Cái lúc mà Khang đề máy được rồi thì anh, cái thanh niên kia mới bắt đầu đề gần lên thì bị mất rồi, xong rồi hồi chém đi luôn rồi. Khang thắng. Wow, quá tuyệt vời. Không, thằng thắng rơi nãy anh thấy bị ban rồi. Đỉnh cao đây, đỉnh cao đây. Cái đạn con xe cứu thương đỉnh cao quá Khang ơi. Team nó đập theo luôn Khang ơi. Em tới lúc đó em không biết làm ăn con đó là phải chịu rồi. Thanh niên kia cũng bị dính luôn, hai người luôn. Quá đỉnh. Ừ, sao anh sẽ cấp cứu. Hồi chị em thấy rồi, hồi chị em thắng lại nhưng mà dính vô hàng rào, tại vì cái trớn xe nó văng đi á. Rồi bạn hồi chị em có còn gì ok cho bạn chịu thua cho bạn hay là sao, không còn gì nữa không mình giải quyết luôn. Cho tôi hỏi cái là mình được tông xe người khác à? Được mà, hai người tông xe nhau được mà, tại vì lúc đầu tông qua tông lại từ đầu bây giờ rồi. Tôi không có tông không, lỗi đồng bộ quá, tôi có video nè, tôi không có tông không. Ừ nhưng mà từ đầu giờ nói chung là hai người đua nhau rồi, cái chuyện đó là tự xử, tại vì ông Hào đua từ đầu ông bị ông cũng chịu. Cái đó là mọi người chịu nhau, chỉ khi nào mà đi dọc được mà có thanh niên đi theo phá thì mới tính thôi. Và cái thanh niên cấp cứu lúc nãy là thanh niên tình huống, gọi là trong game nó là đua đường phố nên phải chịu những cái đó. Cái đó là không có cãi được. Không, được mà. Tôi chịu, nhưng mà cái lúc mà tiếng đông tôi đang chạy bình thường. Xe ông tông tôi đương nhiên là tôi bị văng là đúng rồi, bởi vì xe ông khỏe hơn là xe tôi yếu. Cái khúc mà nghe cái cầu ông cũng tông tôi thôi. Nói chung là xe từ đầu tới cuối thì hai người đều tông nhau. Trượt bánh rồi cái tôi chạy vô tên, tôi đang chạy sau ông. Thì đó, ông cũng thắng thì tôi cũng tông ông thôi mà. Cái đó là ông trượt bánh khác, còn tôi đang chạy cơ mà. Ông coi lại video của ông, tôi cho ông coi lại video tôi. Mình có xem thì hai bạn, nói chung là bạn này tông bạn kia tông bằng này ha. Nhưng mà hai cái đó là hai người tự xử với nhau, tại vì đua xe cái đó là phải chịu. Một là đồng bộ, hai là cố tình tông nhau hay ép xe nhau, cái đó là chuyện bình thường. Không có đem lên đây kiểu mà cãi lộn cái đó được. Vậy sao Duy không bảo từ trước lúc tôi chơi kiểu thế? Ủa, trời ơi, vòng cuối rồi mà. Ở đây ai cũng biết mà, từ hồi gián đầu rồi. Từ hồi đầu vòng 1 đua mấy ông kia là mấy ông cà khịa nhau, mấy ông tông các kiểu tà le luôn mà. Ừ, tông xếp hào, tông đủ thứ nè, ở đây anh em luôn biết mà. Cái đó bây giờ ông mới kêu là tụi tao không nói là chết. Hai chiếc xe ông nhau đua đi. Chết thôi, đua lẻ giờ hai lần. Ông này có vẻ hơi cay cú một xíu. Tham gia mình vui nha, không cay cú nha. Không, nhưng mà thật sự là anh em đua xe ở đây, anh em đua xe ở đây bị ép cái đó là bình thường. Ông Hào ông bị ép, ông đâu cay cú đâu, ông cũng chấp nhận thôi. Ông Hào ông bị lại từ đầu luôn mà. Nhưng mà lúc sau cho ông một vé mà ông vẫn bị văng đó. Cái đó là ép nhau là bình thường. Đua xe ngoài đời cũng vậy mà, trong game cũng vậy thôi, ép nhau hoài mà. Sao bạn, em thua kêu này kêu xong chơi tiếp. Giờ mình bạn chơi là bạn chọc tôi nè. Bạn chọc mình với bạn chơi nè. Ok, vậy là bây giờ bạn Khang thắng đúng không? Hiện tại là anh chưa đủ tiền nha Khang, cho nên là nợ đi. Vô đây anh chuyển nhượng xe, vô đây anh chuyển nhượng xe. Nhưng mà đua cái đó là thua là chịu thôi. Đâu có thể nào mà ông kia ông nói tới cái câu mà tới đua tới vòng cuối rồi mà lại không biết cái đó là luật chung của đua xe rồi. Hạng nhì hả? Để một xíu để tôi suy nghĩ. Để ăn. Khuyến khích tôi chứ. Tao bố muốn hợp tác làm ăn không? Tôi bố. Tụi bạn lập đội đua. Thôi thằng quỷ nó đua gà lắm, đừng có lập với nó. Đừng có lập với nó đua gà lắm. Ê, mày đừng có vậy nha. Tôi mới đua gà ra tôi quanh. Ơi, láo thiệt. Láo thiệt. Bạn coi rồi, bây giờ ở đây có 4 con xe, Khang chọn con nào? Chiếc A21. Chiếc A21, ok. Bây giờ Khang với lại bạn Hồ Chém có đồng ý là phần thưởng của Khang là 3 triệu, trừ ra 1 triệu cho bạn Hồ Chém không? Chịu, em chịu luôn. Cái gì đâu. Trời. Ok, con này có biển số là D cho nên là về tay Khang là hợp lý rồi. Vậy là bây giờ chịu là hồi chém 1 triệu xong rồi Khang 2 triệu đúng không? Ok. Rồi ok, giải quyết cái đây luôn. Xíu chuyển tiền sao nha Khang ơi, ở đây không đủ tiền mặt.
vậy luôn. Rồi 1 triệu cho hồ chém. Ok bây giờ anh em mình đua xe dán cuối, đua vui nè, đua đường cũ nè. Ok ít ra đó là của Khang. Rồi xong. Con xe đó là có biển số của mình luôn, ND88338 được vậy. 4 tiếng nữa. Anh đâu có uống nước đâu mà, anh đang hơi khô cổ nè. À. Ê, có một sự thật là não lấy xe tôi đi rồi bạn. Bây giờ mọi người muốn chơi công bằng không? Lấy 4 con xe, 4 5 con xe giống nhau nè chơi không? Chơi vậy đi, học chơi không? Support 5 xe giống nhau đi. Chơi chơi, chơi chơi kỹ năng skill. Ok luôn, kỹ năng luôn. Bạn thích là okay, tôi chịu. Cần kỹ năng nha, tôi là người chơi hệ kỹ năng nha bạn. Quỷ này. Cất xe mọi người, cất xe. Bây giờ mình đua con gì ta? Đua con gì nó lạ lạ ta? Con gì lạ lạ ta? Mà chạy đầm đầm xíu bạn. Không có con nào đầm hết trơn á. Không, đua mô tô té chết. Đua cái này là đua đường này là phải đua đường đường kia, không có thể nào mà đua mô tô được. Bây giờ đi con nào? Ở đây có con Divert, con tâm le ra. Italy nè, con Divert nè, con tôi dứt một cái một. GTO của Khang nè, con XA21 nè. Con sếp nè hả? Ok, nhưng mà bây giờ chơi xe gì? Mọi người đưa tên xem mọi người thống nhất chơi xe gì. Thống nhất chơi xe zin nhưng mà xe gì? Xăng le. Cái gì? Con xăng le á. Con gì? Là con xe lăn á các bạn. Láo thiệt kìa đây. Tôi cho bạn lăn nè bạn. Ừ dữ lắm. Để coi giờ đi xe gì ta. Sếp Hào ơi, sếp Hào ơi, cho sếp Hào chọn xe nè sếp Hào ơi. Đua xe gì sếp? Chọn xe đi sếp, cho sếp ưu tiên luôn, chọn xe gì? Chọn xe gì sếp ơi? Alo? Alo? Chọn xe gì sếp? Đua xe gì sếp? Cho cái tên xe sếp ơi. Giờ sếp cho cái tên xe đi. Xe gì cũng được, cho đại cái tên đi sếp. Đừng đưa xe lăn là được. Ủa không nghe hả? Alo, alo, nghe cho sếp, nghe cho sếp. Ôi, anh gặp sếp Hào quá. Nghe chưa sếp ơi, nghe chưa sếp ơi. Lâu lắm mới gặp sếp Hào. Hello. Ủa, hello. Không lại đưa dán cuối hả? À, này, sếp nghe đúng không sếp? Hello sếp, chị bên em sếp. Nè, bây giờ cho sếp chọn con xe, trong mấy con xe nãy giờ đua, sếp chọn cái tên đi. Lấy ra đều anh em đua nhau dán cuối nè. Thôi mọi người chọn đi, tôi chào sếp cái quyền mà. Con neon đó anh. Con neon đó. Bốn đồng xu đi sếp. Con T20 đi. Con neon nó chạy dằn hết T20 đúng không? Ừ, ok. Rồi T20. Cái này tên là kèo tài xỉu là hợp lý. Ừ, xe trắng nó đẹp quá, mình lấy xe trắng. Xe trắng này của tôi, đi ra, xe này của tôi, yeah, đi ra, xe trắng của tôi. À, xe này của bạn hả? Láo thiệt chứ. Đủ xe chưa? Xe này tôi bạn ơi. À, bạn Hồ Chem có đua là lấy xe này luôn nha, không lấy xe đó nha, cất xe đó đi. Tú đua không Tú? Làm kèo không Tú? Ok, đường cũ nha. Đường cũ. Phải đâu? Phải dịch vào vị trí. Rồi, đua dán cuối nè. Ủa? Ôi, nó lát kìa trời ơi. Mình thấy đề ba rồi, mình thấy chạy một vàng rồi nhưng mà nó lát kìa. Con này là con McLaren V1 nè các bạn. Đó, quỷ chồng chơi dơ. Quỷ chồng nó chơi dơ kìa. Nó dơ ơi là dơ luôn kìa trời. Ừ, ok.
con xe đó đỉnh thiệt, chặn đỉnh thiệt. Không biết các bạn xem stream nó có bị lag không ta. À, xe mình lúc nãy trọng nó có đạp mấy cái đó, còn lại xe anh em đều là lấy ra mới hết luôn mà. Tạm thôi em ơi. Mình cảm nhận là sau xe mình đang có một cái ánh đèn nó chiếu vô cái đít xe mình. À, nó bị lát rồi, bây giờ anh em hãy thông cảm một xíu nha. Cái này bây giờ nó bị lát được cái gì nữa để mai mình tìm hiểu lại cái này. Ủa? Sao như tôi đua mình tôi vậy? Đua cho nên là mình không có drift đâu, tại vì drift phát là lạc luôn á. Lát lắm luôn hả? Thôi kệ đi, các bạn xem kết quả là được rồi. Không sao đâu, nó giật cái lúc like thôi, chứ lúc mà sau khi mà xử lý xong hết nó lại mượt lại. Đúng là sợi dây nếu khác, chạy nó đầm vãi. Nó đâu có nhanh kiểu mà nó nhanh quá, các bạn, nó không bị sấy bánh quá, là nó cũng không bị trơn quá. Nó là zin hết tất cả cho nên nó chạy đúng đầm luôn. Mình như mình đu mình vậy ta. Oh, wow. Nè, cái đoạn này anh Khang với thanh niên kỷ lộc luôn rồi đó. Con này ngon chứ, con này nó đúng đầm luôn, cái form xe nó là nhìn nó các bạn biết là kiểu nó đã đua rồi. Mà con McLaren đi qua nó ngoài nó cũng là một con xe rất là đầm luôn. Nó có cả bản độ GT của nó nữa, có nghĩa là các bạn đua trên track á, đúng, gọi là phải nói là cái công suất nó mạnh và là cái xe nó ngầu cực kỳ luôn. Nó có cánh gió và các kiểu nữa. Ở đâu mà quẹo, ở đằng này mình đi đường thắt cũng được. Và tại nó gì sau lưng mình cũng có ai hết trơn á. Mình chạy mình nè. Mình chạy lên đổi lên đường lông đường hết trơn nè. Xe zin đã 188 rồi, có đạn lên 109 luôn. Chú thích T20, anh cũng không nhớ là đó anh đã từng thích con T20 này luôn á. Nhưng mà sao chạy mình không thấy ai hết trơn, buồn quá, sao buồn. Ủa gì vậy? Ủa mấy này đâu ra vậy? Tôi về hết rồi, bạn chạy láo chạy thì bạn láo bạn. Tôi thấy bạn, tôi chạy từ đầu tới cuối. Tôi chạy đầu tiên bạn. Kỳ láo thì bỏ xa. Bạn tự khúc kia rồi. Trời ơi. Láo thì tôi chạy nguyên một đoạn đường không thấy thằng nào thôi. Bạn hỏi nhà báo nè. Bạn hỏi nhà báo nè. Bạn hỏi nhà báo nè. Cái này là mấy người này là mấy người đi xong rồi bị quay đầu về nè. Tôi nhìn rồi tôi biết. Đâu, tôi chạy về đầu tiên. Tôi thằng Khang với là ai mới ta đâu. Ai mới chạy về nữa ta. Ông sếp lọt cầu nữa hả? Lại dòng nó không mấy bạn. Cái khúc cua đầu á. Lại dòng nó mấy bạn chứ chạy gì đâu mà chạy mình chán quá, không thấy ai hết trơn thiệt luôn. Đi đông loạn quá. 3 4 người. Đâu chạy đông đông thì tự giác thôi, tự giác chậm chậm lại bị bước mắm vô làm chi. Lương thiệt chứ. Bên tôi lắc quá. Lương các bạn ơi. Rồi xuống nè, đua lại nữa nè, phía xe nè, người em đi. Bên tôi lắc quá trời, chạy nó giật. Thôi, tôi biết bạn lắc mà, tôi biết cái mỏ bạn chơi nãy bạn định cạt hệ tôi, bạn định ép xe tôi. Tôi thấy bạn định ép xe tôi. Ép đâu mà ép, bạn làm gì chết tôi rồi. Bạn định ép xe tôi, tôi thấy. Tôi chạy về giúp mà còn. Mấy ngàn anh em đang thấy bạn ép xe tôi. Bạn dơ như quỷ. Đâu ghê. Rồi ông sếp không đưa nữa hả? Ủa sếp ơi, sao vậy sếp ơi? Sếp đâu rồi? Sếp bị tông ra khỏi cầu. À mấy bạn kia là xe độ à, không tính. Sếp ơi, vô sếp ơi, vô sếp. Sếp ơi đừng có lọt cầu nữa nha sếp. Có mỗi cái cầu để người dân đi qua đi lại đây, sếp đợi đánh bơm cái cầu là chết. Ông sếp đợi đánh bơm cái cầu luôn các bạn ơi. Rồi, hai bạn này ra chỗ khác đi, mấy bạn xe độ ra chỗ khác đi. Xe tôi, ông có đua nữa không? Tôi bị quá.
xe đâu rồi. Ủa xe kia ông đâu? Xe kia ông đâu? Xe kia người khác, xe tôi thì người khác lấy. À ok, đợi xíu. Chạy chậm thôi giờ mới chạy thiệt nữa chứ. Láo thiệt. Ok lên đi ông. Láo thiệt. Tài là giật lương không à. Lương quá. Ờ à, ok. Ờ Tabu kêu Tú ra bắn cái nữa Tabu ơi. Kêu Tú ra bắn cái nữa. Ok kêu rồi đó bạn. Ok. Tính ra con này đi xe nhanh nó đẹp quá ha. Cha con và chú anh thần ai gì là Phật. Hay giọng để cho không lắc bạn ơi. Kì kì chuẩn bị rồi, chuẩn bị. Không ép nha. À không ép nha. Cái này chạy ghê quá, nó ép ghê quá, mình xuống đây mình chạy. Á thôi. À, xe ngược chiều. Ây da, quá nhiều cầm bậy. Quá nhiều cầm bậy. Ông sếp đừng lật cầu nữa đi, để con ông sếp coi chạy sao. Quỷ chồng, quỷ chồng à, chơi gian quỷ. Ây da, trời ơi, dưới kia nó dồn lên. Ôi, chồng hàng nhất luôn kìa. Wow. Ôi, ai bay ghê vậy? Ai bay khoát, bay đỉnh vậy? Bay lên tới trên kia luôn. Đó vậy nó mới công bằng nè. Rồi đua vậy nó mới hấp dẫn chứ. Gì đâu mà mình chạy đường nên kia quay đầu dễ trơn. Chán thiệt. Ô, mình hút xe xúc sen chọc. Ấy xúc sen chọc kìa các bạn thấy không? Mình chưa đụng nữa nhưng mà nó bị đồng bộ. Các bạn thấy mình hút sen chọc nó bị hất lên luôn á. Các bạn này là các bạn như thấy hoa đều vậy. Được á, đuôi gắt á. Còn Khang như hồi đầu bị dứt rồi. Để một cái đèn. Ôi, cái đoạn này ai mà đi vô kiểu kia là lật quay đầu hết luôn, bị dính cái bánh xe các bạn thấy không? Cái bánh xe nó dính trên đất á, mình với lại thanh niên Nhật Hoa, hai thanh niên quay đầu xe hết luôn. Đỉnh ấy, chọc đang lên nhất kìa, ghê, chọc ghê. Ơ, ông kia chơi gian kìa. Ông kia chơi tắt đường luôn kìa. Ông chơi ông phóng một con xe mà ông đi đường tắt luôn. À. Ôi ôi. Sao ra thanh niên nó vậy hết hồn. Ây da 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 da. Ôi ôi, thanh niên xe con. Ây dồi. Nên sẽ còn á, thì sẽ vô đi chơi pha chí mạng quá. Để nó mình mà mượt mượt là mình ngon rồi, nhưng mà mình bị dính cái kia rồi. Một người mất lái rồi nè. Rồi hạn gì các bạn ơi, tai nạn quá trời luôn, cái đường nó đã nhỏ rồi, nguyên con xe bự dần dần nó to lên. Mấy người đi sau lại à, nói chung là đi đầu dễ bị này kia đó. Nói chung là thua rồi. Hàng Nhi đỉnh. Một pha không đỡ kịp của thanh niên SUV. Ô Khang nhất luôn. Ghê ghê đó, ghê đó, ghê đó. Ủa
giống phim hành động thôi, em có quay lại cái khúc mà ghê bay trời. Ủa nay sếp không bị lật cầu nữa rồi hả? Nè Khang Nhất nè, Nhì nè, Hồ Chém Ba nè, sếp Tư nè, rồi Quỷ Chọc đâu rồi, nãy thấy nó chạy ghê lắm mà. Tiêu à. Rồi xong rồi coi như là Khang Giang. Ủa chứ không phải sếp. Chạy từ đời cũng không thấy sếp đâu hết trơn, có buồn sếp thiệt chứ. Khung like nó đi zoom. Ờ đúng rồi, nó cho nó có zoom một xíu mà. Tại vì anh để màn hình nó không phải là màn hình full. Khang nhớ có gàng ở cuối bên cuối người ta. Bên cuối cùng đâm đít tôi mà. Ok, mình xin phép off stream ở đây nha. Rất là cảm ơn các bạn. Ủa hồi nãy là Nhật Hoa đi nhất đúng không Nhật Hoa? Không mà sếp. Nhật Hoa nãy đi nhất đúng không Nhật Hoa? Đi nhất xong rồi dính có SUV đúng không? Ừ đúng rồi, đại nó đang đi, anh đang đi biết sao, con thấy con bảy chỗ nó tâu lên phát rồi lũi vô bên trong dính luôn. Đường nó nhỏ còn dính quét UV nữa chứ. Rồi thôi ok, hẹn các bạn ngày mai nha. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái buổi stream hôm nay. Nhớ đừng quên like cũng như là share cái buổi này và đăng ký kênh mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chào các bạn. Bye bye, chúc các bạn ngủ ngon. Mình đi ngủ đây, hơi chóng mặt rồi, hơi mệt rồi. Bye bye, bye bye.